Chương 120 dùng xong thời gian một buổi sáng, Vân Triệt đốt diệt toàn bộ nguyên rùa huyết mạch cho Phượng Hoàng di tộc, sau đó cùng Lam Tuyết Nhược cáo biệt mọi người, khống chế cự tuyết điêu bay lên không rời đi. Tộc nhân của Phượng Hoàng di tộc đi ra tiễn, bọn họ nhìn lên bầu trời, cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất hoàn toàn trong tầm mắt vẫn như cũ thật lâu không rời đi. Phụ thân, Vân Triệt ca ca thật sự là do thần Phượng Hoàng phái tới cứu vớt chúng ta sao? Phượng Tổ Nhi lưu luyến nhìn lên không trung, hồn nhiên hỏi Phượng Bách Xuyên sờ đầu Nhi tử chậm rãi vuốt cằm, phải. Năm đó tổ tiên của chúng ta phạm sai lầm lớn, trả qua nhiều năm chuộc tội sám hối như vậy, thần Phượng Hoàng cuối cùng tha thứ cho chúng ta. Chỉ có điều, ta có một cảm giác kỳ diệu, có lẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại hắn. Thật vậy không? Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi đều đôi mắt sáng ngời, trên mặt tràn ngập chờ mong. Nhất định vậy. Phượng Bách Xuyên mỉm cười, không có nguyền rùa huyết mạch, huyền lực của bọn họ không hề bị hạn chế, ấn ký phượng hoàng trên trán cũng có thể ẩn xuống bất cứ lúc nào cho nên đời sau của bọn họ vốn không cần ẩn náu trong nơi thâm sơn hiểm địa này chỉ có điều chờ khi chúng ta lại thấy hắn có lẽ nơi hắn đứng đã là độ cao đủ để cho tất cả mọi người ngưỡng vọng cho nên tổ nhi tiên nhi nếu các con thật sự muốn gặp lại hắn tiếp theo sẽ bắt đầu vất vả tu luyện chúng ta hiện giờ không có tư cách hồi báo đại ân của hắn nhưng chờ các con lớn lên cũng có đủ năng lực là có thể đi ra nơi này trở thành trợ lực của hắn cho dù chỉ là trợ lực nhỏ bé, cũng có thể là lòng cảm kích của bộ tộc chúng ta. Vâng, Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi đều dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy kiên quyết, từ đây đến Thương Phong Hoàng Thành, đại khái phải bao lâu? Lấy tốc độ của Tiểu Tuyết, mỗi ngày bay 7 canh giờ, chừng 10 ngày có thể đến. Thương Phong Hoàng Thành, quốc đô của Thương Phong Đế quốc, trước kia khi ở Lưu Vân Thành, Vân Triệt chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bước vào Thương Phong Hoàng Thành. Làm quốc đô của Thương Phong Đế quốc, cấp độ tài phú, cấp độ quyền lợi, cấp độ huyền lực của thương phong đế quốc, cũng không thể nghi ngờ là đỉnh của đế quốc. Ở thành thị phổ thông là giàu có một vùng, quyền quý một phương, cùng với cường giả có thể coi khinh quần hùng. Đến quốc đô, tối đa cơ bản chỉ có thể biến thành tầng lớp trung thượng. Trời dần tối xuống, cự tuyết điều tiếp tục bay thật lâu, cuối cùng tìm được một thành trấn không được tính là quá lớn, sau đó hạ xuống. Xin chào trưởng quầy, nơi này có bán vạn lý truyền âm phủ không? Đi vào cửa hàng lớn nhất trấn nhỏ. Lam Tuyết Nhược lễ phép hỏi. Vạn, vạn lý truyền âm phù. Trưởng quầy bị một câu nói của Lam Tuyết Nhược làm kinh hãi quá mức. Tuy rằng Lam Tuyết Nhược trước mắt ăn mặc tầm thường, nhưng khó giấu nổi quý khí ẩn trong lòng, hơn nữa dung nhan của nàng cực đẹp, thêm vào đó há mồm liền vạn lý truyền âm phù. Người trưởng quỹ này không dám chậm trễ, dè dặt cẩn trọng nói, cô nương, chúng ta tiểu điếm bực này, đừng nói vạn lý truyền âm phù, ngay cả thiên lý cũng không có. Cả đời ta đây còn chưa từng thấy vạn lý truyền âm phù chỉ có điều, bách lý ngược lại có mấy cái, ngươi xem có thể tạm sử dụng không? Vậy không cần, quấy dày rồi. Lam tuyết nhược hơi thất vọng lắc đầu. Nàng định truyền âm đến bên Hoàng Thành, bách lý truyền âm phù vốn ngoài tầm tay với. Trưởng quầy, gần đây có khách sạn không? Vân Triệt hỏi. Có có. Trưởng quầy gật đầu, đưa tay chỉ bên phải, đi tới con phố hướng Bắc, còn có một khách sạn. Cũng là một nhà duy nhất trên chấn này. Vân Triệt gật gật đầu, nói với Lam Tuyết Nhược, Sư tỷ, chúng ta nghỉ lại trong khách sạn này một chút đi, tiểu tuyết cũng cần nghỉ ngơi. Đi không bao lâu, Vân Triệt và Lam Tuyết Nhược liền tìm được khách sạn duy nhất trên chấn này. Thời gian đã hơi trễ, khách điếm cũng im ắng, khi đi vào, dưới nguồn sáng lờ mờ, chỉ có một mình trưởng quầy ngồi trước đại sảnh ngủ gà ngủ gật, nghe được có tiếng bước chân người vào mới vội vàng mở mắt. Vân Triệt đi trước Lam Tuyết Nhược một bước, hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói, trưởng quầy, phiền toái chuẩn bị cho chúng ta hai gian phòng khách. Trương quầy khách sạn ngáp một cái, Vừa định mở miệng nói chuyện, một tia sáng tím chợt lóe lên trong mắt hắn, ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lên còn lớn hơn mắt trâu. Bởi vì tay phải khoanh trước ngực của Vân Triệt, ngón trỏ giơ lên, còn giữa ngón giữa và ngón áp út, rõ ràng mang theo một đồng tím lóng lánh. Tử Huyền tệ. Cơn buồn ngủ của trưởng quầy lập tức biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra. Kinh doanh khách sạn này nửa đời người, hắn còn không rõ là cái gì sao? Vội vàng bày ra một sắc mặt khó xử, nói: "Hai vị khách quý, thật sự xin lỗi, tiểu điếm chỉ còn lại một gian phòng khách. Chỉ còn một gian. Vân Triệt quay đầu lại, nói với Lam Tuyết Nhược, sư tỷ, nếu không chúng ta, tìm khách sạn khác. Trưởng quầy lập tức nghiêm mặt, hai vị khách quý, không phải ta hù dọa các ngươi, trong chấn nhỏ này, chỉ có một khách sạn này của chúng ta. Hơn nữa ra ca hỏi chấn nhỏ này của chúng ta, trong phạm vi 200 dặm đều đừng mong tìm được chỗ đặt chân, ta đây bình thường giờ này đều chật ních, hôm nay còn có thể có một gian phòng, đã là các ngươi gặp may mắn lại nói hai vị khách quý trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ quả thật là một đôi trời đất tạo nên hơn nửa đêm kết bạn mà đi vừa thấy chính là vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào đi một gian phòng không phải vừa vặn sao vì sao phải muốn hai căn phòng vân triệt tỏ vẻ khó xử nhìn lam tuyết nhược nói sư tỷ nếu không chúng ta liền tạm chấp nhận một gian phòng được không trừ này ra dường như không có biện pháp gì khác cô nam quả nữ một gian phòng trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện hình ảnh khiến tim lam tuyết nhược bỗng chốc không hiểu sao đập nhanh hơn hơi lúng túng nói nhưng nhưng mà không đợi nàng nói xong trưởng quầy kia đã hắng giọng kêu lên được rồi ta đây liền mang các ngươi đến phòng khách đi mặc dù điếm chúng ta nhỏ nhưng cam đoan sạch sẽ thoải mái khiến các ngươi hài lòng bên này mời lời lam tuyết nhược liền bị cản về cắn cắn môi nghĩ tới lời trưởng quầy vừa nói chỉ đành thuận theo chỗ sâu trong đôi mắt vân triệt thoáng qua ý cười ngón út nhẹ nhàng bắn ra đồng tử huyền tệ kia liền im hơi lặng tiếng bắn vào trong tay trưởng quầy trưởng quầy kia lập tức mặt mày hớn hở vui mừng đi phía trước hắn mở khách sạn này làm ăn không tệ một năm có thể kiếm được mười mấy tử huyền tệ vân triệt này vừa ra tay chính là thu vào cả một tháng của hắn hắn từng gặp người hào phóng nhưng đời này vẫn là lần đầu tiên gặp được người hào phóng như vậy cung kính dẫn bọn họ đến phòng khi đi ra ngoài còn cố ý đóng kỹ cửa phòng cho bọn họ sau đó trong lòng than thở cô nương này thật sự xinh đẹp không tưởng tượng nổi người trẻ tuổi kia cũng nhiều tiền lắm của không biết là nam nữ đại gia tộc nào ra ngoài du sơn ngoạn thủy phòng khách không tính là lớn nhưng coi như sạch sẽ lịch sự tao nhã bài trí bên trong rất đơn giản nhìn giường cũng khá lớn ngủ hai người hoàn toàn không có vấn đề hứng gió trên lưng cự tuyết điêu cả một ngày trời hai người người đều sớm mệt mỏi sau khi lam tuyết nhược đi vào phòng tim liền đập như hươu chạy thần sắc trong câu nệ mang chút hoảng loạn Hoàn toàn không có vẻ hào phóng bình thản như thường ngày, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần còn mang theo một chút ửng hồng như ánh bình minh, khiến cho nàng bớt đi vài phần cao quý thanh lịch trong ngày thường, nhiều thêm vài phần dáng vẻ thiếu nữ khiến cho nam nhân say mê. Vân Triệt mỉm cười nói: "Sư tỷ, người chắc rất mệt, lên giường nghỉ ngơi trước đi." "Vậy, vậy ngươi." Lam Tuyết Nhược cố giả bộ chấn định, nhưng nội tâm kinh hoàng như thế nào cũng không thể ngừng. Hắn không phải định, là định, ta đương nhiên sẽ ngủ trên đất ta một nam nhân chẳng lẽ còn có thể để cho sư tỷ ngủ trên đất sao cả mặt vân triệt tỏ vẻ người vật vô hại ôn hòa dễ gần tươi cười nói xong đã đi đến trong góc đối diện với giường đặt mông ngồi xuống trên sàn lạnh như băng lưng dựa vào vách tường nói sư tỷ yên tâm ngủ đi là được ta ở đây bảo vệ sư tỷ hoảng loạn bất an trong lòng lam tuyết nhược biến mất thay vào đó là từng dòng nước ấm chảy trôi trong lòng mỉm cười hiện ra trên mặt hắn và ánh mắt ôn hòa nhìn nàng khi hắn từ trên cao rơi xuống trọng thương nằm trên mặt đất giống nhau như đúc. Đó là lần đầu tiên nàng đối mặt với hắn, cũng là lần đầu tiên trong đời này, trong lòng có một rung động không cách nào nói rõ. Sàn nơi này không phải bằng gỗ, mà là đá thường lạnh như băng, cho dù ôm một bộ chăn nệm lót trên mặt đất, hơi lâu một chút sẽ chuyển đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Lam tuyết nhược lắc lắc đầu, nói, không được, mặt đất lạnh như vậy, làm sao có thể ngủ được. Vết thương trên người ngươi cũng mới tốt lên không lâu. Ngươi ngủ giường, ta ngủ trên đất là được rồi, lời lam tuyết nhược nói khiến vân triệt ngẩn ra sau đó vô cùng kiên quyết lắc đầu không được không được tuyệt đối không được ta một đại nam nhân sao có thể để sư tỷ ngủ trên đất không sao trước kia ta từng thường xuyên ngủ trên đất cho nên vậy không giống vân triệt vẫn như trước tỏ vẻ kiên quyết chuyện đó và chuyện sư tỷ thích ngủ ở đâu không liên quan đây là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân chúng ta ta tình nguyện để sư tỷ một kiếm đâm ta cũng sẽ không làm ra chuyện mình ngủ giường nữ nhân ngủ dưới đất khi nói ra lời này, trong lòng Vân Triệt nói thầm một phen, ủa, lời này nói ra khỏi miệng sao lại quen thuộc như vậy. Cứ có cảm giác hình như mình đã từng nói như vậy với một nữ nhân khác. Phi, lời tôn nghiêm của nam nhân từ trong miệng Vân Triệt nói ra và dáng vẻ quật cường kia, lặng yên đánh chúng vào nơi nào đó mềm mại trong lòng lam tuyết nhược, khiến cho nàng không, nhịn được mà phi cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng một chiêu thức, lúc trước Hạ Khuynh Nguyệt có thể thành công là bởi vì thời điểm đó Vân Triệt liên tục mấy ngày thông huyền, vào nửa đêm thể lực tiêu hao nhiều hơn, vô cùng suy yếu, mặc dù dưới thân phận phu thế, Hạ Khuynh Nguyệt lại giữ vững nguyên tắc, lại không nhẫn tâm để cho Vân Triệt ngủ đất. Mà Vân Triệt nơi đó kêu gào thả chết không lên giường để nữ nhân ngủ dưới đất, vậy mới có chuyện cùng giường cùng gối với Hạ Khuynh Nguyệt. Tuy rằng cái gì cũng không phát sinh, có điều ở trên người Lam Tuyết Nhược Sử dụng chiêu thức giống nhau nên hiệu quả hiển nhiên rõ ràng hơn nhiều. Lam Tuyết Nhược dù sao lớn hơn Vân Triệt 2 tuổi, trong tiềm thức đối với Vân Triệt giống như chăm sóc tiểu đệ đệ. Hơn nữa khác xa sự lạnh lùng của Hạ Khuynh Nguyệt, Lam Tuyết Nhược tính cách mềm mại ôn hòa, làm sao lại nhẫn tâm để Vân Triệt, người phấn đấu quên mình nhiều lần cứu nàng ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Do đó, kết quả tất nhiên là thuận lý thành trương. Lam Tuyết như ngủ bên trong, Vân Triệt ngủ ở ngoài, trung gian cách một tấm chăn đã cuốn lại không cho vượt qua, bằng không. Nếu không thì, Lam Tuyết nhược một mặt nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lúc cảnh cáo khiến vân triệt không cảm giác được bất kỳ uy hiếp nào trái lại hắn nhìn lại thấy vui tai vui mắt sư tỷ còn chưa tin ta sao vân triệt cười tủm tỉm nói sau đó nằm thẳng nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nhưng là nếu như sư tỷ lén lút tiến đến phía ta nên làm cái gì bây giờ ta nên chạy trốn hay làm bộ cái gì cũng không biết đây lam tuyết nhược làm như không nghe thấy quay người về bên trong ánh níu tắt bên trong phòng một mảnh tối om trong yên tĩnh lam tuyết nhượng tuy rằng nhắm mắt lại nhưng rất lâu không cách nào ngủ tim đập nhanh không thể khống chế ngay cả nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập hồi tưởng đến khi cùng vân triệt gặp lại ở chung nàng không thể không thừa nhận bản thân cho tới nay đều bị hắn hấp dẫn làm cảm động mà tối nay cùng hắn ngủ trên một cái giường cùng giường mà ngủ nàng phát hiện trong lòng có chỉ có thấp thỏm căng thẳng nhưng không có một tia sợ sệt và bài xích điều này làm cho nàng cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm rồi lại không cách nào chống cự xóa bỏ bản thân lại cùng một nam tử ngủ ở chung một cái giường còn là nàng chủ động đề nghị ngay cả nàng cũng khó mà tin nổi bởi vì chuyện này đối với nàng mà nói căn bản chưa bao giờ mường tượng đến nàng bắt đầu thử nghĩ nếu như tình cảnh tương tự vân triệt đổi thành người khác liệu nàng có thể mềm yếu mà làm như thế nàng suy nghĩ kỹ một lúc nghĩ đến rất nhiều người đáp án đều là tuyệt đối sẽ không chẳng lẽ là ta quá tín nhiệm hắn hẳn là vậy dù sao hắn thậm chí không tiếc dùng mạng của mình đến bảo vệ ta lại vô tư chính trực chắc chắn sẽ không dưới tình cảnh này mạo phạm ta đi lam tuyết nhược tâm phiền ý loạn bên tai nàng chuyển đến tiếng hít thở đều đều có lẽ đối phương đã ngủ yên lành nội tâm lam tuyết nhược vốn căng thẳng đã giảm bớt nhưng lại có một loại cảm giác không tên len lỏi nội tâm bình tĩnh một trận mệt mỏi nhất thời kéo tới không lâu lắm nàng liền chìm vào giấc ngủ đêm nay lam tuyết nhược vốn tưởng rằng sẽ trắng đêm khó ngủ nhưng không nghĩ tới sẽ ngủ nhanh như vậy còn ngủ an ổn trong giấc mộng nàng mơ hồ cảm giác mình từ từ chìm đắm vào một vòng tay ấm áp loại ấm áp này làm cho lòng của nàng vô cùng an tâm rất ôn hòa nàng khát vọng đi tới gần muốn ôm lấy hơi ấm kiên quyết giữ chặt cho riêng mình sau đó nàng mới thỏa mãn rơi vào giấc ngủ sâu một đêm không bị tỉnh giấc càng không gặp ác mộng ngày tiếp theo khi lam tuyết nhược tỉnh lại mắt tiếp xúc với ánh sáng mạnh ánh mắt mông lung trở nên rõ ràng vô thức hướng lên trên liếc nhìn vân triệt tựa tiếu phi tiếu sư tỷ sớm Lam Tuyết Nhược theo bản năng chuẩn bị đáp lại, vừa hé môi, bất chợt hô lên một tiếng kêu sợ hãi. Hai cánh tay của nàng đang vững vàng ôm chặt phần trên của hắn, ngay cả bộ ngực cũng đặt ở trước ngực hắn, chân trái thon dài quấn quanh hông, cả người ghi sát không một khe hở. Lam Tuyết Nhược cả người giống như điện giật, từ trên người Vân Triệt nhảy xuống, hoảng loạn sửa sang sợi tóc cùng góc áo lộn xộn, tim đập như hươu chạy, mặt đỏ hồng. Sư tỷ, lúc ngủ thật giống như không có cảm giác an toàn, là vì sợ thứ gì sao? vân triệt nhìn vào mắt nàng hỏi ta không không có lam tuyết nhược trả lời có chút luống cuống nàng mơ hồ nhớ lại cảm giác an tâm ấm áp trong giấc mộng tối qua cũng hoàn toàn hiểu rõ loại cảm giác này là đến từ vân triệt mà bản thân cũng theo bản năng mà chủ động tới gần ôm chặt hắn vân triệt đã tỉnh từ rất sớm nhưng vẫn duy trì tư thế mãi đến tận khi lam tuyết nhược tỉnh lại lam tuyết nhược chủ động ôm chặt hắn không phải khiến hắn cảm nhận được cảm giác yếu đuối mà là một loại thương tâm cùng đau lòng, bởi vì trong giấc ngủ của nàng, chứng minh vẻ ôn hòa chỉ là bề ngoài, bên trong cất giấu vô số băn khoăn thậm chí sợ sệt, chỉ là không biết điều gì khiến nàng như vậy. Vân Triệt ngồi dậy, sau đó bỗng nhiên duỗi hai tay, cầm lấy tay phải Lam Tuyết, chân thành nói, sư tỷ, tuy rằng ta không biết thân phận của ngươi, không biết gia thế của ngươi, càng không biết ngươi trải qua quá cái gì. Thế nhưng, ta nói rồi, chỉ cần có ta ở bên cạnh, ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ tốt sư tỷ không tiếp tục để sư tỷ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tay bỗng nhiên được một nam tử ám muội cầm lấy, bên tai còn truyền đến tiếng nói ôn nhu, Lam Tuyết Nhược chưa bao giờ phải bối rối như thế này, đầu óc trống rỗng. Bàn tay được hắn cầm hồi lâu mới trong mộng tỉnh lại, vội vàng tránh thoát khỏi bàn tay hắn, thần thái hoảng loạn nhảy xuống giường. "Ngươi, ngươi đã có thê tử?" Bỏ lại một câu này, Lam Tuyết Nhược thật nhanh chạy đi. Hình bóng mỹ lệ rõ ràng chạy trối chết. Sau khi Lam Tuyết Nhược bỏ chạy, Vân Triệt lắc đầu nở nụ cười, sau đó vuốt cằm, tự nhủ, xem ra là ta lầm. Biểu hiện này của nàng chắc chắn không phải có tình ý với ta, chỉ là bản thân nàng cũng không rõ ràng mà thôi, nhưng trước kia tại sao phải như thế đối với ta? Thậm chí liều lĩnh không tiếc nguy hiểm đi tiêu tông cứu ta. Trong bầu không khí lúng túng, hai người tiếp tục đi tới thương phong đế quốc. Khi màn đêm buông xuống, bọn họ tìm phòng trọ lần thứ hai, nhà trọ này cũng là chỉ còn lại một gian phòng. Ngay cả gia chủ cũng khẳng định chăm dặm quanh phương viên chỉ có một nhà trọ này, ở được liền ở không được cũng chỉ có thể ngủ đầu đường xó chợ. Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiến vào một gian phòng. Mà có lần thứ nhất, lần thứ hai áp dụng liền đơn giản tự nhiên hơn nhiều, hai người lại ngủ chung một cái giường, trung gian vẫn là cách một cái chăn. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lam Tuyết Nhược thấy tình cảnh giống ngày hôm qua như đúc, chăn không biết bị rơi xuống nơi nào, cả người nàng như bạch tuộc cuốn chặt trên người Vân Triệt, ôm chặt không một khe hở. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, bọn họ mỗi lần đến nhà trọ dường như đã thương lượng từ trước không nhiều không ít vừa vặn còn lại một gian phòng tuyệt đối không có thêm có nhà trọ chỉ còn duy nhất một phòng dù thêm vài nhà trọ nhưng hết thảy đều chỉ có một gian phòng chuyện này khiến cho lam tuyết nhược có cảm giác không bình thường có lần thứ hai lần thứ ba lần thứ bốn lần thứ năm thì càng thêm quen thuộc mà những ngày gần đây mỗi ngày nàng rời giường đều thấy chính mình đang gắt gao ôm chặt vân triệt cho dù nỗ lực nhắc nhở bản thân sau khi tỉnh lại vẫn như vậy, hơn nữa mơ hồ còn tiếp xúc chặt chẽ. Bởi vì trải qua mấy ngày cùng giường cùng gối, chút bài xích trong tiềm thức đối với Vân Triệt đã hoàn toàn biến mất. Tới ngày thứ sáu, lúc tới nhà trọ, Vân Triệt trực tiếp hướng tay về quầy hàng vỗ một cái, công khai nói, trưởng quỹ, ta muốn một gian phòng. Lam Tuyết Nhược há miệng mắc quay, sau đó cúi đầu, không hề phản đối. Nếu như Lam Tuyết Nhược đi cùng nam tử khác, đừng nói cùng giường mà ngủ, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cho đối phương chạm vào, nhưng gặp phải Vân Triệt có hai đời kinh nghiệm, một tay già đời bề ngoài thiếu niên, đừng nói nàng năm nay chỉ có 18 tuổi, coi như là 28 tuổi, cũng nhất định cứ như vậy mà luân hãm. Thậm chí bản thân nàng cũng không hề phát hiện, Thương Phong Hoàng Thành, kinh đô của Thương Phong Đế quốc, nằm ở phía bắc trên bản đồ Thương Phong Đế quốc, cũng là thành trì lớn nhất trong Thương Phong Đế quốc, diện tích lớn hơn Tân Nguyệt Thành gấp 30 lần. Vị trí trung tâm của Hoàng Thành chính là trung tâm quyền lực cao nhất của Thương Phong Đế quốc, Hoàng cung Hoàng cung vị trí tuyến tính 40 dặm về phía bắc, là huyền phủ đứng đầu thương phong đế quốc, thương phong huyền phủ. Thương phong huyền phủ đã có ngàn năm lịch sử, là thương phong hoàng thất thành lập, nơi đào tạo cao đẳng huyền giả tu huyền cho hoàng gia, càng là thánh địa mà các huyền giả tha thiết ước mơ. Thương phong huyền phủ bên trong tổng cộng chia làm 3 mức độ, ngoại phủ, trung phủ, nội phủ, có thể vào nội phủ, tương lai sẽ được phục vụ hoàng thất, được hoàng thất trọng dụng. Một khi gia nhập, khởi điểm chính là thiên phu trưởng cấp 1 mà một huyền giả nếu như có thể đi vào phủ như vậy hắn chắc chắn được hoàng thất vô cùng coi trọng trong thời gian học tập ở thương phong huyền phủ đặc biệt được ưu ái tài nguyên điều kiện tốt nhất khi trưởng thành đều sẽ nhận được chú ý từ hoàng thất ra khỏi thương phong huyền phủ hoàng thất sẽ chủ động thịnh tình mời một khi gia nhập hoàng thất phong hầu thêm tước vẫn còn thứ yếu cả gia tộc đều sẽ vì đó mà phú quý vinh quang gà chó lên trời vì lẽ đó có thể vào thương phong huyền phủ nội phủ không biết là bao nhiêu huyền giả ước mơ thậm chí có thể nói hy vọng xa vời. Nhưng, thương phong huyền phủ dù sao cũng là huyền phủ quyền. Lực nhất trong thương phong đế quốc, đừng nói đi vào phủ, cho dù là vào tiêu chuẩn thấp nhất ở ngoài phủ, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, đủ để đập tan hơn 90% khát vọng gia nhập thương phong huyền, phủ của các huyền giả, chỉ có thể rút lui mà cầu việc khác, gia nhập những tức phủ nhỏ khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đứng trước cổng thương phong huyền phủ, Vân Triệt than thở một trận, không hổ là thương phong đế quốc đệ nhất huyền phủ. So với Tân Nguyệt Huyền phủ khí phái đâu chỉ gấp 10 lần, về khí thế càng không thể so sánh. Trải qua 10 ngày lặn lội đường xa, Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược rốt cục đi tới Thương Phong Hoàng thành. Vân Triệt lần đầu tiên tới nơi hắn được sinh ra, xác thực xúc động ít nhiều. Lam Tuyết Nhược đối với Thương Phong Hoàng thành rất quen thuộc, giới thiệu cho hắn vị trí đông đúc nhất của Thương Phong Hoàng thành, sau đó liền trực tiếp tới cửa lớn Thương Phong Huyền phủ. Nàng đầu tiên muốn làm chính là dàn xếp cho Vân Triệt ở Thương Phong Huyền phủ. Đó là đương nhiên Thương Phong Huyền Phủ có lịch sử 1.800 năm, có hoàng thất trực tiếp quản lý cùng cung cấp, có phong phú tài nguyên và điều kiện để tu huyền, còn có đạo sư danh chấn đế quốc hướng dẫn, những huyền phủ nhánh khác tự nhiên không cách nào đánh đồng với nhau. Lam Tuyết Nhược vừa nói, lấy ra một lá bùa truyền âm mua ven đường, đặt ở truyền âm ngọc trên người, một khắc bùa truyền âm bị phá vụn đó, một trận pháp nhỏ xuất hiện trên ngọc truyền âm. Ta đã đến rồi, ngay ở cửa lớn huyền phủ. Lam Tuyết như quay về phía truyền âm ngọc nói âm thanh vừa dứt trận pháp trên truyền âm ngọc cũng biến mất theo không lâu sai một người người đàn ông trung niên mặc áo dài tím diện mạo tao nhã bước chân vội vàng từ trong huyền phủ lao ra nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt cách thật xa kích động hô tuyết nhược vân triệt hai người các ngươi không xảy ra chuyện gì thật sự là quá tốt tần phủ chủ ngươi tại sao lại ở chỗ này người đối diện thực sự là phủ chủ đương nhiệm của tân nguyệt huyền phủ tần vô ưu điều này ngoài dự liệu của vân triệt làm phủ chủ tân nguyệt huyền phủ đời mới nhất hắn ta không ở tân nguyệt thành tại sao lại xuất hiện ở đây quay đầu nhìn về phía lam tuyết nhược ngạc nhiên nói người vừa nãy truyền âm chính là tần phủ chủ lam tuyết nhược mỉm cười gật đầu còn hỏi ta tại sao lại ở chỗ này tần vô ưu nhìn bọn họ thở phào nhẹ nhõm trên mặt mang theo sự sợ nói người đầu tiên biến mất chừng mấy ngày tuyết nhược vì tình ngươi một mình đi phân môn của tiêu tông sau đó không có tin tức ta không thể không tự mình đi một chuyến mới phát hiện toàn bộ tông môn đã chứng khí mù mịt sau khi cùng này tiêu thiên nam đánh một trận sau đó tiêu tại hách trở về nói các ngươi đã rơi xuống vạn thú sơn mạch hài cốt không còn ta sợ hãi đến thất hồn lạc phách hơn một tháng ta càng nơm nớp lo sợ cũng không còn cách nào ở tân nguyệt thành tiếp tục chờ đợi bỏ chạy tới đây tìm kiếm tin tức của các ngươi bởi vì trước kia tuyết nhược nói sẽ mang ngươi tới đây tần vô ưu biểu hiện sợ hãi xong như chút được gánh nặng đều không hề giả tạo điều này làm cho vân triệt sinh điểm khả nghi hắn tuyệt không tin tưởng mình sẽ làm tần vô ưu lo lắng thành như vậy nguyên nhân tần vô ưu phản ứng như thế này không nghi ngờ chút nào là vì lam tuyết nhược để đường đường một huyền phủ phủ chủ trong lòng run sợ như vậy thậm chí không tiếc chạy một chuyến tới thương phong hoàng thành giải thích duy nhất chính là tần vô ưu đã sớm biết lam tuyết nhược hơn nữa có mối quan hệ không bình thường tần phủ chủ ngươi có hay không nói cho phụ thân ta biết lam tuyết nhược cẩn thận nói ôi ta nào dám bằng không nếu để cho ngươi phụ thân ngươi biết ta không thể bảo vệ tốt ngươi, đầu ta đây. Ho khan một cái, cũng còn tốt ngươi bình an trở về, nếu không thì, ta cũng thật không chống đỡ nổi rồi. Tần vô ưu lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Vân triệt, tần phủ chủ, ngươi không quay về tân nguyệt huyền phủ sao? Vân triệt bỗng nhiên nói. Tần vô ưu sững sờ, sau đó gật gật đầu, không sai. Tân Nguyệt huyền phủ bên kia cũng đã có tân phủ chủ. Có điều, ngươi là làm sao mà biết được? Đoán, vân triệt cười cợt thuận miệng nói trong lòng lặng lẽ nghĩ đến quả nhiên tần vô ưu rời tân nguyệt huyền phủ chính là vì lam tuyết nhược xem ra thân phận lam tuyết nhược thật không bình thường hiện tại lam tuyết nhược trở lại thương phong hoàng thành hắn ta cũng không cần thiết ở lại tân nguyệt huyền phủ rồi vân triệt ngươi đã ở đâu trong mấy ngày qua tại sao ngươi và tuyết nhược đi cùng nhau còn bị tiêu tông truy sát các ngươi rơi xuống vạn thú sơn mạch làm sao có thể thoát hiểm lẽ nào tên tiêu tại hách là bởi vì không đuổi kịp mà cố ý nói dối tần vô ưu hỏi liên tiếp những việc này ta sẽ giải thích sau tần phủ chủ thời điểm ngươi rời tân nguyệt thành tiêu tông bên kia tình trạng gì lam tuyết nhược hỏi ha ha một nhánh của tiêu tông kia tần vô ưu nở nụ cười ta nghĩ là sắp xong đời rồi sắp xong lam tuyết nhược ngạc nhiên không sai tần vô ưu gật đầu chậm rãi nói cũng không biết bọn họ gặp cái vận sát tinh nào căn cứ tin tức ta thám thính được, bọn họ hình như mời 11 tên thần y giả mạo, sau đó làm cho tiêu lạc thành tàn phế, kinh mạch toàn bộ phế, huyền mạch toàn bộ hủy, đừng nói lại nắm giữ huyền lực, đời này ngay cả đứng cũng đừng nghĩ đứng dậy được, chỉ có thể vĩnh viễn ở trên giường, cái này cũng chưa tính cái gì, có người nói tên lang băm trước khi đi, không biết dùng thủ đoạn gì, cướp đoạt sạch sành xanh bảo vật trong kho. Chuyện này quả thật chẳng khác gì đào đi hơn nửa căn cơ của phân tông. Sau đó, không tra được tên lang băm là ai đúng không? Lam Tuyết Nhược liếc mắt sang Vân Triệt, buồn cười nói. Tần vô ưu lắc đầu, không có. Nghe nói lang băm kia đã dịch dung, căn bản không thể nào tra được. Vân Triệt bĩu môi, hắn liền biết, Tiêu Thiên Nam coi như biết rõ hết thảy đều là hắn làm ra, cũng tuyệt đối sẽ không lộ chuyện ra ngoài. Bởi vì nếu là để người ngoài biết bọn họ đường đường là, tông môn lại bị thảm hại dưới tay thiếu niên 16 tuổi, huyền lực mới phải vào huyền cảnh, đừng nói bọn họ phân tông, phòng trừng cả trên dưới tông môn đều không dám ngẩng đầu có điều phân tông dù sao rất lớn, khẽ cắn răng cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng chuyện sau đó, thì càng thú vị hơn. Tần vô ưu bắt đầu xuất hiện vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Có người nói này tiêu thiên nam vì cứu nhi tử hắn tiêu lạc thành, tự mình đi hắc nguyệt thương hội mua một viên vương huyền long đan. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, là vương huyền cảnh giới long đan. Nhưng ngày hôm sau, hắn lại xông đến hắc nguyệt thương hội, không cần đề cập đến cái viên vương huyền long đan này là giả. Vốn tất cả những thứ này đều là bí mật, nhưng Hắc Nguyệt Thương hội là dạng gì tồn tại? Bọn họ bán đấu giá ra đồ giả được sao? Lúc trước Tiêu Thiên Nam là cùng Tiêu Bách Thảo mua một lần Long Đan, nếu là đồ giả, lúc đó như thế nào không phân biệt được. Đối mặt Tiêu Thiên Nam hùng hổ dọa người, Hắc Nguyệt Thương hội dưới cơn nóng giận, đem chuyện Tiêu Thiên Nam mua một viên Vương Huyền Long Đan chuyện truyền bá ra ngoài. Long mày Vân Triệt dựng lên. Ai nha ai nha, ban đầu còn tưởng rằng ta bị buộc phải rời khỏi Tân Nguyệt Thành, đồ giả vương huyền long đan ngoại trừ đẩy cho tiêu thiên nam cùng tiêu bách thảo sẽ không biện pháp tái phát huy tác dụng không nghĩ tới hắc nguyệt thương hội lại thúc đẩy một cái hơn nữa so với mình ở lại trong thành nghĩ biện pháp lan rộng ra ngoài hiệu quả tốt có thừa giống như tần vô ưu từng nói hắc nguyệt thương hội tồn tại như thế nào không dối trên lửa dưới nhất ngôn cửu đỉnh đồ bọn họ đã bán đi truyền ra ngoài có thể có là giả sao tin tức này vừa xuất hiện liên tục gây ra cơn sóng lớn ngày hôm sau toàn bộ nhà trọ tân nguyệt thành chật ních trên đường đều là cường giả linh huyền cảnh địa huyền cảnh thậm chí còn có hai thiên huyền cảnh cường giả có người nói buổi tối ngày thứ nhất phân tông của tiêu tông gặp phải kẻ trộm sau đó trưởng lão tiêu tông tiêu vô cơ đích thân đến muốn phân tông giao ra vương huyền long đan giao được ra liền lập công lớn ban thưởng vô hạn không giao ra được vĩnh viễn trục xuất khỏi tiêu tông tiêu thiên nam cũng tiến thoái lưỡng nan đầu tiên không nói đó là đồ giả sau đó lại bị người đánh cắp đi nói chung sống chết chính là không giao ra được. Vân Triệt bí mật cười gằn, Phí lời. Hắn dù muốn nộp, liệu có nộp được không? Cái viên vương huyền long đan giả là vì lam tuyết nhược ngụy tạo, chỉ có thể duy trì 4 ngày, đến ngày thứ 5, rót vào trong đó vương huyền long đan khí tức sẽ toàn bộ tan hết, màu sắc, cũng sẽ từ màu đỏ thắm biến thành xám đen. Sau khi ta rời Tân Nguyệt Thành, chuyện về sau cũng không nghe ngóng được. Có điều có thể xác định, phân tông kia triệt để xong đời. Tần vô ưu nói xong, còn cười nhạt, dù sao hắn và tiêu thiên nam tổng cộng đã gặp mặt hai lần hai lần đều vừa thấy mặt đã giao chiến hiện tại tiêu thiên nam có thể nói cùng đường mặt lộ hắn đương nhiên ít nhiều vui mừng đúng rồi tần vô ưu chuyển hướng sang tiêu triệt nói ta đã đưa nguyên bá đến lúc trước ta nói cho hắn biết ngươi đã đi cùng thuyết nhược rất có khả năng sẽ theo cô ấy đến đây lúc ta chuẩn bị rời khỏi tân nguyệt thành hắn cầu xin ta dẫn hắn đến đây nói không thấy được ngươi cả đời không an tâm ta liền đưa hắn cùng đến người chốc lát nữa đi tỷ. Tỷ phu. Tần Vô Ưu còn chưa dứt lười, một tiếng hét phấn khích từ bên tai truyền đến. Ánh mắt Vân Triệt lướt qua Tần Vô Ưu, liếc nhìn Hạ Nguyên Bá đang đứng ở cửa Thương Phong Huyền phủ, đôi mắt chứa lệ quang, mà bên cạnh Hạ Nguyên Bá, còn có một người khác không nên xuất hiện. Mộ Dung Dạ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tỷ phu. Hạ Nguyên Bá lại hét một tiếng, bước chân vội vã tiến lại, thân thể to lớn lập tức đánh về phía Vân Triệt, hai tay vững vàng ôm lấy hắn, gào khóc, "Tỷ phu!" Ngươi thật sự không có chuyện gì. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Một tháng trước nghe nói ngươi rơi xuống vạn thú sơn mạch, ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng, hạ nguyên bá có cơ thể trắng kiện, lúc này lại khóc như đứa bé. Viền mắt vân triệt cũng hơi ướt át. Từ khi còn nhỏ, hắn liền biết, nếu như một ngày kia mình chết đi, thế giới này cũng chỉ sẽ có ba người vì hắn rơi lệ. Một là Gia Gia, một là Tiểu Cô, một người khác, chính là Hạ Nguyên Bá. Được rồi, đừng khóc, ta không phải không có chuyện gì sao vân triệt vỗ vỗ cánh tay hạ nguyên bá an ủi nói còn có nói với ngươi bao nhiêu lần không được gọi ta là tỷ phu ô ô biết rồi tỷ phu sau này nhất định không gọi ngươi tỷ phu ô ô tỷ phu không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi không phải vậy ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ vân triệt hai đại nam nhân các người có cảm tình cũng thật là khiến người ta ghen tị lam tuyết nhược mỉm cười nói miệng bình thản nói ghen tị nhưng trong càng mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần Bọn họ tuy là người thân, nhưng chỉ có thể cũng coi là kết giao bên ngoài, lại có cảm tình như vậy. Mà nàng, nghĩ đến những kia ca ca ruột thịt, nội tâm cũng chỉ có thất vọng và bi thương. Tuyết Nhược, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên tâm. Mộ Dung Dạ đi tới, trên mặt thoáng vui mừng, một tháng trước nghe nói ngươi rơi xuống Vạn Thú Sơn mạch, ta lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, chỉ hận chính mình không có năng lực, bằng không, coi như liều mạng, ta nhất định cũng sẽ xuống Vạn Thú Sơn mạch cứu ngươi. Cảm tạ sư huynh quan tâm. Lam Tuyết Nhược lễ phép nở nụ cười. Đối với chuyện mộ dung dạ xuất hiện tại nơi này, nàng một chút cũng không bất ngờ. Thương Phong Huyền Phủ hàng năm sẽ chọn ra ba trong số các đệ tử ưu tú nhất của các chi nhánh Huyền Phủ đưa đến Thương Phong Huyền Phủ. Mộ Dung Dạ vốn là một người của Tân Nguyệt Huyền Phủ được chọn năm nay. Thời gian Thương Phong Huyền Phủ đưa tin cũng vừa một tháng này. Có lẽ Mộ Dung Dạ hẳn là theo Tần Vô Ưu cùng đến. Tuyết Nhược, sau này ngươi sẽ ở lại Thương Phong Huyền Phủ phải không? nếu như vậy cũng quá được rồi chúng ta lại có thể tu huyền cùng nhau mộ dung dạ cười nói lam tuyết nhược không gật đầu ôn hòa nói sau này ta xác thực sẽ ở lại thương phong huyền phủ nói đơn giản xong nàng không tiếp tục để ý đến mộ dung dạ hướng về tần vô ưu nói tần phủ chủ đúng rồi hiện tại nên gọi ngươi tần đạo sư vân triệt hiện tại vừa tới thương phong hoàng thành không có chỗ ở còn phải làm phiền ngài giúp an bài vào thương phong huyền phủ ha ha cái này đương nhiên không thành vấn đề Tần vô ưu ôn hòa gật đầu, vậy còn ngươi thì sao? Có muốn cùng ở lại không? Tên của ngươi vẫn còn lưu lại ở trung phủ. Tên lưu lại ở trung phủ. Mộ dung dạ trợn trừng mắt. Sao có thể có chuyện đó? Ở trung phủ, cấp thấp nhất cũng chân huyền cảnh cấp 3. Chính mình vào nhập huyền cảnh cấp 8, ở tân nguyệt huyền phủ đứng đầu, nhưng đến thương phong huyền phủ, cho dù thứ hạng kém nhất ngoại phủ cũng có thể coi thường. Lam tuyết nhược huyền lực giống ta, tại sao có thể ở trung phủ? Thương Phong Huyền Phủ cùng Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng không giống nhau, Tân Nguyệt Huyền Phủ còn có thể chú ý ân tình mà giản xếp, nhưng Thương Phong Huyền Phủ tuyệt đối không thể. Ngoại phủ, trung phủ, nội phủ giới hạn cực kỳ rõ ràng, muốn từ ngoại phủ tiến vào trung phủ, con đường duy nhất chính là đánh bại một đệ tử bên trong trung phủ, muốn từ trung phủ vào nội phủ, bắt buộc phải đánh bại một nội phủ đệ tử. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Dù phủ chủ có đứng ra dùng chuyện tư để một đệ tử ngoại phủ tiến vào trung phủ là chuyện tuyệt đối không thể nào duy nhất có thể châm trước chính là để một đệ tử ngoại phủ tiến vào trung phủ nhưng là chỉ có ít đạo sư có trọng lượng mới có quyền lợi như vậy hơn nữa một năm không được vượt quá ba người ta sẽ xem xét bất quá ta rời đi quá lâu có chút bận tâm phụ thân của ta trước hết phải trở lại xem xem vân sư đệ trước hết phó thác cho tần đạo sư rồi vân sư đệ tần phủ chủ bây giờ là đạo sư của thương phong huyền phủ người trước tiên theo tần đạo sư giàn xếp ta về nhà một chuyến chuyện trong nhà xử lý xong ta sẽ lập tức đi vấn an sau. Lam tuyết nhược nhắc tới hai chữ phụ thân, trong mắt của nàng thoáng qua nhàn nhạt lo âu và phiền muộn. Mộ dung dạ khóe miệng có rút. Giàn xếp cho vân triệt. Vấn an vân triệt. Lời nói Lam tuyết nhược đơn giản, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể thấy vân triệt được quan tâm thế nào, mà căn bản không có nửa điểm liên quan đến mộ dung dạ hắn. Người yên tâm đi, ta sẽ lập tức an bài vân triệt vào ở ngoại phủ, cũng sẽ chiếu cố hắn tốt nhất. Tần vô ưu vuốt cầm nói. Hắn là người duy nhất biết Nguyên nhân Lam Tuyết Nhược đối xử tử tốt với Vân Triệt. Tuy rằng bản thân hắn cũng không xem trọng Vân Triệt, chỉ là có chút thưởng thức mà thôi, nhưng nếu là Lam Tuyết Nhược lựa chọn, hắn chỉ có thể vâng theo. "Sư tỷ, ngươi muốn về nhà một mình sao? Nếu không, ta đưa ngươi trở về trước." Vân Triệt dò hỏi. Đáy lòng rất muốn biết nhà Lam Tuyết Nhược đến tột cùng là loại khái niệm gì. Lam Tuyết Nhược mỉm cười lắc đầu, động tác rất nhẹ, cũng không có nói gì thêm, vẻ mặt mềm mỏng mà kiên quyết. "Yên tâm đi." tại thương phong hoàng thành ta sẽ không có chuyện gì bỏ lại một câu nói lam tuyết nhược hướng về vân triệt nở nụ cười ôn nhu quay lưng lại với hắn bước chân nhẹ nhàng rời đi chỉ là khoảnh khắc bước chân đi trong lòng lam tuyết nhược bỗng nhiên nổi lên một cảm giác khó chịu giống như bên người mất đi thứ gì cực kỳ quan trọng đình chỉ một lúc nàng liền hiểu được loại cảm giác hư không này là cái gì bởi vì một khắc này bên cạnh nàng đã không còn vân triệt cùng nhau lưu vong cùng lâm hoạn nạn thậm chí suýt chút nữa trải qua sinh tử sớm chiều ở chung lâu như vậy bản thân nàng cũng không biết trong lúc vô tình thành thói quen vân triệt tồn tại lúc ở tân nguyệt huyền phủ mộ dung dạ mỗi ngày đều quấn bên cạnh nàng cũng rằng có cực kỳ lâu nhưng mang cho nàng hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng mộ dung dạ dây dưa nàng tuy rằng lễ phép ôn hòa nhưng nội tâm phiền chán mà bài xích với vân triệt luôn luôn bên người đáy lòng ngày càng ỉ lại còn có một loại không muốn xa rời ngay cả cùng hắn trên một chiếc giường, sáng sớm ôm lấy hắn tỉnh lại, đều lặng lẽ trở thành một loại quen thuộc. Trở lại thương phong hoàng thành, nàng nóng lòng muốn về nhà thăm phụ thân, nhưng giờ khắc này bỗng nhiên phải rời xa vân triệt, bên người thiếu đi vân triệt, loại cảm giác đó càng thêm khó chịu như vậy, giống như linh hồn của mình bỗng nhiên bị kéo ra một phần, làm cho bước chân trở nên chậm chạp. Sư tỷ Phía sau nàng, bỗng nhiên chuyển đến hết, làm cho bước chân nàng lập tức đình chỉ, cũng không tiếp tục muốn bước đi vân triệt bước nhanh chạy tới trước mặt lam tuyết nhược từ bên trong thiên độc châu lấy ra hai đồ vật giao cho lam tuyết nhược sư tỷ nhận biết trấn thiên lôi nhất định biết cái này đến từ tiêu tông để cúng tế tông độc hỏa súng lúc ta không ở bên cạnh sư tỷ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình đối mặt với kẻ thù khi đánh không lại kẻ địch không được lòng dạ mềm yếu dùng độc hỏa súng giết hắn còn có nén hương này là từ trong xào huyệt hắc ma lấy được là một loại hương đặc biệt sử dụng vật liệu bào chế ngoài thương phong đế quốc hẳn là hắc ma chiếm được của phú thương nước khác đốt lửa có thể xua đi thiên huyền thú trở xuống bọn họ cũng là dùng cái này tiến vào vạn thú sơn mạch nếu như tiến vào vùng đất của quái thú lập tức đốt cháy nó lam tuyết nhược cười mỉm làm nổi lên thần thái động lòng người ta chỉ là về nhà một chuyến cũng không phải sinh ly tử biệt nàng đem độc hỏa súng cùng khu thú hương cất cẩn thận nhẹ nhàng nói vân sư đệ cảm ơn ngươi kha kha vân triệt xấu xa cười cợt chúng ta đều là mỗi ngày ngủ cùng nhau còn nói cảm tạ, khách khí như vậy làm gì? A à đau quá đau quá đau. Khuôn mặt Lam Tuyết Nhược đỏ rực, nàng buồn bực bấm mu bàn tay Vân Triệt một hồi, dậm chân một cái bỏ chạy. Mà Vân Triệt không biết là vô tình hay là cố ý, không có hạ thấp giọng, Tần Vô Ưu, Hạ Nguyên Bá, Mộ Dung Dạ đều nghe rõ ràng, khiến cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người, miệng mở lớn, cầm điều suýt chút nữa rớt xuống mặt đất. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngực Mộ Dung Dạ một trận phập phồng, sau đó bỗng nhiên như chó điên nổi giận xông đến, bắt lấy cổ áo Vân Triệt, hai mắt đỏ chót, quát lớn, đem lời ngươi mới vừa nói nói lại cho ta nghe. Đùng một tiếng, Vân Triệt hất tay đem mộ dung dạ đẩy ra, mắt liếc thấy hắn, lạnh nhạt nói, ngươi là thứ gì? Ngươi muốn ta lặp lại lần nữa thì ta phải lặp lại lần nữa sao? Tần vô ưu lắp ba lắp bắp nói, Vân Triệt, ngươi 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 ngươi, ngươi thật cùng tuyết nhược nàng. Ngủ ở cùng nhau, Vân Triệt dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn tần vô ưu, cái này, ta cùng tuyết nhược sư tỷ cô nam quả nữ hơn một tháng, ừ, còn là trai tài gái sắc, hai bên tình nguyện, củi khô lửa bốc, ngủ cùng không phải rất bình thường sao? này 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 chuyện này, tần vô ưu dòm mép run rẩy, con mắt trừng lớn, đại não không phản ứng kịp thời, lại nghĩ tới vân triệt mới vừa nói những câu nói kia, lúc làm tuyết nhược phản ứng, không phải mạnh mẽ cho một bạt tai, mà là giống như làm nũng bấm hắn một hồi sau đó xấu hổ chạy đi, tần vô ưu cơ hồ còn muốn quỳ xuống tại chỗ vân triệt hạ nguyên bá miệng mở lớn nửa ngày không thu lại được tỷ phu ngươi lại cùng tuyết nhược sư tỷ ngủ ta thật là sùng bái ngươi không thể cái này không thể nào là thật tuyết nhược làm sao có khả năng coi trọng ngươi hơn nữa tuyết nhược băng thanh ngọc khiết làm sao có khả năng làm sao có khả năng mộ dung dạ hô hấp ồ ồ hai mắt đỏ đậm tinh thần gần như tan vỡ bỗng nhiên trên tay hắn lóe lên một thanh kiếm dài nhỏ đâm về phía vân triệt ngươi làm bẩn tuyết nhược ta giết ngươi dừng tay mộ dung dạ xuất chiêu tần vô ưu cùng hạ nguyên bá đều không kịp chuẩn bị hơn nữa mộ dung dạ gần vân triệt bọn họ ngoại trừ phát sinh một tiếng thét kinh hãi căn bản không kịp ra tay ngăn cản vân triệt không tránh không né động tác rất tự nhiên đưa tay phải ra trực tiếp chụp vào trường kiếm mộ dung dạ hành động này làm cho tần vô ưu và hạ nguyên bá kinh hãi dùng tay đi bắt kiếm mộ dung dạ đã vào nhập huyền cảnh cấp 8, vân triệt đây là không muốn tay à con một khắc ngón tay Vân Triệt tiếp xúc với kiếm Mộ Dung Dạ, Mộ Dung Dạ cười nhạo bám còn chưa kịp, đã hoàn toàn thu lại. Bởi vì kiếm của mình dường như đâm vào tảng đá, cũng không còn cách nào đâm tới nửa phân, mà giữ mũi kiếm chỉ bằng ngón giữa tay phải Vân Triệt mà thôi. Mộ Dung Dạ kinh ngạc đến ngây người, Tần Vô Ưu với Hạ Nguyên Bá cũng hoàn toàn ngây người, mà ở lúc này, Tần Vô Ưu rốt cuộc mới chú ý tới Huyền Lực Vân Triệt, một tiếng mang theo tia kinh ngạc thốt lên, vào nhập huyền cảnh. Cấp 10. Chuyện này Sao có thể có chuyện đó? Lần trước thấy Vân Triệt, hắn mới phải vào nhập huyền cảnh cấp 1, mà mới nửa tháng đã vào nhập huyền cảnh cấp 10. Tốc độ như vậy, chỉ có thể dùng đầm rồng hang hổ để hình dung. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vào nhập huyền cảnh cấp 10? Hạ Nguyên há hai mắt mở trừng trừng, cho rằng tai mình có vấn đề. Tay phải Vân Triệt duỗi ra, toàn bộ bàn tay đều chộp vào bên trên lưỡi kiếm, bỗng nhiên run lên, huyền lực mạnh mẽ theo thân kiếm đánh tới tay cầm kiếm mộ dung dạ mu bàn tay hắn vỡ toang, kêu thảm thả lòng tay ra. Vân Triệt dùng tay bắt lưỡi kiếm, cánh tay vung một cái, cán kiếm hung hăng đánh trên mặt Mộ Dung Dạ, làm hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Mộ Dung Dạ nằm trên mặt đất, chỉnh nửa má phải sưng lên thật lớn, đầm đìa máu tươi. Vân Triệt vứt kiếm đi, mắt nhìn xuống hắn lạnh lùng nói, "Ta cùng Tuyết Nhược sư tỷ trong lúc đó bất luận xảy ra chuyện gì, không có nửa điểm quan hệ đến ngươi. Lo liệu tốt thân phận cóc ghẻ của ngươi, hiểu không?" truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ngươi ngươi mộ dung dạ bưng má phải đỏ bừng toàn thân run rẩy từ nhỏ đến lớn hắn đều trưởng thành trong sự tâng bốc và kính nể của kẻ khác cho dù ở thương phong huyền phủ tuy là chỉ ở ngoài nhưng phụ thân hắn của dù sao cũng là tân nguyệt thành chủ đường ca lại là người nội phủ cho nên hắn ở bên ngoài phủ địa vị tuyệt đối không thấp người nịnh bợ hắn nhiều như cá giết sang sông chưa từng phải chịu khuất nhục như vậy mà người này còn chiếm được cô nương nằm mộng hắn cũng muốn lấy lam tuyết nhược. Người sẽ hối hận. Sớm thôi, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn hối hận vì đã sinh ra. Mộ Dung dạ từ dưới đất bò dậy, oán độc kêu ré lấy, sau đó như tiểu cầu lào đảo rời đi. Ngươi cứ việc thử một chút xem. Nhìn bóng lưng mộ Dung dạ, Vân Triệt im lặng cười khẩy. Vân Triệt, chuyện này, ngươi thật sự là quá lỗ mãng. Tần vô ưu đi tới, trách cứ. Hắn cầm kiếm muốn giết ta, ta chỉ tự vệ, đã rất nhân từ rồi. Vân Triệt bình tĩnh nói: "Trời ạ." À, ánh mắt Tần Vô Ưu một trận đảo quanh, thần sắc phức tạp đến cực điểm, thở dài một tiếng, không biết thở dài vì Mộ Dung Dạ bị đánh, hay là thở dài vì hắn đồng giường cộng trầm cùng Lam Tuyết Nhược. Mộ Dung Dạ ý vào chuyện mình là nhi tử Tân Nguyệt thành chủ, thường ngày cao ngạo tự phụ, cho dù đến Thương Phong Huyền phủ, làm chuyện ức hiếp người khác, được dạy dỗ cũng là đáng đời. Chỉ là, hắn ở đây có một đường ca, tên là Mộ Dung Dật, là con trai trấn Bắc Nguyên soái của Thương Phong đế quốc phụ thân mộ dung dạ của có thể lên làm thành chủ tân nguyệt thành cũng do cùng trấn bắc nguyên soái có quan hệ thân phận này nếu như còn chưa đủ nặng như vậy thêm một thân phận nữa ta không thể không kiêng kỵ mộ dung giật hiện tại là nội phủ đệ tử bên trong nội phủ vân triệt còn không có phản ứng gì hạ nguyên bá nghe được nội phủ đã kinh sợ đến mức toàn thân run lên sắc mặt đều tái nhợt nội phủ thì thế nào vân triệt mặt không chút thay đổi nói ha ha người mới tới thương phong hoàng thành không biết cũng là bình thường nếu như người ở nơi này ở lâu thêm thêm mấy ngày thì sẽ biết nội phủ khủng khiếp như thế ta nói với người mấy cái con số vậy tần vô ưu chậm rãi nói môn hạm trong thương phong huyền phủ cực cao có thể vào thương phong huyền phủ dù cho chỉ là ở ngoài phủ đi tới những nơi khác đều là thiên tài ở đế quốc huyền già trẻ tuổi ước mơ tiến vào thương phong huyền phủ đâu chỉ mấy ngàn vạn mà thương phong huyền phủ hiện nay cũng chỉ có hơn 5 vạn đệ tử trong đó, ở ngoài phủ 54.000 người, bên trong phủ 3.000 người, mà nội phủ, chỉ 100 người. Chỉ có 100 người. Vân triệt lộ ra kinh sợ. Không sai. Đệ tử có thể đi vào nội phủ, không có chỗ nào là không phải kỳ tài thiên hạ. Tương lai đều thành tông sư hoặc kiệt xuất trong giới, là ngay cả hoàng thất cũng phải lấy lễ tiếp đón. Danh sách trăm người nội phủ gọi là thiên huyền bảng, dựa theo huyền lực mạnh yếu. Mà sắp xếp, người có thể vào bảng danh sách này, chính là đệ tử nội phủ mà muốn vào danh sách này, phải đánh bại một người. Nếu thành công, liền có thể thay thế vị trí đó trong huyền bảng, tên cuối cùng bị loại khỏi danh sách cũng bị đuổi khỏi nội phủ. Thiên huyền nâng đỡ từng đệ tử thương phong huyền phủ, thậm chí thương phong hoàng thành đều vô cùng nổi tiếng uy vọng. Mộ dung giật không chỉ ghi tên trong thiên huyền bảng, hơn nữa không phải hạng bét, hiện nay đứng hàng thứ 73, hơn nữa hắn có thân phận nhi tử của Trấn Bắc Nguyên Soái ở thương phong huyền phủ không ai dám trêu chọc. Tính tình mộ dung giật cũng không phải tốt, nếu như mộ dung dạ đi tìm mộ dung giật mộ dung giật nói không chắc sẽ thật sự ra tay đến thời điểm đó không ai có thể giúp ngươi tần vô ưu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng biết nếu như quả thật phát sinh chuyện như vậy lam tuyết nhược chắc chắn đứng ra bởi vì một khi mộ dung giật thật sự ra tay đối phó vân triệt hoàn toàn giống như mãnh hổ đập châu chấu cho dù vân triệt hiện tại đã phát triển kinh người vậy tùy hắn ta còn chưa từng biết sợ người nào vân triệt nhún vai một cái không để ý chút nào nói Tỷ phu, người nội phủ thật sự đều cực kỳ lợi hại. Người trong Thiên Huyền bảng, huyền lực thấp nhất đều chân huyền cảnh cấp 8. Lợi hại nhất ba người cũng đã vào linh huyền cảnh rồi. Nếu như mộ dung dạ thật sự mời Đường Ca kia tới, liền, liền. Hạ Nguyên bá lo lắng nói. Thấp nhất chân huyền cảnh cấp 8, lông mày Vân Triệt nhíu lại. Đệ tử Thương Phong Huyền phủ hạn chế về tuổi cùng các chi phủ, đều là 15 tuổi đến 20 tuổi, vượt qua 20 tuổi, trừ phi ở lại trong phủ nhậm chức bằng không vĩnh viễn phải rời khỏi Thương Phong Huyền phủ. Như vậy, huyền bảng trên 100 người, tự nhiên đều là 20 tuổi trở xuống. Lấy tuổi tác như vậy đạt đến chân huyền cảnh cấp 8, bất luận ở Lưu Vân Thành hay Tân Nguyệt Thành, đều không thể tưởng tượng. Mà ba người linh huyền cảnh, càng kinh người đến cực điểm, gia gia của hắn tiêu liệt gần 60 tuổi, là Lưu Vân Thành cường giả số 1 cũng mới vào được linh huyền cảnh. Mức độ nổi tiếng của thành cũng đại biểu mức độ huyền lực ở Lưu Vân Thành, 16 tuổi Hạ Khuynh Nguyệt đạt đến sơ huyền cảnh, cấp 10 đã được công nhận thiên tài số 1 trong những người trẻ tuổi. Ở Tân Nguyệt Thành, thiên tài Tiêu Lạc Thành 16 tuổi, đã là vào nhập huyền cảnh cấp 10. Tới này Kinh Thành Thương Phong, dưới 20 tuổi, đã xuất hiện linh huyền cảnh. Còn chân huyền cảnh cấp 8, mới chỉ xếp vào cấp thấp nhất bên trong nội phủ Thương Phong huyền phủ. Đúng rồi, ta còn không hỏi tiểu tử ngươi. Huyền lực ngươi bây giờ đã đạt đến nhập huyền cảnh cấp 10 rồi. Lúc này mới thời gian nửa tháng, ngươi coi như ăn tiên đan, cũng không thể nhanh như vậy. Có phải là, trước ngươi dùng khóa huyền châu cố ý ẩn huyền lực? Nghĩ đến Vân Triệt ở Tân Nguyệt huyền phủ khiêu chiến vượt cấp, tần vô ưu càng nghĩ càng có thể. Vân Triệt không tỏ rõ ý kiến, gọn gàng dứt khoát đổi chủ đề. Tần phủ chủ, muốn vào thương phong huyền phủ, cần làm gì? Thấy Vân Triệt không muốn trả lời, tần vô ưu cũng sẽ không hỏi lại, nói, ta hiện tại đã không phải là phủ chủ, gọi ta tần đạo sư là được rồi, trực tiếp gọi tên cũng không sao, thương phong huyền phủ quy củ nghiêm ngặt muốn đi vào thương phong huyền phủ đều phải trải qua sát hạch có điều làm đạo sư hàng năm đúng là có hai ba lần cơ hội làm việc tư ta vốn muốn trực tiếp an bài người tiến vào phủ ngoài có điều lấy huyền lực ngươi bây giờ đã không cần ngươi tới rất đúng dịp ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng thương phong huyền phủ chiêu mộ đệ tử tuy rằng báo danh đã sớm kết thúc nhưng giúp ngươi đủ tiêu chuẩn tiến vào dễ như ăn cháo thông qua sát hạch Ngươi có thể danh chính ngôn thuận tiến vào thương phong huyền phụ ở phủ ngoài, so với ta trực tiếp giúp ngươi sắp xếp có thể bớt đi nhiều phiền phức. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi cũng càng đồng ý cách làm này. Tần vô ưu vuốt vuốt dâu dài, cười ha hả nói. Hạ nguyên bá cũng gật đầu theo, đúng đúng. Lần này vào phủ sát hạch tổng cộng kéo dài 10 ngày, ngày hôm nay đúng lúc là ngày tốt nhất. Tỷ phu bây giờ nhập huyền cảnh cấp 10, nhất định có thể thông qua. Hơn nữa tỷ phu tuổi còn nhỏ, coi như ở ngoại phủ, cũng phi thường tài giỏi nói xong vẻ mặt hạ nguyên bá bỗng nhiên trùn xuống hắn huyền lực chỉ có sơ huyền cảnh cấp 6, huyền lực như vậy ở lưu vân thành vẫn tính là tốt nhưng đến thương phong hoàng thành căn bản không được xem trọng hắn được tần vô ưu đưa vào trong phủ một bên khổ cực ngóng trông vân triệt một bên quét sạch huyền cát mỗi ngày thừa nhận vô số ánh mắt miệt thị không sai tất cả mọi người nhìn hắn cũng như nhìn phế vật mà huyền lực của hắn tại thương phong huyền phủ cũng chỉ có thể có thể xưng tụng là phế vật chuyện vào ngoại phủ thương phong huyền phủ tu huyền hắn căn bản không dám hy vọng xa vời đương nhiên không thành vấn đề vân triệt không chút do dự gật đầu thông qua sát hạch tiến vào cùng chuyện đi cửa sau tiến vào hắn đương nhiên sẽ chọn về trước hắn liếc mắt nhìn hạ nguyên bá nói tần đạo sư người đã có thể có mấy cơ hội làm chuyện tư như vậy có thể đem cơ hội cho nguyên bá được không ta sao hạ nguyên bá kích động chuyện này tần vô ưu do dự không phải hắn hẹp hòi mà là hạ nguyên bá huyền lực thật sự là quá thấp cho dù là cùng ở ngoài phủ thấp nhất nhất đều có khoảng cách rất rất xa. Hắn có cơ hội làm việc tư không sai, nhưng ít nhất cũng nên vào nhập huyền cảnh, cùng môn hạm cấp thấp nhất cách biệt không xa. Mới sơ huyền cảnh tiến vào thương phong huyền phủ. Chuyện này quả thật khôi hài. Có khả năng bị đạo sư khác với phủ chủ phản đối. Chỉ là, hạ nguyên bá tâm tính tinh khiết lương, tần vô ưu đối với hắn rất yêu thích. Hơn nữa đây là vân triệt nói ra. Hắn cắn răng, dùng một ánh mắt quái dị nhìn vân triệt âm điệu càng quái dị đến cực điểm tiểu tử vân triệt ngươi trước hết trả lời ta một vấn đề ngươi thật cùng thuyết nhược khặc 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 đồng giường cộng chẩm. đúng vậy này có cái gì không bình thường sao vân triệt một mặt vô tội nói tần vô ưu có quắp một hồi hắn dùng lực nuốt từng ngụm nước nói được nguyên phách đứa nhỏ này ta cũng yêu thích sau khi ngươi thông qua sát hạch ta sẽ trực tiếp an bài hắn đén phủ ngoài bất quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi Đệ tử Thương Phong Huyền phủ loại gì đều có, nguyên phách huyền lực quá thấp, rất có thể chịu ủy khuất. Sẽ không." Vân Triệt lắc đầu, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, âm thanh ôn hòa lộ ra khí lạnh khiến người run sợ, ta sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt Nguyên Bá. "Thật? Có thật không? Ta thật sự có thể gia nhập Thương Phong Huyền phủ?" Hạ Nguyên Bá hai mắt tỏa sáng, vui mừng tay chân luống cuống, nói năng lộn xộn. Có thể vào Tân Nguyệt Huyền phủ, hẳn là vui không cưỡng lại được, mà có thể gia nhập nơi vô số huyền giả tha thiết ước mơ cho tới nay hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới lần này tới thương phong hoàng thành đều chỉ là vì muốn tìm tin tức vân triệt tuyệt đối không có hy vọng xa vời không nghĩ tới chuyện tốt như vậy bỗng nhiên kéo tới ha ha ta cũng sẽ không lừa hậu bối các ngươi xem dáng vẻ hạ nguyên bá vui sướng tâm tình tần vô ưu cũng tốt lên cười to một trận sau đó đưa tay ra trước vân triệt trong tay nắm một khối ngọc truyền âm vân triệt tiểu tử ghi nhớ nó sau này có việc có thể truyền âm cho ta bất cứ lúc nào đây là Vân Triệt lúng túng gãi đầu, ta cũng được truyền âm ngọc. Đúng vậy. Tần vô ưu thu tay, qua mấy ngày ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Hiện tại theo ta đi vào trong huyền phủ, lấy tuổi tác và huyền lực của ngươi, thông qua sát hạch hoàn toàn không có vấn đề. Đến năm sau, còn có cơ hội vọt thẳng vào trung phủ. Đến thời điểm đó, ngươi ở đây thương phong Hoàng Thành cũng có địa vị tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương phong Hoàng Thành, trung tâm Hoàng Cung. Bước chân lam tuyết nhược vội vàng, xuyên qua thị vệ dày đặc, đi thẳng đến tầm cung của hoàng đế. Thị vệ hoàng cung gặp được trên đường đi đều ảo ảo hành lễ. Thương Nguyệt công chúa, ngươi đã trở lại. Hoàng thượng vẫn ngày ngày nhắc đến ngươi. Cửa tẩm cung hoàng đế, một thái giám trung niên khom người bước nhanh đón chào, có cần tiểu nhân thông báo một tiếng không? Không cần. Lam tuyết nhược lắc đầu, đi thẳng vào trong tẩm cung của hoàng đế. Thương vạn hát, hoàng đế đời thứ 99 của thương phong đế quốc, đế lâm thiên hạ, uy chấn tứ hải. Năm nay hắn đã 56 tuổi, cuộc sống an nhàn sung sướng trong hoàng cung. Ở tuổi này, nhất là ở trên người đế vương nên không đủ hiện ra vẻ già nua, nhưng thương vạn hát lại nằm yên tĩnh trên giường. Sắc mặt u ám, ánh mắt càng ảm đạm vô thần, cũng giống như một lão nhân tuổi xế chiều 80 tuổi. Hoàng thượng, thương nguyệt công chúa đã trở lại. Thái giám bên người hắn bước nhanh đến, vẻ mặt vui mừng nói. Nghe vậy, trên khuôn mặt tử khí nặng nề của thương vạn hắc lộ ra chút vội vàng, trên thân vừa động, dãy ruộng đứng lên, mau, mau cho nàng vào. Giọng hắn vừa dừng lại, Lam Tuyết Nhược liền đi đến, nhìn gương mặt rõ ràng đã già đi rất nhiều và tha thiết trong ánh mắt của Thương Vạn Hát, trong lòng nàng chua chát, bước nhanh về phía trước, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Thương Vạn Hát, phụ hoàng, nữ nhi bất hiếu, lần này lâu như vậy mới về thăm ngài. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thương Vạn Hát vui vẻ gật đầu, lúc nào trên mặt của hắn không hề có chút uy nghiêm của thân là đế vương nào, chỉ có vẻ hiền từ của một người phụ thân bình thường khi đối mặt với nữ nhân yêu thương mau dậy đi cách lần trước con từ tân nguyệt thành trở về đã hơn ba tháng trong khoảng thời gian này chấm vẫn ăn không ngon ngủ không yên sợ con xảy ra chuyện gì ha ha không có việc gì là tốt rồi bên chỗ nữ nhi xảy ra chút chuyện nhỏ làm chế nải một chút thời gian khiến phụ hoàng bận tâm lam tuyết nhược đứng dậy nhìn dáng vẻ phụ thân nàng mũi chua sót một trận phụ hoàng bệnh tình của người sao lại giống như nặng thêm có cổ đại sư tự mình chẩn trị sao lại còn như vậy? Khụ khụ. Thương Vạn Hắc vừa định nói chuyện, lại ho khan kịch liệt một trận, hắn thở gấp mấy hơi, giọng khàn khàn nói, có lẽ, chấm thật sự đã già, bệnh này tuy nặng, nhưng có cổ đại sư, còn không đến mức lập tức muốn mạng của chấm, nhưng chấm sớm muộn gì, cũng bị bọn nghịch tử này chọc tức chết. Khụ khụ, khụ 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 khụ. Nói hai câu, Thương Vạn Hắc lại ho khan một trận thống khổ, làm Tuyết Nhược bước lên trước, vỗ nhẹ lên lưng hắn. Lúc này, giọng thái giám truyền từ ngoài cửa vào, khởi bẩm hoàng thượng thái tử cầu kiến thân thể thương vạn hắc bỗng chốc khựng lại sắc mặt lam tuyết nhược lập tức trở nên không tốt sau đó một tiếng rít gào từ trong miệng thương vạn hắc gầm rú ra kêu hắn cút trẫm không muốn nhìn thấy hắn ai ra là chuyện gì khiến phụ hoàng tức giận như vậy hiện giờ phụ hoàng có bệnh trong người nhất định phải bảo trọng thân thể phải tránh động khí theo một giọng nói thờ ơ vang lên một nam tử thanh niên tuổi sắp ba mươi một thân hoa phục hoa văn vàng chắp hai tay sau lưng đi vào vừa nhìn thấy Lam Tuyết Nhược, hắn híp mắt nở nụ cười. Hoàng muội thân ái của ta, vừa rồi nghe hạ nhân nói ngươi đã trở lại, ta đây mới vội vã tới đây, mấy tháng không gặp, ta ngược lại vô cùng nhớ nhung. Ngươi tên nghịch tử này, ai cho ngươi đi vào, lập tức cút cho chẫm. Thương vạn hắc run run chĩa ngón tay, tức giận quát. Phụ hoàng ngàn vạn lần đừng tức giận, cẩn thận thương thân, nhi thần chính là quan tâm bệnh tình của phụ hoàng. Đặc biệt đến thăm, nếu phụ hoàng không vui, nhi thần lập tức đi ngay. Thái tử thương lâm cười hề hề nói, biểu cảm thờ ơ kia hoàn toàn không có một chút vẻ sợ hãi khi đối mặt với đế vương phẫn nộ càng không hề có chút cung kính và kiêng kỵ vấn an thương vạn hát cười lạnh đến xem trẫm có đột tử trên giường không trẫm nói cho người biết chỉ cần trẫm còn một hơi thở ngươi cũng đừng nghĩ có được ngôi vị hoàng đế càng đừng mong trẫm hạ chỉ truyền ngôi lập tức cút cho trẫm phụ hoàng làm gì phải ngoan cố không đổi như vậy thái tử thương lâm bĩu môi tiêu tông kia là tồn tại bực nào hiện giờ ta được tiêu tông toàn lực duy trì chỉ cần để cho ta đi lên ngôi vị hoàng đế tiêu tông sẽ cho ta sử dụng thương phong hoàng thất chúng ta sẽ càng thêm phồn vinh cường thịnh uy chấn thiên hạ im miệng khụ 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 sắc mặt thương vạn hát đỏ bừng ngực phập phồng kịch liệt tiêu tông mơ ước quyền thế của thương phong hoàng thất ta đã lâu mà các ngươi đồ nghịch tử này lại dám can đảm dẫn sói vào nhà nếu để cho ngươi làm hoàng đế cơ nghiệp ngàn năm của thương phong hoàng thất ta đều thành danh nghĩa thành con dối cho người khác trẫm tự nhận một đời anh danh thần võ nhưng lại nuôi các ngươi một đám nghịch tử này cút cút nhanh lên lam tuyết nhược cũng đã phẫn nộ đến nắm chặt hai đấm nàng cũng không dễ dàng tha thứ tức giận nói ngươi không nghe thấy lời phụ hoàng nói sao cút ra ngoài nhanh lên ta và phụ hoàng không muốn nhìn thấy ngươi nữa chật chật cần gì chứ thương lâm lắc lắc đầu nhách miệng nói phụ hoàng Ngươi ở trên ngôi vị hoàng đế đã không ít năm, cũng nên nhường một chút, mà cho dù ngươi không chịu, sớm muộn gì cũng sẽ dừng trong tay ta, thương sóc hoàng đệ thân ái của ta bám lấy phần thiên môn thì như thế nào? Ở trong mắt của ta, cho tới bây giờ hắn đều không xứng làm đối thủ của ta. Hoàng muội thân ái của ta, nghe nói hai năm này ngươi không yên ổn ngây ngốc ở thương phong huyền phủ, mà bôn ba nơi nơi bên ngoài, chẳng lẽ vội tìm phò mã rồi? Chỗ hoàng huynh ngươi ngược lại có không ít người tuổi trẻ tài tuấn, có muốn giới thiệu gặp mặt cho hoàng muội không? Cút. Lam Tuyết nhược cắn răng, trong lòng vẫn nộ tới cực điểm. Ha ha, vậy Nhi thần cáo từ. Thương Lâm cuồng tiếu một trận, chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Bọn nghịch tử này, nghịch tử? Thương Vạn Hắc bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả người phát run. Phụ hoàng, bọn họ đã điên rồi, không đáng giá bởi vì bọn họ mà tức giận, thân thể quan trọng hơn. Lam Tuyết nhược vỗ lưng cho phụ thân, nỗ lực bình ổn lửa giận trong lòng trầm mặc một lúc lâu, thương vạn hát cuối cùng bình ổn xuống, hắn thê lương cười, nói, cho tới nay, chấm đều cho rằng bồi dưỡng được bảy hài tử hổ báo, không nghĩ tới, bảy nhi tử của chấm. Lại toàn là một đám xài lang. Cũng may, trời thương cho chấm một chút thương hại, khiến chấm còn có nữ nhi là con. Đáng tiếc, con là thân nữ nhi, bằng không, chấm có thể trực tiếp chuyển ngôi vị hoàng đế cho con. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, sẽ làm khổ cho con thương lâm và thương sóc hai tên nghịch tử này một đứa cấu kết với tiêu tông một đứa cấu kết với phần thiên môn hai cho dù trong hai đứa ai cuối cùng đạt được thương phong hoàng thất chúng ta đều trở thành con rối của người kia trời cao không có mắt trời cao không có mắt mà phụ hoàng đừng quá mức lo lắng con nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản bọn họ lam tuyết nhược cắn môi hai trong mắt bao phủ kín một tầng hơi nước nhàn nhạt, nhạt thương vạn hát khẽ cười lắc lắc đầu bảy tên nghịch tử này chia làm hai phe cánh quyền cao trong chiều cơ bản cũng bị bọn chúng khống chế trong tay, còn có tiêu tông và phần thiên môn ám trợ, con lấy cái gì đi ngăn cản bọn họ. Chấm hy vọng nhất, nếu một ngày này đến, con liền rời khỏi hoàng thành, trốn càng xa càng tốt, ta sợ bọn nghịch tử này, sẽ coi con là quân cơ ích lợi. Như vậy, chấm thật sự chết không nhắm mắt. Sẽ không đâu, phụ hoàng, có cổ đại sư ở đây, bệnh của người nhất định sẽ tốt, sẽ sống lâu trăm tuổi. Lam tuyết nhược cố nén nước mắt, dùng sức lắc đầu. Ha ha, Thương Vạn hát thê lương cười cười, tình huống thân thể của mình như thế nào, chính hắn rõ ràng nhất, hắn thậm chí vẫn luôn hoài nghi, bệnh nặng không hiểu mà đến này, có phải bị trúng ám toán của Thương Lâm hay Thương Sóc không. Hắn nhắm mắt lại, mất mắt nói chậm tại vị 19 năm, kết quả mới biết làm hoàng đế thất bại thảm hại. Dạy dỗ nghịch từ đó còn chưa nói, nguyện vọng đầu tiên vào năm đó khi chẫm đi lên ngôi vị hoàng đế, chính là khiến cho Thương Phong hoàng thất rửa sạch sỉ nhục trong Thương Phong bài vị chiến, nhưng mà, 19 năm trôi qua, chậm lấy được, lại chỉ có xỉ nhục hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ gián đoạn. Ta đường đường là hoàng tộc thương phong đế quốc, nhưng lại không có ai có thể tiến vào top 100, lần lượt thành trò cười cho người thiên hạ, vĩnh viễn đều không thể ngẩng đầu lên trước những tông môn kia. Đây là bi ai bực nào? Trong mắt Lam Tuyết nhược chớp động, trong đầu hiện ra bóng dáng Vân Triệt, một cảm giác ấm áp cũng nảy sinh ở trong lòng, khiến trong lòng nàng bình tĩnh rất nhiều. Nàng khẽ nói, "Phụ hoàng, nguyện vọng này của người nhất định sẽ thực hiện được." hai năm nay nữ nhi bôn ba qua các đại huyền phủ, lấy đế vương tâm quyết tìm kiếm một người như vậy, nỗ lực của nữ nhi không uổng phí. Ngay nửa tháng trước, nữ nhi tìm được người này, hơn nữa đã dẫn hắn tới thương phong huyền phủ, nữ nhi sẽ nghĩ hết các cách, để khiến cho hắn đại biểu hoàng thất chúng ta tham gia thương phong, bài vị chiến đợt tiếp theo. Nữ nhi tin tưởng, hắn nhất định sẽ tiến vào top 100, đạt thành mong muốn của phụ hoàng, rửa sạch sỉ nhục cho hoàng thất chúng ta. Đợt tiếp theo sao? Chỉ sợ chậm, chờ không được đến lúc đó, khụ 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 thương vạn hát lại ho khan một trận kịch liệt hô hấp cũng trở nên càng thêm rồn rập lam tuyết nhược biết lấy thân thể của phụ thân cũng không thích hợp nói quá nhiều nàng giúp phụ thân đắp kín chăn mền nói khẽ phụ hoàng người nghỉ ngơi thật tốt nhất định phải bồi dưỡng tốt thân thể nữ nhi còn có chút chuyện phải làm ngày mai lại đến thăm phụ hoàng đông phương bá bá nhờ ngươi nhất định phải bảo hộ phụ hoàng ta lam tuyết nhược vừa dứt lời phía trên tẩm cung truyền đến một giọng nói già dặn trầm thấp công chúa điện hạ yên tâm có lão phu ở đây tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương đến một sợi tóc của hoàng thượng lam tuyết nhược cảm kích gật đầu rời khỏi tẩm cung của hoàng đế không ai biết nàng là công chúa duy nhất cũng là nữ nhi duy nhất của thương phong hoàng đế trên bờ vai gầy yếu gánh lấy áp lực bao lớn trong lòng lại chôn lấy bao nhiêu lo lắng và nặng nề quảng trường trung tâm thương phong huyền phủ vô cùng khổng lồ bởi vì đây là ngày cuối cùng tuyển nhận đệ tử năm nay cho nên tràn ngập đám người dày đặc. Hơn phân nửa là huyền giả trẻ tuổi nhận khảo hạch, còn có non nửa là đệ tử huyền phủ tới xem náo nhiệt. Tuy rằng đã là ngày khảo hạch cuối cùng, số lượng huyền giả trẻ tuổi nhận khảo hạch vẫn như cũ tương đương với khổng lồ, khảo hạch tổng cộng chia làm 300 tổ tới tiến hành, dưới can thiệp của Tần Vô Ưu, Vân Triệt trên nửa đường nhảy vào được xếp vào tổ thứ 99. Khảo hạch tổng cộng chia làm hai bộ phận, theo thứ tự là khảo nghiệm huyền lực và khảo nghiệm chiến lực, nghe dường như giống nhau, nhưng hình thức khảo hạch lại có khác nhau về bản chất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người khảo hạch tổ của Vân Triệt là một lão giả diện mạo uy nghiêm. Hắn đứng trước đá chắc huyền, lướt nhìn mọi người, trầm giọng nói, cửa khảo hạch thứ nhất là khảo nghiệm huyền lực. Ta lặp lại một lần, cửa thấp nhất để nhập phủ. 15 tuổi nhập huyền cảnh cấp 1, 16 tuổi nhập huyền cảnh cấp 3, 17 tuổi nhập huyền cảnh cấp 5, 18 tuổi nhập huyền cảnh cấp 6, tuổi nhỏ hơn 15 hoặc vượt qua 18 tuổi cùng với huyền lực thấp hơn tiêu chuẩn thấp nhất mời tự giác rời khỏi đừng vọng tưởng đá khảo nghiệm chắc huyền sẽ xảy ra sai lầm gì lời như vậy hàng năm thương phong huyền phủ đều sẽ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng vòng thứ nhất hàng năm đều bị quét xuống vẫn rất nhiều vô cùng nhiều bởi vì có rất nhiều huyền già trẻ tuổi không cam lòng ôm lấy tâm lý may mắn không muốn đến uổng công ngóng trông đá chắc huyền bị trục chặt cho nên tuy rằng đã có quy định rất nghiêm cẩn đặt ra ở đó vòng thứ nhất vẫn như trước quét xuống đi hơn phân nửa lão giả nói hết lời, ở đây lại không ai rời đi. Hắn vung bàn tay to lên, đứng ở bên cạnh đá chắc huyền, nói, hiện giờ, vòng khảo hạch đầu tiên bắt đầu, ta gọi đến tên ai, người đó liền đi lên ấn nắm tay lên đá chắc huyền. Vừa nói, lão giả cầm danh sách trong tay, kêu, người đầu tiên, hàn trì, bắt đầu rồi. Tỷ phu, bây giờ huynh rơi vào nhóm 16 tuổi, huyền lực trước mắt lại vượt qua tiêu chuẩn chọn 7 cấp bậc. Chỉ chốc lát nữa, nhất định có thể dọa mọi người nhảy dựng lên, Hạ Nguyên Bá đi theo phía sau Vân Triệt tỏ vẻ phấn chấn nói. Bắt đầu từ khi Tần Vô Ưu nhận lời bố trí hắn đến ngoại phủ huyền phủ, trong lòng của hắn kích động đến không yên ổn, đến bây giờ còn có một cảm giác đang nằm mơ. Người được gọi đến tên là một thiếu niên chừng 16-17 tuổi, hắn đứng ở trước đá chắc huyền, nắm tay cẩn thận ấn lên trên, trên mặt lộ vẻ khẩn trương. Rất nhanh, đá chắc huyền lóe lên, phía trên xuất hiện ba hàng chữ rõ ràng, hàng thứ nhất, tuổi, 17 tuổi, Hàng thứ hai, huyền lực, nhập huyền cảnh cấp 4. Hàng thứ ba, không hợp cách. Đá chắc huyền này chẳng những có thể khảo nghiệm ra huyền lực, còn có thể đo ra tuổi. Khiến Vân Triệt cảm khái chính là, 17 tuổi nhập huyền, cảnh cấp 4 ở Tân Nguyệt huyền phủ tuyệt đối là hàng đệ tử đáng chú ý, mà ở Thương Phong huyền phủ, ngay cả cửa thấp nhất cũng không đạt được. Hoàng thành suy cho cùng là hoàng thành. Không hợp cách, lui ra đi. Lão giả nhìn kết quả trên đá chắc huyền, thần thái lạnh lùng nói vẻ mặt của thiếu niên tên là hàn trì trở nên kinh hoàng hắn cúi người thật sâu với lão giả gần như cầu khẩn nói tiền bối vãn bối chỉ kém một bậc mà thôi hơn nữa cách đột phá cũng chỉ kém chút xíu nói không chừng ngày mai có thể hoàn thành đột phá xin tiền bối dàn xếp thêm một chút khiến vãn bối thông qua vãn bối nhất định mang ơn ngày khác khẳng định không được lão giả vung mạnh tay lên hắn đã gặp rất nhiều cảnh tượng như vậy thần sắc không một chút biến hóa ngươi cho rằng thương phong huyền phủ là nơi nào dàn xếp như thế nào? Lập tức lui ra. Tiền bối, van cầu ngươi. Hàn chỉ đã sốt ruột đến gần như chảy nước mắt xuống, đau khổ cầu khẩn, tiền bối. Vãn bối nằm mộng cũng muốn có thể đi vào thương phong huyền phủ, lần này đã đến, càng thừa nhận kỳ vọng của người trong gia tộc chúng ta, van cầu ngươi, chỉ cần có thể cho ta thông qua, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Không đạt được tiêu chuẩn, ngươi chính là quỳ chết trên mặt đất, cũng sẽ không có người giàn xếp. Rời đi đi, năm nay ngươi mới 17 tuổi, Sang năm còn có một cơ hội cuối cùng, nắm chắc cơ hội cuối cùng của bản thân đi. Ngươi lại tiếp tục dây dưa, ta liền cướp đoạt tư cách gia nhập Thương Phong Huyền phủ một lần cuối cùng của ngươi." Câu nói sau cùng của lão giả khiến sắc mặt Hàn Trì trở nên trắng bệch, không dám nói nhiều một câu nữa, vẻ mặt ảm đạm rời đi. Khảo nghiệm giả đầu tiên đã tới rồi ra như vậy, đạo sư trong phủ đều nhìn quen không trách, còn các huyền giả trẻ tuổi chờ đợi khảo nghiệm có không ít người, đã bắt đầu đổ mồ hôi đầy đầu. Tiếp theo, Lưu Trường Thanh, 16 tuổi nhập huyền cảnh cấp 2, không hợp cách. Tiếp theo, 18 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 5, không hợp cách. Tiếp theo, 15 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 2, đủ tư cách. Ừm, tuổi còn nhỏ, rất tốt. Cửa khảo hạch đầu tiên người thông qua, tiếp theo. Khảo nghiệm tiến hành liên tục, bình quân cứ 3, 4 người mới có một người thông qua khảo hạch, tỷ lệ thông qua thấp đến khiến Vân Triệt líu lưỡi. Có vết xe đổ của người thất bại đầu tiên, huyền già trẻ tuổi không thông qua khảo nghiệm đều ủ rũ rời đi không có một ai dám cầu xin. Còn huyền giả trẻ tuổi thông qua đương nhiên vui mừng, có người thậm chí kích động đến ôm mặt khóc lớn lên. Huyền giả trẻ tuổi này đến từ các nơi trên cả nước, không biết có bao nhiêu người mang giấc mộng lớn nhất cả đời tiến đến, cũng không biết có bao nhiêu người lưng đeo kỳ vọng của toàn gia tộc. Có thân phận đệ tử thương phong huyền phủ, cho dù đi đến đâu, đều là vầng sáng vô cùng trói mắt. 17 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 9, đủ tư cách. Nhìn chữ số xuất hiện trên đá chắc huyền, trong đám người nhất thời phát ra một trận kinh hô, từng ánh mắt kính nể, và cực kỳ hâm mộ tập trung trên người nam tử thiếu niên ở trước đá chắc huyền kia. Ngay cả lão giả phụ trách khảo nghiệm cũng gật gật đầu, trên mặt nở nụ cười, rất tốt. Trước khi xuất phủ, người có hy vọng rất lớn có thể tiến vào trung phủ, cố gắng nỗ lực lên. Nghe được hai chữ trung phủ, gần như trên mặt tất cả huyền giả trẻ tuổi đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hướng tới, và khát vọng. Nếu có thể gia nhập trung phủ, đừng nói nơi khác, cho dù là ở thương phong hoàng thành, này cũng sắp có được địa vị tương đối cao, là một chuyện đủ để sáng dọi cửa nhà. Nam tử thanh niên kia rời nắm tay khỏi đá chắc huyền, trên mặt treo nụ cười tự tin mà kiêu ngạo, hắn ngạo nghễ nhìn các huyền giả trẻ tuổi đã thông qua khảo nghiệm và đang chờ khảo nghiệm, nói, tại hạ ngạo nham, kính xin chư vị đồng môn sau này chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ có điều hạng nhất tổ này, tại hạ đã quyết định, ngạo nham này có thần thái rất kiêu căng, nhưng 17 tuổi nhập huyền cảnh cấp 9, hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo một vài bàn luận về hắn cũng ảo ảo lên ở phía dưới. Mọi người thế mới biết, ngạo nham này đến từ cự mạc thành ở phía tây, gia tộc hắn ở hoàn toàn xứng đáng là bá chủ hạng nhất ở cự mạc thành, không kém bất kỳ tông môn nào ở đó. Tiếp theo, vân triệt, giọng lão giả lại một lần nữa truyền đến. Tỷ phu, đến huynh, nghe được tên vân triệt, hạ nguyên bá liền hưng phấn lên. Vân triệt đứng trước đá chắc huyền, chia tay phải, đặt lên đá chắc huyền, khẽ động huyền lực. Đá chắc huyền lập tức hiện lên sáng dọi, 16 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 10, đủ tư cách. Khi lão giả hô lên thành tích này, chung quanh nhất thời vang lên một đống lớn tiếng kinh hô, từng ánh mắt kinh thán hơn lúc nãy mấy lần bỗng chốc tập trung vào trên người Vân Triệt. Vừa rồi thành tích của Ngạo Nham đã đủ khiến cho mọi người kinh thán cực kỳ hâm mộ, mà thiếu niên theo sát mà đến này, huyền lực lại còn cao hơn Ngạo Nham một bậc, mà bọn họ chênh lệch hoàn toàn không chỉ như vậy, tuổi của hắn lại còn nhỏ hơn Ngạo Nham một tuổi. Nếu Vân Triệt cũng đến 17 tuổi, siêu việt hơn ngạo nham cũng không phải đơn giản một cấp bậc như vậy sắc mặt ngạo nham đắc y phi thường đang đứng thẳng bên cạnh bỗng chốc cứng ngắc ở đó hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thành tích trên đá chắc huyền vốn không dám tin vào hai mắt của mình sau đó mặt hắn chậm rãi nóng lên ngay vừa rồi hắn còn ngạo nghễ tuyên bố hạng nhất tổ này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ngay sau đó một người tuổi còn nhỏ hơn hắn liền trực tiếp giống như cực kỳ rõ ràng cho hắn một bạt tai lên siêu việt của hắn lời hắn vừa nói ha ha mới 16 tuổi, đã cách chân huyền cảnh chỉ có nửa bước, vô cùng không tệ. Lão già chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười khen ngợi thật sâu. Ngươi là một khảo nghiệm giả ưu tú nhất mà hôm nay ta tiếp đón. Nếu giữ vững thiên phú của ngươi, có lẽ chỉ cần không đến 2 năm, ngươi có thể tiến vào trung phủ, cố gắng nỗ lực lên. Vân triệt gật đầu, rất bình tĩnh đứng vào trong hàng ngũ những người thông qua, mà những ánh mắt không đếm được vẫn liên tục dõi theo hắn. chung quanh càng không ngừng vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Người này là ai vậy? Khẳng định là công tử đại gia tộc kia đi. Vậy còn cần phải hỏi, người của đại tông môn sẽ không tiến vào huyền phủ, trừ bỏ đại tông môn có thể nuôi dưỡng ra thiên tài siêu cấp như vậy, cũng chỉ có đại gia tộc có nội tình và tài nguyên phong phú. Đạo sư nói trong vòng 2 năm hắn có thể tiến vào trung phủ, thật sự làm cho người ta hâm mộ muốn chết. Vị đại ca này, người thật sự quá thần kỳ, mới 16 tuổi lại đã sắp đến chân huyền cảnh. Không biết, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Vân Triệt vừa đứng qua, một thiếu niên 15 tuổi thông qua khảo nghiệm đầu tiên liền bu lại, vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Triệt. Vừa rồi lão giả gọi tên Vân Triệt, hắn cũng không nghe rõ. Vân Triệt nhớ được thiếu niên 15 tuổi này tên Vân Tiểu Phàm, cũng họ Vân như hắn, hơn nữa ánh mắt tinh thuần, nhìn qua thật đơn thuần. Hắn mỉm cười nói, ta tên Vân Triệt, ta nhớ được người tên Vân Tiểu Phàm, đúng không? Đúng đúng. Thấy Vân Triệt thế mà lại nhớ kỹ tên hắn, Vân Tiểu Phàm tỏ vẻ kích động, vui vẻ nói, a, à, Ngươi cũng họ Vân. Khéo như vậy. Duyên phận. Vân triệt cười ha hả nói, thật có cảm tình với Vân Tiểu Phàm. Ha ha. Vốn tưởng rằng người có thành tích dọa người như vậy sẽ là người rất cao ngọ lạnh lùng, không nghĩ tới ôn hòa như vậy, trong lòng Vân Tiểu Phàm cũng ấm áp, khẩn trương bớt đi không ít, nhưng sùng bái trong ánh mắt ngược lại nhiều thêm vài phần. Vân Đại ca, ngươi là người nơi nào? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định là công tử đại gia tộc nhỉ? Vân triệt cười lắc lắc đầu, ta lại không phải là công tử đại gia tộc gì, một người phàm tục mà thôi đúng rồi ta tới từ lưu vân thành hả lưu vân thành vân tiểu phàm ngẩn ra cố gắng suy nghĩ sau đó lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng ta tuổi còn nhỏ kiến thức rất ít hình như chưa từng nghe thấy tên thành này hừ chẳng qua chỉ là thành nhỏ cũng không lớn hơn thành trấn bao nhiêu ở phía đông mà thôi loại địa phương phân chim cũng không có người biết được cũng không có mấy ai người không biết càng nhiều hơn đi một giọng nói kỳ quái từ bên cạnh truyền đến ngạo nham liếc nhìn vân triệt vừa rồi nghe Vân Triệt nói mình không phải là công tử gia tộc gì, mà là một người phàm tục, còn đến từ một thành có thể nói là nhỏ nhất ở trong thương phong đế quốc, trong lòng nhất. Thời sinh ra khinh bỉ, hắn hừ lạnh nói, Vân Triệt, đừng tưởng rằng huyền lực của ngươi có cấp bậc cao hơn, ta thì có gì đặc biệt hơn người, huyền lực không có nghĩa là chiến lực, huyền giả có huyền công huyền kỹ cường đại mới được xưng tụng là huyền giả chân chính, đáng tiếc loại người huyền giả đến từ nơi nhỏ như ngươi không thể nào biết được. Tuy rằng huyền lực của ngươi cao hơn ta một bậc, nhưng đừng nói một bậc, cho dù hơn ba bậc cũng không thể nào là đối thủ của ta đối mặt với khiêu khích và miệt thị của ngạo nham vân triệt chính là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn qua hắn rồi thu ánh mắt về lúc trước còn có ít nhiều điểm chú ý đến hắn hiện giờ liền thấp tới cực điểm đừng nói đáp lại ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái cuồng vọng ngạo mạn tự cao tự đại đoán chừng ngay cả chỉ số thông minh cũng thấp kém người như vậy đánh giá mà vân triệt cho chỉ có hai chữ phế vật không có tư cách trở thành bằng hữu của hắn càng không có tư cách trở thành kẻ địch của hắn đoán chừng huyền lực không tầm thường kia cũng là dựa vào tài nguyên gia tộc cứng rắn tích tụ ra ngạo nham thấy vân triệt không đáp lời cho rằng hắn hiển nhiên sợ hãi ngay cả trả lời cũng không dám càng cười lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác rất rất quá đáng vân tiểu phàm tỏ vẻ tức giận khó chịu thấp giọng nói ở bên cạnh vân triệt rõ ràng không bằng vân đại ca lại còn nói mấy lời này quả thật không biết xấu hổ người nói cái gì tuy rằng vân tiểu phàm cố hết sức hạ thấp giọng nhưng ngạo nham đứng cách rất gần chỗ này vẫn bị hắn nghe lọt vào trong tai ánh mắt hắn liếc xéo trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn người nói thêm một lần cho ta ta thân thể vân tiểu phàm theo bản năng có rút lại sắc mặt hơi trắng bệch hắn biết bối cảnh của ngạo nham mà chính hắn chẳng qua chỉ là một gia tộc bình thường đi ra nhận hy vọng của gia tộc một mình tới đây theo đuổi giấc mộng thiếu niên nào dám vừa mới vào thương phong huyền phủ đã kết thành kẻ địch với một kẻ có thế lực cực mạnh chỉ có điều, nơi này dù sao cũng là nơi khảo hạch của thương phong huyền phủ, ngạo nham cũng không dám lỗ mãng công khai ở đây, hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chỉ có điều cười lạnh trong mắt hắn, chứng minh hắn đã mang thù trong lòng. Vân tiểu phàm có thế mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần thái trở nên thấp thỏm bất an. Vân triệt nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của vân tiểu phàm, nói, tiểu phàm, ngươi sợ hãi ngạo nham này, ta, vân tiểu phàm trần trừ một chút. Vẫn gật đầu, ta không phải là người nhát gan gì, chính là, chính là nghe nói hắn là người thừa kế đời thứ hai của gia tộc ngạo thiên ở cự mạc thành phía tây thế lực rất lớn hơn nữa huyền lực mạnh hơn ta rất nhiều nếu đắc tội với hắn ta sợ ta sẽ không thể ở lại trong thương phong huyền phủ có thể vào được thương phong huyền phủ là mơ ước lớn nhất đời của ta và người nhà ta ta không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh yên tâm đi vân triệt cười lắc lắc đầu thân phận người thừa kế của gia tộc nghe ra đúng là rất lớn nhưng ở đây chính là thương phong huyền phủ thân phận của hắn ở trong này không đáng một đồng, nhiều lắm là lấy huyền lực đè ép ngươi, mà ngươi không muốn bị đè ép, chỉ càng nỗ lực tu luyện, ngạo nham này vừa khéo có thể trở thành một trong những động lực để cho ngươi tu luyện. Hơn nữa, quang cảnh hiện giờ của ngạo nham này, không dùng được vài năm, ngươi có thể siêu việt hơn hắn, cho nên vốn không cần vì hắn có gì mà sợ. Lời nói của Vân Triệt khiến Vân Tiểu Phàm thoải mái trong lòng, ở trong lòng sùng bái Vân Triệt rất nhiều, có nhiều thêm một phần cảm kích vẻ mặt hắn trở nên thả lỏng hơn, dùng sức gật đầu một cái. Vân đại ca, người nói rất đúng, ta mới sẽ không sợ hắn. Ta quyết định, mục tiêu đầu tiên ở thương phong huyền phủ này chính là siêu việt hơn ngạo nham. Ha ha. Lại qua hồi lâu, khảo nghiệm huyền lực của tổ vân triệt cuối cùng hoàn thành. 120 huyền giả trẻ tuổi nhận khảo hạch, cuối cùng chỉ có 29 người thông qua. Ngay cả một phần tư cũng chưa tới, như vậy huyền giả trẻ tuổi bị quét xuống, cũng đều có được huyền lực và thiên phú tương đương với không tầm thường. Bọn họ ôm tâm lý may mắn mà đến, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ảm đạm rời đi dưới cửa quá cao của Thương Phong Huyền phủ. Sau đó, là trận khảo hạch thứ hai, khảo nghiệm chiến lực. Lão giả phụ trách khảo hạch nhìn thoáng qua số người thông qua khảo hạch trận đầu, mặt không biểu cảm nói, trong lòng các ngươi cũng nên rõ ràng, trận khảo hạch này vốn không tính là khảo hạch gì, chỉ thanh lọc những người rõ ràng không đạt tiêu chuẩn, lại muốn lẫn lộn vào đây. Đợi khảo hạch thứ hai khảo nghiệm chiến lực mới là khảo hạch chân chính độ cao của huyền lực không có nghĩa là độ cao của chiến lực. Thương phong huyền phủ chúng ta cần chính là huyền giả dạ ưu tú nhất trong đế quốc. Một huyền giả dạ ưu tú chẳng những phải có cấp bậc huyền lực đủ cao, càng quan trọng hơn là có năng lực phát huy ra. Huyền lực này với uy lực lớn nhất, một thiên tài chân chính, chẳng những có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ cùng cấp, thậm chí cao hơn hai cấp, ngay cả khiêu chiến bốn cấp cũng có khả năng. Mà một người không có huyền lực, lại không biết vận dụng như thế nào, cho dù cấp bậc cao tới đâu, trung quy cũng chỉ là củi mục. Trận khảo hạch thứ hai này chính là khảo hạch năng lực vận dụng huyền lực của các ngươi, năng lực này hiển lộ trực quan rõ ràng thiên phú khống chế huyền lực của các ngươi, mà thiên phú này trên mức độ rất lớn quyết định một huyền giả tương lai có thể đạt tới độ cao bao nhiêu. Đừng tưởng rằng thông qua khảo nghiệm huyền lực thì mọi sự thuận lợi, 29 người các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm chiến lực này, nhiều lắm chỉ có một nửa, nếu như muốn ở lại Thương Phong Huyền phủ, phải lấy năng lực lớn nhất của ngươi đi thi triển huyền lực của ngươi hiện giờ, đợt khảo hạch thứ hai bắt đầu. Lời lão giả áo đen khiến phần lớn mọi người âm thầm nuốt nước miếng, thần sắc lại trở nên khẩn trương. Trải qua vòng đầu tiên, bị quét xuống chỉ còn lại 29 người, mà đợt thứ hai, trong 29 người này còn phải bị quét xuống ít nhất một nửa. Điều này thật sự có phần quá tàn khốc. Nội dung khảo hạch rất đơn giản. Mỗi một người các ngươi, so chiêu với một vị sư huynh tương lai của các ngươi, mỗi người so bảy chiêu. Trận so chiêu này không bàn thắng bại, các ngươi cũng không cần thắng, mà muốn thấy các ngươi ở trong thực chiến, có thể phát huy huyền lực của bản thân tới trình độ như thế nào. Ta sẽ ở bên cạnh nhìn cuộc chiến làm ra phán định cuối cùng, người thông qua, trở thành đệ tử của thương phong huyền phủ ta. Người không thông qua, rời khỏi nơi này, phong Việt, đến ngươi ra sân. Khi lão giả nói chuyện, một nam tử tuổi chừng 18-19, sắc mặt hơi tái nhợt tươi cười đầy mặt đi ra, đứng ở phía trước lão giả, khẽ gật đầu với hắn. Tề đạo sư, yên tâm giao cho đệ tử đi, hắn vừa xuất hiện, các đệ tử ngoại phủ xem náo nhiệt chung quanh nhất thời phát ra một trận kinh hô, mau nhìn. Đối thủ của một tổ này lại là phong việt sư huynh trung phủ. Cái gì? Chính là phong việt của trung phủ kia. Nghe nói vài ngày nay hơn một ngàn tổ khảo hạch, đối thủ là đệ tử nội phủ không hề đến 10 người. Một tổ này thật đúng không hay ho. Tuy rằng chỉ là khảo nghiệm thực chiến, cho dù gặp được đệ tử ngoại phủ hay đệ tử trung phủ đều khó có khả năng thắng, nhưng gặp trung phủ, áp lực cũng lớn nhiều lắm hơn nữa nghe nói phong việt sư huynh ra tay rất nặng người một tổ này lại phải chịu khổ sở tiếng nghị luận từ xa xa truyền đến khiến người tổ này bị khảo hạch run sợ trong lòng bọn họ cơ bản đều biết được nội dung của đợt khảo hạch thứ hai là muốn tiến hành so chiêu với đệ tử hàng đầu ngoại phủ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là bọn họ phải đối mặt lại là đệ tử trung phủ phong việt này tuy là đệ tử mạt lưu của trung phủ nhưng dù sao cũng thuộc trung phủ phong việt 19 tuổi Chân huyền cảnh cấp 3, các vị sư đệ cần phải chỉ giáo nhiều hơn. Phong Việt đứng trước mặt mọi người, mặt mỉm cười, thần thái ngạo nghễ và ánh mắt kia giống như một đế vương nhìn xem thần dân của mình. Nghe được mấy chữ chân huyền cảnh cấp 3, trái tim không ít người đều run rẩy một ít, nhất là những huyền già trẻ tuổi còn nhỏ, cấp bậc huyền lực tương đối thấp kia, càng hai tay nắm chặt, khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Mà ngạo nham đứng trong đội ngũ thấy đối thủ là Phong Việt, ánh mắt bỗng chốc sáng rất nhiều, khóe miệng a lên, yên lặng cho Phong Việt một ánh mắt hiện giờ đợt khảo hạch thứ hai chính thức bắt đầu ta đọc đến tên ai liền lập tức đi lên so bảy chiêu với phong việt lão già được phong việt gọi là tề đạo sư nói người thứ nhất lý mặc người được gọi đến tên từ trong hàng ngũ đi ra đứng ở trước mặt phong việt tuy rằng hắn nỗ lực duy trì bình thản nhưng vẫn như trước khó có thể che giấu khẩn trương giữa hai chân mày dù sao còn chưa chính thức vào thương phong huyền phủ đã giao thủ với một đệ tử trung phủ đây là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ phong việt sư huynh kính xin hạ thủ lưu tình. Lý Mặc không người hành lễ với Phong Việt. Đừng nói lời thừa thãi, liền bắt đầu đi. Phong Việt thản nhiên nói. Lý Mặc hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Trong tay đã cầm lấy một thanh trường kiếm, khẽ quát một tiếng, đột nhiên xuất kiếm. Bát Vân Kiến Nhật. Đối mặt với đối thủ là chân huyền cảnh cường đại, lại là trong khảo hạch chiến lực, Lý Mặc không dám lưu tay. Vừa ra tay, liền là một trong những kiếm kỹ gia truyền mạnh nhất. Một kiếm này mang theo luồng kiếm khí tương đương với không tầm thường, thẳng đến Phong Việt, trên thân kiếm, lay động khí thức huyền lực liên miên không dứt. Mà động tác ứng đối của Phong Việt đơn giản lại thô bạo, tiến lên một bước, một quyền chém ra. Phực, kiếm thế liên miên trong nháy mắt bị đánh tan, một quyền của Phong Việt ở chính giữa ngực Vân Triệt, dưới huyền. Lực cường đại của chân huyền cảnh, lý mặc như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh ở trên mặt đất, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng tay phải vẫn còn cầm chặt lấy kiếm. Chiêu thứ nhất, Phong Việt chỉ ngón tay về phía Lý Mặc, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Người đầu tiên đối mặt lần thứ nhất, khiến trong lòng mọi người mạnh mẽ lột bộ. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là một phen luận bàn khảo nghiệm chiến lực, Phong Việt hẳn nên lấy phòng ngự làm chủ, khiến người được khảo hạch phát huy trình độ lớn nhất, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Phong Việt này lại trực tiếp phản kích, hơn nữa ra tay lại nặng như vậy, không nể mặt như thế. Tề đạo sư cũng cau mày, nhưng không nói gì thêm. Phong Việt trực tiếp hạ nặng tay, Đúng là có phần hơi quá phận, dù sao cũng không phải đối chiến, hắn chỉ là người khảo nghiệm, cấp bậc huyền lực của đối phương kém hắn khá xa, hắn phản kích như thế huyền giả trẻ tuổi còn chưa nhập phủ sao có khả năng thừa nhận. Nhưng mà, Tề đạo sư ngược lại nghĩ đến, có thể thông qua khảo nghiệm đầu tiên, không có ai mà thiên tư không tầm thường, lòng có ngạo khí, bị áp chế nặng như vậy, ở mức độ nhất định sẽ làm mờ đi ngạo khí của bọn họ, cũng là một chuyện tốt đối với bọn họ. Hơn nữa, lấy hiểu biết của hắn về phong việt, chuyện này phát sinh trên người phong việt chẳng qua bình thường lát nữa nếu phong việt ra tay làm trọng thương đối phương hắn cũng không kỳ quái chuyện được đọc bởi kênh haleji audio lý mặc và phong việt giao thủ chỉ có thể dùng thảm không nói nổi để hình dung bảy chiêu luận bàn lý mặc dùng liền bảy kiếm chiêu sau đó liên tục té ngã bảy lần kiếm trong tay hắn thủy chung không đụng chạm tới một chút góc áo của phong việt cấp bậc huyền lực của phong việt cao hơn lý mặc vẻn vẹn bảy cấp ở giữa còn có khoảng cách đại cảnh giới phong việt dường như quên mất có lẽ nói từ đầu không thèm để ý đây chỉ là một phen khảo nghiệm chiến lực, cả quá trình lấy huyền lực của bản thân ra sức nghiền áp, trên mặt rõ ràng còn mang theo một nụ cười nhạt, giống như rất hưởng thụ cảm giác tùy ý dẫm lên này. Bảy chiêu đi qua, quần áo trên người Lý Mặc đã rách tứ tung, té ngã bảy lần liên tiếp, cũng khiến cho hắn bị thương nhẹ nhiều chỗ. Bảy chiêu đã qua, dừng tay đi. Tề đạo sư lên tiếng, sau đó nhìn Lý Mặc nói, ra chiêu hơi nao núng, nhưng khống chế huyền lực coi như không tệ, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi. Buổi sáng ngày mai, ngươi có thể đến ngoại phủ báo cáo. Lý Mận kêu nhỏ một tiếng, sau đó lộ ra vẻ mặt mừng như điên, trong cơn vui mừng như điên liền quên mất đau đớn trên người, vô cùng vui sướng liên tục cúi đầu với tề đạo sư, cảm ơn đạo sư thành toàn, cảm ơn đạo sư thành toàn. Sau khi thiên ân vạn tạo một phen, Lý Mặc phấn khởi rời đi trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ của các huyền giả khác. Tiếp theo, Trần Nhạc, người thứ hai nhận khảo hạch bị đãi ngộ không khá hơn Lý Mặc chút nào. Vừa lên liền bị Phong Việt đập phá té ngã, sau bảy chiêu, đều mặt mũi bầm dập. Theo tiến hành khảo hạch chiến lực, người bị khảo hạch phía sau càng ngày càng run sợ trong lòng, bởi vì người đi lên giao thủ với Phong Việt, xuống dưới có thể người sau thê thảm hơn người trước. Trong bọn họ, có rất nhiều người từng quan sát khảo hạch mấy ngày trước, phần lớn sư huynh làm đối thủ đều không phản kích, mà ở trong phòng ngự khiến người được khảo hạch hết sức thi triển huyền lực, ngẫu nhiên phản kích cũng chỉ đánh văng đối phương ra nhưng phong việt này càng ra chiêu càng không lưu tình bảy chiêu luận bàn người được khảo hạch ra bảy chiêu hắn cũng một chút không thiếu phản kích bảy chiêu hơn nữa gần như mỗi một chiêu đều khiến cho đối phương bị thương hắn giống như không phải đến hỗ trợ khảo hạch mà như tới hưởng thụ khoái cảm khoe oai nghiền ép mà trạng thái này cho đến sau khi ngạo nham đi lên mới xuất hiện khác biệt sau khi ngạo nham đi lên huyền lực trước tiên phát ra trên phạm vi lớn khí thế kinh người như gió cuốn mây tuôn chiêu đầu tiên đã ép lui phong việt một bước nhỏ đưa tới chung quanh ủng hộ và tán thán một trận. Bảy chiêu này, ngạo nham ứng đối cực kỳ thong dong, đừng nói bị thương, còn không bị Phong Việt đánh lui xuống một lần, vô cùng không tệ. Xong bảy chiêu, Phong Việt cười tủm tỉm gật đầu, nói với lão giả, tề đạo sư, đây là thiên tài khó có được, chẳng những cấp bậc huyền lực không tầm thường, khống chế và thi triển huyền lực càng xuất thần nhập hóa, có thể ở độ tuổi này đạt được cảnh giới như vậy có thể nói vạn trung vô nhất. Sư huynh khen chật rồi. Ngạo nham tỏ vẻ sợ hãi nói, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy đắc ý thật là nhân tài khó có được ngạo nham ngươi cũng thông qua ngày mai đến huyền phủ báo cáo đi tề đạo sư gật đầu nói vân triệt giật giật chân mày không tiếng động cười lạnh ánh mắt trao đổi giữa ngạo nham và phong việt này thật đúng là ý vị sâu xa cảm ơn tề đạo sư ngạo nham thản nhiên thi lễ từ trên đài đi xuống khi đi ngang qua người phong việt hắn dùng giọng nói cực thấp nhanh chóng nói Biểu ca, giúp ta giáo huấn một chút hai người Vân Tiểu Phàm và Vân Triệt kia, khiến cho bọn họ càng khó coi càng tốt. Tối nay Hoàng Đô thập bát hoa lâu, tùy huynh chọn lựa. Ánh mắt Phong Việt bỗng chốc sáng lên, chậm rãi lè lưỡi liếm môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Tiếp theo, Vân Tiểu Phàm, phù, cuối cùng đến ta. Vân Tiểu Phàm rất khẩn trương kêu nhỏ một tiếng, "Cẩn thận một chút, Phong Việt này cũng không phải mặt hàng tốt gì." Vân Triệt thấp giọng nhắc nhở. "Ừm, ta sẽ cẩn thận." Vân Tiểu Phàm gật đầu, để huyền khí, nhảy lên trên đài cao đứng trước mặt Phong Việt, Phong Việt sư huynh, xin chỉ giáo. Hả? Vân Tiểu Phàm nhìn thiếu niên trước mắt tính trẻ con còn chưa cởi hết, ánh mắt Phong Việt trở nên hài hước và nguy hiểm. Hắn nhàn nhạt cười, nói, nhìn tuổi của ngươi, chắc chỉ có 15 tuổi đi, thật đúng là đáng tiếc. Ra chiêu đi, để cho nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Mấy chữ thật đúng là đáng tiếc ở trong miệng Phong Việt khiến Vân Tiểu Phàm nghe như mê hoặc, hắn cũng không dám nói thêm gì, Hai tay giao nhau trước thân, huyền lực toàn thân bắt đầu khởi động. Trên hai tay, hai luồng lôi quang màu tím chậm rãi ngưng tụ, ngầm rung động. Hừm, lại còn có huyền công hệ lôi, không tệ lắm. Phong Việt thản nhiên chia tay phải ra, cười hề hề nói. Bôn lôi trưởng. Hai tay Vân Tiểu Phàm chắp vào làm một. Huyền công hệ lôi ra truyền phối hợp với huyền kỹ hệ lôi, chính diện vọt tới phong Việt. Huyền lực của Vân Tiểu Phàm chỉ có nhập huyền cảnh cấp 2, vẻn vẹn kém phong Việt 10 cấp. Một kích này của hắn ở trong huyền giả ngang cấp tuyệt đối bất phàm, nhưng đối với Phong Việt nào có một chút uy hiếp. Ngay khi Vân Tiểu Triệt còn chưa đến gần Phong Việt, bóng dáng Phong Việt lại bỗng nhiên nhoáng lên, chủ động tiến đến gần phía trước Vân Tiểu Phàm, khuỷu tay dễ dàng phá mở huyền lực hộ thân của hắn, mạnh mẽ đánh vào trước ngực hắn. Khoảnh khắc khi đánh chúng, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười ác độc nhỏ không thể thấy. Răng rắc. Một tiếng xương gãy rõ nét vang lên bên tai mỗi người. Lôi quang ngưng tụ trong hai tay Vân Tiểu Phàm nháy mắt tiêu tán thân thể như một bao cát bị bay ra ngoài bay ngã ra ngoài rất xa phun lên trên không một ngụ máu tươi nặng nề ngã ngoài đài chung quanh nhất thời hoàn toàn xôn xao tất cả mọi người bị một màn kinh hãi này đến mở to hai mắt nhìn sắc mặt vân triệt trầm xuống bước nhanh vọt tới trước vân tiểu phàm vân tiểu phàm nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt trên môi toàn là máu tươi ba cây xương sườn trên ngực trái gãy đã vốn không có cách nào đứng dậy từ dưới đất lửa giận của vân triệt vèo cái vụt lên hắn nhìn về phía phong việt Chầm giọng nói, phong việt, đây chỉ là một trận khảo hạch, ngươi lại hạ nặng tay như vậy. Phong việt giang hai tay, lộ ra vẻ mặt thật vô tội, ta nào biết huyền lực của hắn lại thấp như vậy. Ta thấy hắn có huyền công hệ lôi, còn tưởng rằng hắn chịu được đánh. Hóa ra, chật chật, thật sự làm cho người ta thất vọng mà. Ngạo nham ở bên kia nhách miệng cười rộ lên, vân tiểu phàm, đây chính là giá cao ngươi nói năng lỗ mãng với ta. Như vậy tiếp theo, chính là vân triệt, lại dám cướp đoạt nổi bật của ta. Ta muốn ngươi cả đời này đều đừng mong tiến vào Thương Phong Huyền Phủ. Phong Việt, ngươi ra tay quá nặng. Tề đạo sư cũng nhíu mày, nghiêm khắc nói: đúng là đệ tử không nắm giữ tốt phương tắc. Phong Việt nói với Tề đạo sư: chỉ có điều đệ tử cũng không hối hận. Ở trong Huyền Phủ này, một trong những phương thức tăng huyền lực lên nhanh nhất chính là giao thủ với cường giả, như vậy bị thương chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Mặc dù ít nhiều cũng có lúc lỡ tay, nhưng vừa vẫn có thể khiến cho bọn họ sớm nhận thức và thích ứng với điểm này so sánh với đệ tử trong phủ khi luận bàn bị thương, chút thương tổn ấy của hắn vốn không coi là gì. Nếu như ngay cả chút thương tổn ấy cũng chịu không nổi, vậy không có tư cách vào thương phong huyền phủ chúng ta. Tề đạo sư nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm. Ha ha, thật đúng là mệt cho người nói đường đường chính chính như vậy. Liếc nhìn vẻ cười lạnh trên mặt ngạo nham, lại nghĩ đến ánh mắt quá không bình thường giữa bọn họ lúc trước, vân triệt vậy còn gì không rõ ràng. Đây chính là ngạo nham mượn tay phong việt trả thù vân tiểu phàm, Đơn giản là vì lúc trước Vân Tiểu Phàm mắng ngạo nha một câu, đã trả thù Vân Tiểu Phàm, vậy bản thân mình cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn vừa định nói tiếp, bỗng nhiên một bàn tay run rẩy đặt trên tay hắn. Vân Tiểu Phàm cắn chặt răng, thân thể ra sức muốn ngồi dậy, trong miệng phát ra âm thanh thống khổ, "Vân đại ca, ta, ta không sao, khảo hạch còn chưa kết thúc, ta không sao, không có chuyện gì." Vừa dãy dụa, Vân Tiểu Phàm lại cứng rắn muốn ngồi dậy nội tạng bị thương ba cây xương sườn gãy hắn muốn hoàn thành động tác này không biết cần nghị lực vĩ đại cỡ nào chịu thống khổ lớn cỡ nào khoảnh khắc khi hắn ngồi dậy vân triệt rõ ràng nhìn thấy hai hàng lệ nóng từ trong mắt hắn chảy ra bởi vì hắn rõ ràng lấy tình huống của mình bây giờ vốn không có khả năng tiếp tục tham gia khảo hạch không thể tham gia khảo hạch ý nghĩa với hắn không cách nào tiến vào thương phong huyền phủ giấc mộng của hắn còn có kỳ vọng của mọi người trong gia tộc hắn Điều tan biến như vậy, hắn sao có thể không tan nát cõi lòng rơi lệ. Tiểu Phàm, nguyên nhân sự cố lần này không phải vì ngươi, cho nên ngươi không có lý do bị tước đoạt tư cách tiến vào Thương Phong Huyền phủ như vậy. Bây giờ ngươi không nên lộn xộn, bằng không thân thể hủy đi, mới thật sự không có cơ hội vào phủ. Vân Triệt đè thân thể liều mạng ngồi dậy của Vân Tiểu Phàm xuống, lấy ra một viên Trung Hồi Thiên Đan nhét vào trong miệng hắn, sau đó dưới chân cất bước, nhảy đến trước mặt Phong Việt. Ta tên Vân Triệt, lần này ta tới đón nhận khảo hạch của ngươi giọng vân triệt bình thản, ánh mắt bình tĩnh như nước, tìm không ra một chút tồn tại của sắc thái tình cảm. À, hóa ra ngươi chính là vân triệt, người đứng đầu khảo nghiệm huyền lực của một tổ này. Phong Việt đánh giá vân triệt từ trên xuống dưới, hai mắt nheo lên. Đối với chuyện vừa rồi trọng thương vân tiểu phàm, từ đầu tới cuối đều có dáng vẻ không để trong lòng. Không sai, vân triệt thản nhiên nói, trước khi bắt đầu, ta có một vấn đề muốn xác nhận với ngươi. Người mới vừa rồi, ở trong thương phong huyền phủ, bởi vì luận bàn mà nhận đến trọng thương gì đó đều rất bình thường đúng không như vậy nếu ta không cẩn thận tổn thương ngươi có phải không cần thiết có bất cứ trách nhiệm nào không vân triệt vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều trong sững sờ phong việt cũng sững sờ sau đó lớn tiếng cười như điên ngươi tổn thương ta ha 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 đây quả thật là chuyện cười lớn nhất mà năm nay ta nghe được được rất tốt người tự tin đến mức này cũng thật đúng là hiếm thấy vậy ngươi cứ thử làm tổn thương ta thử xem đừng nói tổn thương ta cho dù ngươi giết ta vậy cũng là bản lĩnh của ngươi tuyệt đối không có người trách tội ngươi ha ha nói xong câu cuối cùng chính hắn cũng cảm thấy buồn cười tới cực điểm nhịn không được lại cao giọng cười lên vậy ta đây yên tâm vân triệt khẽ cười ánh mắt dần trở nên sắc bén vậy còn chờ cái gì bắt đầu đi hai tay phong việt ôm ngực ánh mắt nhìn về phía vân triệt giống như nhìn một kẻ ngu ngốc hắn ngạo nghễ mà khinh thường nói Người đã vọng tưởng muốn tổn thương ta, ta đây cho người một cơ hội. Ta liền đứng ở chỗ này không động, cho người công kích ta ba chiêu. Nếu ta động hoặc bị thương, về sau chỗ có người ta trồng cây chuối mà đi. Nếu ta đứng không động mà ba chiêu ngươi đều không tổn thương được ta, ha ha, thì ngoan ngoãn lăn ra khỏi thương phong huyền phủ cho ta. Hơn nữa, trước khi ngươi lăn ra, nói không chừng ta còn có thể đưa cho ngươi đại lễ đó. Đuôi chân mày vân triệt vốn còn lộ vẻ ngưng trọng liền giãn ra, hắn nhíu mũi, cười như không cười nói. Ngươi xác định, Nhìn thấy biểu cảm vân triệt bỗng nhiên thả lỏng, dường như còn có chút ý tứ mừng thầm, phong việt thiếu chút nữa không cười lớn ra tiếng, xác định, ta đương nhiên xác định, nhưng là ngươi, có lá gan đáp ứng không? Nghe nói huyền lực của ngươi là nhập huyền cảnh cấp 10, chật chật, đúng là tương đối khá, đường đường nhập huyền cảnh cấp 10 nếu như ngay cả lời này cũng không dám đón lấy, vậy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn lăn ra khỏi đây, đừng ở đây mất mặt xấu hổ nữa, nơi xa xa, trong một đình nhỏ phong cách cổ xưa tần vô ưu một thân áo bào màu tím yên tĩnh ngồi trên ghế đá nhàn nhã phẩm trà sự chú ý của hắn luôn đặt trên chỗ vân triệt tuy rằng cách rất xa nhưng bên chỗ vân triệt xảy ra chuyện gì hắn đều nhìn nghe cực kỳ rõ ràng nghe được phong việt đưa ra ba chiêu ước hẹn giống như cuồng vọng quá mức đối với vân triệt sắc mặt tần vô ưu lập tức thay đổi đứng dậy nói tư không lập tức di ngăn cản vân triệt ngàn vạn lần đừng để cho hắn đáp ứng lời phong việt phong việt kia am hiểu cái gì nhất người chắc rất rõ ràng Vâng, Tần Đạo Sư. Một nam tử thanh niên tuổi chừng trên dưới 20 ở bên cạnh Tần Vô Ưu, gật đầu lên tiếng trả lời, bước nhanh về phía Vân Triệt. Vân Tiểu Phàm bị trọng thương, khiến cho rất nhiều ánh mắt đều chú ý về phía bên này. Huyền già trẻ tuổi đợi khảo hạch đều tỏ vẻ kinh ngạc. Huyền lực của Vân Triệt là nhập huyền cảnh cấp 10, mà huyền lực của Phong Việt là chân huyền cảnh cấp 3, tuy rằng không những cao hơn Vân Triệt 3 cấp bậc, còn có tranh lệch về cảnh giới, nhưng đón đỡ lấy ba chiêu của đối phương mà thân thể không động, đây cũng đúng là một điểm quá hỗ trợ. Đừng nói nhập huyền cảnh cấp 10, cho dù là nhập huyền cảnh cấp 7 ba kích toàn lực, tuy rằng không đến mức đánh hắn bị thương, nhưng như thế nào cũng không đến mức không thể đánh lui hắn đi. Nhưng mà các đệ tử huyền phủ xem náo nhiệt, đều ào ào lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, nhìn dáng vẻ Vân Triệt rõ ràng lập tức đáp, "Ứng, trong lòng bọn họ bắt đầu ào ào thương hại. Nếu như là huyền giả chân huyền cảnh cấp 3 khác, thật đúng, là cơ bản không có khả năng vẫn không nhúc nhích dưới ba lần công kích toàn lực." của nhập huyền cảnh cấp 10, nhưng Phong Việt lại không giống, hắn hoàn toàn có thể vô cùng thoải mái làm được. Ngay khi Vân Triệt vừa định mở miệng đáp lời, một giọng nói trầm giọng điếc tai bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, "Phong Việt, đã sớm nghe ngươi âm hiểm đê tiện, thật đúng là một chút cũng không ăn uổng ngươi. Lại dùng kỹ xảo đê tiện này đi hại một đệ tử sắp nhập phủ, quả thật mất hết mặt mũi của Thương Phong Huyền phủ." Lời này khiến Phong Việt biến sắc, hắn vừa sắp giận tím mặt, nhưng khi nhìn xuyên qua đám người, khi thấy nam tử thanh niên xuất hiện ở phía trước hắn, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, lời nói vừa định xuất khẩu ngoan ngoãn nuốt về, gương mặt chợt đỏ bừng, chính là giận mà không dám nói gì. Nam tử này vừa xuất hiện, chung quanh nhất thời xuất hiện yên tĩnh trong thời gian ngắn, sau đó, một mảng lớn tiếng nghị luận, tiếng kinh hô vang lên từ trong đám người, từng ánh mắt cũng biến thành vô cùng nóng cháy. Nhìn phù hiệu của hắn, đó là Đó là dấu hiệu của đệ tử nội phủ. Ông trời của ta, đệ tử nội phủ đó. Một đệ tử vừa thông qua khảo hạch đầy mặt sùng bái và hướng tới nói. Là tư không độ sư huynh vị trí thứ 39 thiên huyền bảng. Má nó, thật sự là hắn. Các sư huynh sư tỷ nội phủ bình thường đều ở trong phủ, vốn khó gặp, hắn thế mà lại đến đây. Nghe nói huyền lực của tư không độ sư huynh đã đạt đến chân huyền cảnh cấp 10. Không quá thời gian một năm, liền có thể đạt tới linh huyền cảnh. Nếu ta đến 30 tuổi có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ của hắn, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh chỉ có điều sao tư không sư huynh lại đến đây. Còn thống mạ phong Việt, chẳng lẽ hắn và phong Việt có thù? Không nghe nói tới. Lại nói tuy rằng phong Việt thường xuyên khi dễ đệ tử ngoại phủ, nhưng cho dù có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám đi trêu chọc đệ tử nội phủ đi. Thương phong huyền phủ hơn 5 vạn đệ tử, đệ tử nội phủ chỉ có 100 người. Có thể nghĩ 100 người này là một đám thiên tài như thế nào, xưng bọn họ là yêu nghiệt tuyệt thế cũng không đủ mà chỉ có 100 người nội phủ cạnh tranh cũng kịch liệt nhất, bọn họ đã đạt tới tầng cấp cao nhất ở Thương Phong Huyền phủ, theo đuổi vào mục tiêu của bọn họ, cũng tập trung trên Thiên Huyền bảng, bọn họ liều mạng tu luyện, tăng bài danh của mình trên Thiên Huyền bảng. Về phần ngoại phủ và trung phủ, bọn họ vốn khinh thường đi tới, cho nên đệ tử ngoại phủ và trung phủ bình thường vốn khó có thể nhìn thấy đệ tử nội phủ. Đối với tiếng nghị luận và cái nhìn chăm chú của xung quanh, Tư Không Độ hoàn toàn bình tĩnh. Hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn đánh giá Vân Triệt ở khoảng cách gần, lộ ra ánh mắt hiền hòa, "Ngươi tên là Vân Triệt, đúng không? Đừng đáp ứng ba chiêu ước hẹn mà hắn đưa ra." Phong Việt này đến từ Sơn Trang Hậu Thổ ở sa mạc lớn phía tây, mà huyền công của gia tộc Sơn Trang Hậu Thổ tập trung về phòng ngự. Huyền lực của hắn tuy rằng chỉ có chân huyền cảnh cấp 3, nhưng nếu như hắn toàn lực phòng ngự, đừng nói ngươi, cho dù huyền giả ngang cấp, ba chiêu cũng khó khiến cho hắn lui về sau dù chỉ một chút. Nếu ngươi đáp ứng rồi, liền hoàn toàn rơi vào trong cạm bẫy hắn thiết kế. Tư không độ vừa nói xong, người chung quanh nhất thời hoàn toàn giật mình, sau đó trong lòng sinh ra phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía phong Việt càng tràn đầy khinh bỉ và chán ghét. Dựa vào sở trường của mình, phát ra ba chiêu ước hẹn như vậy với một đệ tử đang tiến hành khảo hạch nhập phủ, quả thật vô cùng đê tiện, cộng thêm âm u tới cực điểm. Vân triệt gật gật đầu, cười cảm kích với tư không độ, nói, thì ra là thế. Cảm tạ tư không đại ca nhắc nhở, xin hỏi phụ thân tư không đại ca là tư không hàn trưởng lão tân nguyệt huyền phủ tư không độ này thân là đệ tử nội phủ vốn không đến mức để ý tới chuyện vớ vẩn này càng sẽ không vô duyên vô cớ đến trợ giúp hắn một người còn chưa nhập phủ hơn nữa tư không độ vừa lên tiếng liền biểu đạt thiện ý với hắn cộng thêm họ tư không này khiến vân triệt lập tức nghĩ đến một khả năng bởi vì người kia lúc trước từng nói với hắn nhi tử của hắn đang ở trong thương phong huyền phủ tư không độ sửng sốt sau đó gật đầu cười không sai tư không hàn đúng là gia phụ tần đạo sư nói ngươi tâm tư vô cùng kín đáo ha ha quả nhiên không khen ngươi vô ích vân triệt nhất thời hoàn toàn hiểu rõ tư không độ là nhi tử của tư không hàn mà tần vô ưu lại nói thân phận của mình cho tư không độ tư không độ làm như vậy cũng dễ giải thích khó trách lúc trước tư không hàn nhắc tới nhi tử của mình liền có vẻ mặt tự hào bởi vì nhi tử của hắn lại chính là đệ tử nội phủ thương phong huyền phủ oai phong tám hướng tư không hàn thi lễ với tề đạo sư nói tề đạo sư Phong Việt này nhân cơ hội hỗ trợ khảo hạch, ác ý trọng thương đệ tử nhận khảo, hạch còn thiết lập cạm bẫy hiểm ác như vậy với đệ tử khảo hạch, quả thật không thể tha thứ. Đệ tử cho rằng Phong Việt đã vốn không có tư cách ở lại chỗ này, nên để cho hắn lập tức cút ngay, cũng nhận lấy phạt nặng. Về phần chuyện khảo hạch, đệ tử tình nguyện ra sức. Chuyện này, trên mặt Tề đạo sư lộ ra vẻ khó xử. Lời một đệ tử nội phủ nói, hơn nữa còn là đệ tử top 50 thiên huyền bảng, hắn cho dù thân là đạo sư ngoại phủ cũng không dám cứng rắn từ chối nhưng mà sở dĩ tề đạo sư lựa chọn phong việt trở thành người hỗ trợ khảo hạch chính là vì khi phong việt ở ngoại phủ là một trong vài đệ tử đắc ý mà hắn tự mình giám sát sau này phong việt tiến vào trung phủ cũng khiến cho trên mặt hắn vinh quang mấy lần phong việt vẫn tôn tôn kính kính hắn càng không gián đoạn tặng cho hắn đủ loại quà tặng quý giá hắn đương nhiên hài lòng cực kỳ yêu thích người đệ tử này điều này cũng chính là nguyên nhân phong việt dám không kiêng để gì trước mặt tề đạo sư nếu làm dựa theo lời Tư Không Độ nói, Phong Việt chính là mất hết mặt mũi, ác danh ác ý tổn thương và hại đệ tử khảo hạch cũng từ đó ngồi thật, đây cực kỳ bất lợi cho cuộc sống sau này của hắn ở trong huyền phủ. Lập tức, Tề đạo sư nghiêm mặt nói, Phong Việt làm đúng là hơi quá mức, nhưng khi luận bàn, khó khống chế độ mạnh yếu, đánh giá sai huyền lực đối thủ, nếu ra tay quá nặng về tình có thể tha thứ, cũng không cố ý, bởi vì hắn vốn không có lý do đi trọng thương một đệ tử khảo hạch không hề quen biết. Đến khi hắn đưa ra ba chiêu ước hẹn, cũng là hai bên tự nguyện ước định, Phong Việt không hề có chút ý tứ bức bách, nếu có lòng tin, có thể đáp ứng, nếu như cảm thấy không ổn, không đáp ứng cũng có thể, ta cho rằng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Lời Tề trưởng lão nói khiến thần sắc Phong Việt bỗng chốc thả lỏng xuống, hắn liền vẻ mặt tươi cười nói Tề đạo sư nói rất đúng. Từ không sư huynh, lời Tề đạo sư nói là thật, ta cho dù có gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám làm ra chuyện cố ý hại sư đệ tương lai. Về phần trọng thương Vân tiểu phàm, ta hoàn toàn vô tâm lát nữa ta sẽ hai tay dâng một viên tiểu hồi thiên đan làm xin lỗi. À, nếu tư không sư huynh có hứng thú với khảo hạch chiến lực đệ tử, ta đương nhiên vui vẻ nhường lại. Nhưng các sư đệ tương lai tự mình lĩnh giáo phong tư của tư không sư huynh, đối với bọn họ ngược lại là may mắn cực lớn. Lời tề đạo sư nói rõ ràng cho thấy thiên vị, lại nói một giọt nước không gì, phong Việt càng tỏ vẻ nhận sai, cũng khiến cho tư không độ không có biện pháp phát giận, dù sao, cho dù hắn là đệ tử nội phủ, cũng sẽ không thể bằng lòng đắc tội một đạo sư ngoại phủ. Lúc này lại nghe Vân Triệt bỗng nhiên nói, tề đạo sư nói không sai, ba chiêu ước hẹn của Phong Việt đúng là muốn hai bên tự nguyện, mặc dù nhiều ít có chút đề tiện vô sỉ, nhưng nếu Phong Việt đề xuất, ta đương nhiên muốn đón lấy. Bằng không nếu ta không đón lấy, lấy chậm tiến vào huyền phủ, chẳng phải sẽ bị rất nhiều người cười thành rùa đen rút đầu sao. Lời này của Vân Triệt vừa ra, nhất thời khiến mọi người sửng sốt. Từ không độ cao mày, nói, Vân Triệt, lời vừa rồi của ta ngươi nghe không lọt sao. Huyền công của gia tộc bọn hắn từ huyền lực phòng ngự xây nên. Hắn đứng ở đó, đừng nói cho ngươi ba chiêu, cho dù là ba mươi chiêu, ngươi cũng không thể khiến cho hắn lui lại nửa bước. Nhanh chóng thu hồi lời ngươi mới vừa rồi, không tiếp nhận ba chiêu ước hẹn tất bại này, đối với ngươi mà nói một chút cũng không dọa người, lại càng không có người nói ngươi là rùa đen rụt đầu. Nếu ngươi nhận lời, mới thật là ngu xuẩn. Ngoài dự kiến của tư không độ, Vân Triệt lại lắc lắc đầu, cảm tạ nhắc nhở của tư không đại ca. Chỉ có điều, ta vẫn luôn luôn rất có lòng tin với huyền lực của ta. Ba chiêu ước hẹn này, ta cũng không nhất định thất bại. Nếu may mắn thắng, vị phong Việt sư huynh này về sau sẽ trồng cây chuối mà đi trước mặt ta. Chỉ cần nghĩ thôi đã là chuyện khoái trá. Ngươi! Sao ngươi lại ngang ngược tự phụ như vậy? Sắc mặt tư không độ trở nên cứng rắn. Ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên không giải thích được và thất vọng. Ngươi vốn không rõ huyền lực của phong Việt kia có năng lực phòng ngự mạnh cỡ nào kia tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi vốn không có khả năng thắng nào cả. Ngươi chỉ hy vọng thấy hắn xấu mặt giải hận, liền không nghĩ tới thua, sẽ vĩnh viễn lăn ra khỏi thương phong huyền phủ sao. Vân triệt cố chấp tự phụ khiến trong giọng nói của tư không hàn mang theo tức giận, nhưng sau khi hắn nói phen này, vân triệt vẫn mặt không chút để ý cười nhạt, tư không đại ca, ngươi ở bên cạnh nhìn là được rồi. Ta quyết tâm muốn nhìn xem vị sư huynh này trồng cây chuối chạy đi là dáng vẻ gì. Ngươi, tư không độ buồn bực vung tay một cái, thôi. Nên nói ta đều nói, lựa chọn như thế nào là chuyện của ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng quá hối hận. Nói xong, hắn tức giận đứng sang bên, nhưng không rời đi, mà nhíu mày nghĩ sau khi Vân Triệt thu hắn sẽ giúp, đỡ thu chàng cho Vân Triệt như thế nào. Hắn là người có ân tất báo. Tiêu liệt ra ra của Vân Triệt năm đó có ân cứu mạng với hắn, hắn sẽ không thể mắt thấy tôn tử của ân nhân bị hại như vậy. Vân Triệt đã đứng trước mặt phong viện, cười nhạt nói, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn ra tay, Ha ha, Phong Việt đã sớm ở đó cười to đến phổi sắp cười nổ. Tư không độ đại nhân vật bực này đặc biệt ra mặt giải vây cho Vân Triệt, thế nhưng Vân Triệt lại tự gắng tiến lên rước lấy nhục. Hắn từng gặp kẻ đần độn, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng thấy đần độn đến như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Má nó! Vân Triệt này có phải đầu óc có bệnh không? Tư không độ là nhân vật bậc nào? Ngay cả hắn cũng nói phòng ngự của Phong Việt thật biến thái, vân triệt lại còn đi đến tìm chết quả thật không thể nói lý ngừng khảo nghiệm huyền lực đứng hạng nhất liền tự cho là rất giỏi rồi xem ra bình thường ở những nơi khác cùng ngạo quen lần này chắc phải nhận một bài học tử tế lát nữa sẽ có lúc hắn khóc chỉ số thông minh như này lại còn là hạng nhất khảo nghiệm huyền lực của một tổ này quả thật ông trời mắt mù mà Trung quanh tràn ngập châm chọc và khiêu khích vân triệt hiện giờ ấn tượng của mọi người đối với vân triệt đơn giản chỉ có hai chữ ngu ngốc Em thanh chung quanh, Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Phong Việt đang cao giọng cười. Đối phó với ngươi, ta còn cần chuẩn bị. Phong Việt khinh miệt ngoắc một đầu ngón tay về phía Vân Triệt, ngươi có thể tấn công bất cứ lúc nào, muốn chuẩn bị thêm một chút cũng không sao. Ha ha, rất tốt. Khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch, tiến về phía trước một bước, ta phách mở ra, huyền lực toàn thân vốn bình ổn trong nháy mắt điên cuồng bành trướng, chạy loạn, giống như một đầu ác long bị đánh thức, khí tức xung quanh thân thể của hắn cũng nhất thời biến hóa, dòng khí trong lúc hỗn loạn sao động không yên. Khí tức huyền lực này vừa ra, từ không độ, tề đạo sư, còn có phong Việt hoàn toàn thay đổi sắc mặt, bởi vì khí tức huyền lực này cường đại, vốn không nên thuộc về một huyền giải nhập huyền cảnh, nhất là phong Việt, lại bỗng nhiên có một cảm giác áp bách ngay mặt mà đến. Chiêu thứ nhất, Vân Triệt hét lớn một tiếng, thân thể hung bạo xông lên, kéo ra một hư ảnh thật dài, quyền phải dẫn theo huyền lực đánh thẳng vào ngực phong Việt. Quyền lực chưa tới, quyền phong hít thở không thông đã đập vào mặt, trong lòng phong việt cả kinh cũng không dám sơ ý nữa huyền lực toàn thân nhanh chóng xoay chuyển một bình phong che chắn màu vàng nhạt cao chừng hai thước trong nháy mắt xuất hiện trước người của hắn bình phong huyền thổ này xây dựng lên từ huyền công của gia tộc bọn họ mức độ bền bỉ chưa bao giờ có một huyền giả ngang cấp có thể một kích đánh vỡ nát ầm um, nắm tay của vân triệt mạnh mẽ đập lên bình phong huyền thổ của phong việt huyền lực dữ dội cuồng bạo phóng thích khi phát ra chính là tiếng nổ của hai tảng đá lớn chạm nhau mặt đất dưới chân vân triệt trong nháy mắt nứt vỡ trên diện tích lớn tiếng vang thật lớn này cũng chấn động tất cả mọi người chung quanh ngây ngốc nhìn vân triệt trên đài bọn họ chừng lớn mắt thật lâu chưa lấy lại được tinh thần bởi vì bọn họ không thể tin đây lại là một kích do huyền giải nhập huyền cảnh phóng thích ra bình phong phía trước phong việt kịch liệt rung rung sau đó xuất hiện từng vết rách nhanh chóng lan tràn trong nháy mắt vết rách bao trùm toàn bộ bình phong khó khăn lắm mới ngừng nứt toát mà quyền lực của vân triệt cũng tại lúc này cuối cùng mất hết Vân Triệt chậm rãi thu cánh tay lại, nhìn Phong Việt đứng ở đó không hề động, hời hợt nói, không hổ là huyền công sở trường phòng ngự, đúng là có chút ý tứ. Phong Việt nhìn bình phong huyền thổ đầy vết rách phía trước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vốn không cách nào thừa nhận và tin tưởng, bình phong huyền thổ của mình hoàn toàn bị một huyền giả nhập huyền, cảnh một kích hủy thành dạng này. Nghe xong lời Vân Triệt nói, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, âm trầm nói, xem ra ta dường như đã xem thường ngươi nhưng mà đây không sai biệt lắm là toàn lực của ngươi đi hừ chẳng qua chỉ là một bình phong huyền thổ mà thôi ta ngược lại đồng thời xây được ba cái ngươi tin không tin vân triệt rất chân thành gật đầu sau đó cười tủm tỉm nói ta nói chiêu thứ nhất này ta chỉ dùng một nửa huyền lực ngươi có tin không một nửa ha ha phong việt khinh thường nở nụ cười đây quả thật là chuyện cười lớn nhất mà ta nghe được ngày hôm nay vậy ngươi cứ việc cười là được vân triệt lui về phía sau một bước cánh tay phải một lần nữa đưa lên chuẩn bị đón chiêu thứ hai của ta giọng vân triệt vừa dứt ngoài thân thể bỗng nhiên bùng lên một tầng hỏa diễm màu đỏ thẫm lúc hỏa diễm bốc lên máu phượng hoàng trong người kịch liệt bốc cháy lên khí tức huyền lực của vân triệt đột nhiên biến hóa trở nên càng thêm cuồng bạo và nóng cháy huyền công hệ hỏa hắn thậm chí có huyền công hệ hỏa tư không độ kinh dị thấp giọng nói đúng lúc này Chiêu thứ hai của Vân Triệt mãnh liệt đánh ra, vẫn là một quyền bình thường chân thực, không hề xinh đẹp. Trong nháy mắt khi nắm tay đánh ra, lại như dao long rời bến, theo bóng dáng của hắn di chuyển, huyền lực mang theo cuồng bạo vô cùng và hỏa diễm đỏ đậm, như máu đánh về phía Phong Việt. Lực lượng của một kích này khiến Phong Việt cảm thấy bị áp bách, mạnh hơn vừa rồi gần gấp đôi. Phong Việt cuối cùng biến sắc, trong nháy mắt này, hắn hoảng sợ ý thức được, mới vừa rồi Vân Triệt nói một chiêu đầu tiên của hắn chỉ dùng một nửa huyền lực. Dĩ nhiên là thật tam trọng huyền trướng phong việt cuối cùng bắt đầu hối hận trước khi hắn kêu ba chiêu ước hẹn kia nào nghĩ đến vân triệt mới có huyền lực nhập huyền cảnh cấp 10, lại có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng đến thế đến lúc này hắn nào còn dám giữ lại chút gì một tiếng gầm nhẹ ngoài thân thể đã hiện lên ánh sáng vàng liên tiếp ba bình phong huyền thổ vô cùng cứng cỏi trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn ầm um, bình phong huyền thổ đầu tiên yếu ớt như thủy tinh trực tiếp văng tung tóe thành từng mảnh nhỏ hoàn toàn tiêu tán ẩm bình phong thứ hai hoàn toàn nứt nẻ sau đó trong nứt nẻ sụp đổ cũng tiêu tán vô tung giống vậy ẩm quyền phải của vân triệt nặng nề dừng trên bình phong thứ ba trong tạm dừng ngắn ngủi bình phong thứ ba cũng ẩm ẩm nát vụn nắm tay xuyên thủng qua ba lớp bình phong tiếp tục hướng tới trước nện vào trước ngực phong việt một tiếng trầm đục thân thể phong việt hơi choáng váng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhưng vẫn không lui lại phía sau ba bình phong huyền thổ hoàn toàn bị vân triệt đánh nát nhưng khiến cho huyền lực của hắn bị hạ bớt hơn phân nửa. Không thể nào. Phong Việt cứng rắn nuốt ngụm máu tươi đã vọt tới cổ họng xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tuy rằng thân thể hắn vẫn như trước không lùi lại, nhưng cuồng bạo sau khi một kích này của Vân Triệt xuyên qua ba lớp bình phong, như trước vẫn khiến cho hắn trực tiếp bị nội thương. Toàn bộ người chung quanh đều ngây người, nhất là Tư Không Độ và Tề Đạo Sư biết rõ thực lực của Phong Việt, đều vẻ mặt khiếp sợ. Một kích phá tan ba lớp bình phong huyền thổ, cho dù chân huyền cảnh cấp 5 dốc hết sức lực đánh một kích, vẫn cơ bản không thể nào làm được. Khó trách tần đạo sư coi trọng hắn như vậy, vân triệt này thế mà lại. Tư không độ không biết dùng từ ngữ gì để hình dung khiếp sợ trong lòng mình. Hắn cuối cùng đã rõ ràng vân triệt, kiên trì ba chiêu ước hẹn này vốn không phải ngu xuẩn và lỗ mãng, mà là thật sự chân chính tự tin. Nhưng lo lắng trong lòng hắn vẫn như trước không giảm bớt, bởi vì đã qua hai chiêu, phong việt vẫn không lùi xuống. Mà một kích, rõ ràng cho thấy là một kích mà Vân Triệt dốc hết toàn lực. Phong Việt chỉ cần lấy tam trọng huyền chướng ngăn cản, khả năng Vân Triệt có thể đánh lui hắn. Thật nhỏ. Không sai, tương đối khá. Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm trang gật đầu, vẻ mặt cường giả nhìn nhược giả kia khiến Phong Việt thiếu chút nữa phun ra máu. Như vậy, chiêu thứ ba. Vù. Không khí chung quanh Vân Triệt bạo động một trận, ánh lửa ngoài thân thể hắn bỗng nhiên bốc lên cao trong nháy mắt, khiến toàn bộ thân thể hắn đều bị bao trùm hoàn toàn trong đó, cực nóng do hỏa diễm phát tán khiến nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên, Phong Việt có khoảng cách tương đối gần Vân Triệt đã cảm thấy trên mặt truyền, đến cảm giác thiêu cháy nóng bừng. Sắc mặt tư không độ lại kịch liệt thay đổi, sắc mặt Phong Việt càng khó thấy được giống như ăn một đống ruồi bọ. Hỏa diễm huyền lực bỗng nhiên vọt lên cao kia, chứng minh một kích vừa rồi của Vân Triệt. Vẫn như trước không phải cực hạn. Lưu Vân Thành nho nhỏ này, lại ra một tiểu tử biến thái như vậy. Tư không độ tỏ vẻ khiếp sợ nhìn Vân Triệt, tuy rằng chỉ có nhập huyền cảnh cấp 10, nhưng có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp vào trung phủ mà ruột phong việt cũng hối hận đến xanh hắn vốn chuẩn bị dùng ba chiêu ước hẹn để trợ giúp ngạo nham hại vân triệt hiện giờ rõ ràng đã trở thành vác đá đập chân lúc trước hắn còn chính miệng nói ra nếu thua về sau chỗ có vân triệt hắn liền trồng cây chuối mà đi hắn sở dĩ nói ra câu như vậy là từ đầu hắn đã không nghĩ tới mình có khả năng bị thua lúc này đối mặt với vân triệt lại tăng trưởng huyền lực trái tim hắn run rẩy một trận nếu thua thật có thể nghĩ đó là nhục nhã vô cùng vĩ đại cỡ nào nếu chỉ có hai người hắn có thể lật lọng nhưng mà nơi này là quảng trường trung tâm của thương phong huyền phủ đám người dày đặc chuyện nơi đây khiến cho người vây xem sớm vây tới trong ba tầng ngoài ba tầng còn có tề trưởng lão tư không độ ở đây cách đó không xa tần vô ưu rõ ràng cũng luôn luôn nhìn chăm chú vào nơi này tất cả đều là người chứng kiến tận mắt nhìn thấy chính tai lắng nghe hắn vốn không có đường lui chỉ có thể liều mạng Phong Việt âm thầm cắn răng. Tuy rằng sử dụng cấm kỵ này sẽ khiến huyền lực vĩnh viễn giảm xuống một cấp bậc, nhưng mà, luôn tốt hơn nhận lấy nhục nhã vô cùng. Chiều thứ ba, Van Triệt chậm rãi tiến về phía trước một bước, một bước nhẹ nhàng, nham thạch dưới chân nhất thời văng tung tóe, thân thể Vân Triệt đã lên cao cao, từ trên không đánh xuống dưới, hữu trưởng bị ngọn lửa bao vây dốc hết toàn lực đánh lên ba lớp bình phong phong việt, lại một lần nữa xây mới lên. Ầm. Um, dưới một kích toàn lực của Vân Triệt, lớp bình phong huyền thổ đầu tiên giống như giấy mỏng đâm một cái liền rách ầm um. thời gian nửa hơi ngắn ngủi lớp bình phong thứ hai cũng trực tiếp nứt toác phong việt lại biến sắc hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi phun ra một mảng lớn xương máu phun lên lớp bình phong sau cùng hành động quái dị này của hắn khiến tư không độ ngẩn ra sau đó sắc mặt lập tức thay đổi mạnh thẩm nghĩ một tiếng nguy rồi phong việt này vì thắng lợi thế mà lại không tiếc dùng cấm kỹ bảo mệnh vĩnh viễn tổn hại bản thân này huyền huyết trướng trong một tiếng than nhẹ của phong viện, huyền lực toàn thân hắn không hề giữ lại mà chút lên lớp bình phong cuối cùng này trong chớp mắt này lớp bình phong được hắn phun xương máu lên thế mà lại biến thành màu đỏ thấm kinh người dầm hữu trưởng của vân triệt nặng nề đánh lên lớp bình phong cuối cùng này phát ra cũng là một tiếng đánh nặng nề sau đó liền không cách nào đi tới một chút sau bình phong là gương mặt tái nhợt của phong việt hắn giữ dần cười rộ lên ha ha vân triệt chỉ bằng ngươi một nhập huyền cảnh làm sao có thể đột phá phòng ngự của ta bình phong huyền lực này là huyền huyết chướng mạnh nhất của ta. Cho dù mười ngươi, cũng đừng mong đánh phá nó. Ngươi đã bị bại, cứ đợi vĩnh viễn lăn ra khỏi thương phong huyền phủ đi. Ha ha! Huyền huyết chướng là huyền kỹ cấm kỵ của tộc môn phong Việt, khi phát động sẽ tiêu hao máu của bản thân và huyền lực thật lớn, cũng sẽ khiến tuổi thọ và cấp bậc huyền lực vĩnh viễn giảm xuống, chỉ khi gặp phải nguy hiểm vĩ đại mới có thể thi triển dùng để bảo vệ mạng. Dùng bình phong huyền huyết này, phong Việt biết mình đã thắng, nhưng rơi vào bỏ ra cái giá vĩ đại, cho nên mặc dù hắn cùng tiếu, nhưng trong lòng lại tất cả đều hối hận, oán hận và không cam lòng. Một kích của Vân Triệt toàn lực đánh lên bình phong huyền huyết này, huyền lực bùng nổ, nhưng không cách nào lay động bình phong một chút, đầu chân mày hắn đầu tiên nhíu lại, sau đó nheo mắt, huyền lực toàn thân trong một nháy mắt giống như dòng cuốn gió mạnh vĩ đại thổi quét, vô cùng điên cuồng toàn bộ tiến lên cánh tay phải của hắn. Vẫn, Nguyệt, Trầm, Tinh, Giác, hỏa diễm trên thân thể Vân Triệt biến mất, mà hỏa diễm trên cánh tay phải trong nháy mắt bốc cao lên mấy lần. Phong Việt ngừng cuồng tiếu, hắn trơ mắt nhìn vết nứt nơi hữu trưởng của Vân Triệt và Bình Phong Huyền huyết đụng chạm, đôi tròng mắt có rút lại lớn chừng lỗ kim. Không có khả năng. Làm sao có thể? Huyền huyết chứng làm sao có thể xuất hiện vết rách? Không có khả năng. Đây nhất định là ảo giác. Ảo giác. Rắc. Rắc. Từng vết rách nhanh chóng xuất hiện giống như từng thanh gương đao đâm vào trái tim yếu ớt của Phong Việt âm thanh vết rách lan tràn giống như ma quỷ than nhẹ khiến tinh thần của hắn liên tục tới gần biên giới chuẩn bị sụp đổ ầm um, lúc vết nứt lan ra đến ngoài rìa của lá chắn huyền lực huyền huyết trứng rốt cuộc hoàn toàn nổ tung vỡ thành vô số mảnh vỡ huyền lực bay tán loạn vẫn nguyệt trầm tinh của vân triệt giống như mãnh hổ xuống núi cuồng bạo hướng về phía trước trùng điệp đánh lên trên ngực khoảng cách từ bình chướng đến ngực phong việt chỉ có không đến nửa thước lại mang theo tiếng rít điếc tai oanh một tiếng vang tựa như bàn thạch nổ tung vang lên bên tai phong việt đại não và hai lỗ tai của hắn chấn động dữ dội trên ngực cảm giác giống như bị nện bởi một thanh đại trùy vạn quân điên cuồng phun ra một ngụ máu thân thể bay ngược đi như tên bay nơi hắn bay qua phía dưới mặt đất bị lực lượng cực kỳ cuồng bạo của vẫn nguyệt trầm tinh cày ra một đường rãnh sâu càng lúc càng dài thân thể phong việt bay ra khỏi đài cao vượt qua đám người vây xem dày đặc bay ra khoảng cách ước chừng gần hai mươi trượng mới rơi đập xuống mặt đất sau đó lại lăn ra rất xa như hồ lô lăn trên đất, gục tại chỗ không còn động tĩnh, dưới người hắn một bãi huyết dịch đỏ thắm chậm rãi lan ra. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới dường như đều rơi vào trong yên tĩnh đáng sợ. Vân Triệt chậm rãi thu bàn tay về, phía trước hắn, một đường rãnh sâu hoắm liên tục lan ra ngoài đến 10 trượng, nhìn thấy mà giật mình. Khóe miệng của hắn chợt lóe lên một tia cười lạnh. Xưa nay hắn là người, đối với địch nhân của mình sẽ không có chút thương hại gì đáng nói. Nếu như nơi này không có người ngoài, hắn sẽ không chút do dự đánh chết phong việt này nhưng suy cho cùng nơi này là thương phong huyền phủ mà hắn cũng sắp trở thành đệ tự ở đây vì thế sẽ không hạ sát thủ đối với phong việt có điều ít nhất một tháng kế tiếp phong việt đừng nghĩ xuống được giường cũng đừng nghĩ vọng động cái gì huyền lực hơn nữa lá chắn xích huyền bị cưỡng ép đánh tan cũng tạo thành tổn thương tương đối lớn đối với thọ nguyên và huyền mạch của phong việt hậu quả tuyệt đối không đơn giản chỉ là hạ xuống một cấp huyền lực tất cả những người có mặt toàn bộ lặng ngắt như tờ nhìn thấy ở kia phong việt bay ra hơn 10 trượng không rõ sống chết, nhìn thấy ở kia đường rãnh vừa dài lại thâm sâu, toàn thân của bọn họ đều nổi lên hơi lạnh, nhìn về phía vân triệt ánh mắt giống như đang nhìn một con quái vật. Năng lực mạnh nhất của phong việt đó chính là phòng ngự. Vậy mà ngay cả khi hắn không tấn công, tất cả huyền lực tập trung ở phòng ngự, thậm chí cuối cùng hắn, không quản bản thân sẽ bị tổn thương vĩnh viễn sử dụng cấm kỹ bảo mệnh như thế, vẫn bị vân triệt ba chiêu đánh cho trọng thương. Không có ai hoài nghi, nếu không phải một công một thủ, mà là giao đấu bình thường, Phong Việt vẫn sẽ bị Vân Triệt đánh bại, hơn nữa khả năng bại càng nhanh, càng thảm hại hơn. Nhập huyền cảnh cấp 10 đánh bại hoàn toàn chân huyền cảnh cấp 3. Hơn nữa không chỉ tranh lệch 3 cấp bình thường, mà là cách một cái đại cảnh giới, danh giới đó như một con sông lớn không thể vượt qua. Lúc trước ở trong nhận thức của tất cả mọi người, đây là chuyện căn bản không có khả năng xảy ra. Nhưng, sự thực như vậy lại hiện ra sống động trước mắt bọn họ, phá vỡ đi nhận thức của bọn họ trong đình tần vô ưu cũng sớm đã đứng dậy hắn có cực mạnh huyền lực địa huyền cảnh lại là đạo sư trong thương phong huyền phủ kiến thức của hắn có bao nhiêu uyên bác tâm cảnh có bao nhiêu cứng cỏi lúc này sắc mặt lại kích động đỏ bừng giờ khắc này hắn rốt cục bắt đầu thực sự hiểu rõ vì sao lại cố chấp lựa chọn vân triệt như vậy đế vương tâm quyết có thể ở một mức độ nào đó thăm dò số mệnh và khí vận quả nhiên không phải là có tiếng không có miếng ha ha người mang về tiểu gia hỏa này thật đúng là ghê gớm nha sau lưng tần vô ưu một nam tử trung niên mặc một bộ thanh bào dâu đen rủ xuống ngực chậm rãi đi tới tướng mạo của hắn và tần vô ưu có chút tương tự nhưng nhìn qua so với tần vô ưu thì nhỏ hơn một chút hắn đứng ở bên cạnh tần vô ưu nhìn vân triệt trên đài cao mặt mũi tràn đầy tán thưởng hắn chính là người thương nguyệt công chúa chọn chúng đó tần vô ưu chậm rãi nói ồ nam tử trung niên trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó khẽ vuốt cằm suy tư trên đài cao, Vân Triệt đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, nhất là những tân đệ tử vừa mới thông qua khảo hạch, bất kể là nam hay nữ, mỗi người ánh mắt đều trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Những đệ tử trước đó bị Phong Việt đánh sưng mặt sưng mũi trong lòng triệt để kính phục, hơn nữa còn tràn đầy cảm kích và hả giận. Vân Tiểu Phàm quật cường dựng thẳng người lên, mặc dù trên người đau đớn khó nhịn, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười ngạc nhiên, hai mắt nhìn về phía Vân Triệt tràn đầy nồng nhiệt sùng bái. Khiếp sợ trong lòng kéo dài thật lâu mới chậm rãi lắng xuống. Những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn hiểu rất rõ huyền huyết chứng sau cùng của Phong Việt Cường đại đến mức nào, cho dù hắn ngay cả khi có huyền lực cấp 10 chân huyền cảnh, không nghiêm túc cũng khó có thể một kích đánh tan. Khó trách Tần đạo sư coi trọng đối với hắn như thế, còn cố ý tự mình quan sát quá trình khảo hạch của hắn. Có thể lấy huyền lực cấp 10 nhập huyền cảnh phát huy ra uy lực kinh khủng như vậy, thiên phú của kẻ này quả thực làm cho ai ai cũng khiếp sợ. Lo lắng và cảnh cáo trước đó đối với hắn quả thực hoàn toàn dư thừa vân triệt ánh mắt ở trên thân thể của phong việt nhìn chằm chằm một chút rồi nhìn khắp bốn phía sau đó rơi vào trên người ngạo nham tại thời điểm phong việt bị đánh bay sắc mặt ngạo nham ngay lập tức biến thành hoàn toàn trắng bệch bỗng nhiên lúc này tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng kia của vân triệt toàn thân hắn run rẩy một cái thân thể không tự chủ được hốt hoảng lùi lại hai bước trên mặt tràn đầy hoảng sợ mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng rơi xuống vân triệt khinh thường cười một tiếng đem ánh mắt rời sang tề đạo sư sắc mặt đang cực kỳ khó coi cất cao giọng nói, tề đạo sư, ngươi một mực ở bên cạnh tận mắt chứng kiến, ta và phong Việt ba chiêu ước hẹn, hẳn là ta thắng đi. Dựa theo ước định trước đó, về sau chỉ cần ở nơi có ta, phong Việt nhất định phải đi đường vòng. Mời tất cả các bằng hữu ở đây thay ta chứng kiến. Sắc mặt tề đạo sư âm u bất định một hồi, hắn cắn răng, nhắm mắt nói, vân triệt, coi như là ngươi thắng. Nhưng nói cho cùng chỉ là một trận luận bàn, vậy mà ngươi xuất thủ nặng như vậy. Tâm địa ác độc như thế, làm sao xứng đáng trở thành đệ tử của thương phong huyền phủ. Vân Triệt khinh bỉ cười, thản nhiên nói, huyền lực của ta mới là nhập huyền cảnh cấp 10 mà thôi, mà phong Việt lại là chân huyền. Cảnh cấp 3, tranh lệch giữa chúng ta xa như vậy, ta làm sao dám không thi triển toàn lực nha. Chỉ là ta nào biết phong Việt rõ ràng có huyền lực đẳng cấp cao như vậy, lại chỉ là cái bao cỏ. Vậy mà ngay cả công kích ở trình độ nhập huyền cảnh cũng chịu không nổi, cái này sao có thể trách ta và lại phong việt trước đó cũng có nói đệ tử trong phủ luận bàn thụ thương là chuyện thường xảy ra tề đạo sư ngươi cũng ngầm thừa nhận phong việt trọng thương vân tiểu phàm ngươi nửa câu cũng không có trách cứ hiện tại ta đã thương phong việt ngươi lại đến trách cứ ta thậm chí nói ta không xứng đáng là đệ tử thương phong huyền phủ chuyện này hình như có chút nói không thông nha tề đạo sư dù sao cũng là đạo sư của thương phong huyền phủ làm huyền phủ đệ tử cho dù là nội phủ đệ tử cũng sẽ không dám tùy tiện đắc tội trung phủ và ngoại phủ càng là một chút cũng không dám. Nhưng Vân Triệt là cái tính tình gì? Ai cho hắn mặt mũi, hắn liền cho người đó mặt mũi. Ai không cho hắn mặt mũi, coi như đối phương là thiên vương lão tử. Hắn cũng tuyệt không cho đối phương nửa điểm mặt mũi. Tề đạo sư thế nào cũng không nghĩ tới. Vân Triệt chỉ là một đệ tử sắp nhập phủ vậy mà ở. Trước mặt mọi người trần trụi chỉ trích, và mỉa mai hắn, mà lại nói có lý có cứ. Giọt nước không lọt, khiến hắn hoàn toàn không thể nào phản bác mặt mo trực tiếp nghẹn đỏ bừng, nộ khí bừng bừng nhưng lại không thể nào phát tác. Từ không độ đi tới, cười tủm tỉm nói, tề trưởng lão, khảo hạch lần này vân triệt chắc là qua chứ. Cùng phong Việt ba chiêu ước hẹn, cũng là vân triệt thắng. Ở đây hết thảy mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Tin tưởng tề đạo sư luôn luôn công chính nghiêm minh, sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Hơn nữa, vân triệt ở trong khảo hạch đã trực tiếp đánh bại trung phủ đệ tử phong Việt. Như vậy, Vân Triệt hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào trung phủ, Điều này tề đạo sư cũng sẽ không có dị nghị chứ. Về phần khảo hạch chiến lực tiếp theo, nếu phong Việt đã trọng thương vậy thì do đệ tử làm thay, tề đạo sư ngài cảm thấy thế nào? Khuôn mặt của tề đạo sư co giật một hồi, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể hung hăng hừ một tiếng. Việc này phát sinh ở trung tâm quảng trường, biết bao nhiêu con mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, coi như hắn muốn che chở cho phong Việt, làm khó dễ hay trả thù vân triệt là điều hoàn toàn không có khả năng. Nếu không, chính hắn cũng đừng mong tiếp tục ở lại thương phong huyền phủ trực tiếp tiến vào trung phủ. Trong đám người truyền đến từng mảnh tiếng kinh hô, nhất là những đệ tử mới nhập phủ và những đệ tử một mực lưu lại ngoại phủ hoàn toàn không có hy vọng có thể đi vào trung phủ, tất cả vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Ở bên trong Thương Phong Huyền phủ, muốn đi vào trung phủ, huyền lực ít nhất phải là chân huyền cảnh cấp 3, Phong Việt Chính là đệ tử trung phủ hạng bét nhất, mà huyền lực của Vân Triệt mặc dù chỉ có nhập huyền cảnh cấp 10, nhưng hắn đánh bại Phong Việt Chính là chuyện người người thấy hoàn toàn có tư cách trực tiếp tiến thân vào trung phủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng giống như sấm vang lên từ phía sau, tránh ra. Cái nào là Vân Triệt, cút ngay ra đây cho ta. Trong tiếng kêu to đám người bị thô bạo tách ra. Một nam tử vóc dáng cao lớn trắng kiện, niên kỷ trên dưới 20 tuổi đi ra. Phía sau hắn, thình lình có thêm mộ dung dạ. Cả má phải mộ dung dạ vẫn sưng đỏ một mảng, vết thương kia mặc dù sớm đã cầm máu, nhưng trông vẫn đẫm máu dọa người. Vừa nhìn thấy Vân Triệt trên đài cao, ánh mắt hắn chừng một cái, chỉ một ngón tay, rắt cuống họng kêu lên, đường ca. Chính là hắn, chính là hắn đánh ta. Người đeo băng trên tay kia, cũng là đệ tử nội phủ, là vị trí thứ 73 trên thiên huyền bảng. Hôm nay có chuyện gì, những nội phủ đệ tử này bình thường hơn nửa năm, cũng không nhất định có thể gặp một lần. Hôm nay vậy mà một lần xuất hiện hai cái. Nghe nói mộ dung giật người này có phụ thân là Trấn Bắc Nguyên soái đó. Chẳng những thiên phú kinh người, mà còn thế lực ngập trời, Hình như là hắn nhằm vào Vân Triệt mà tới, không phải là Vân Triệt đắc tội hắn chứ? Đắc tội đệ tử nội phủ, lại là con trai trấn Bắc Nguyên Soái, vậy sau này hắn sao có thể yên ổn? Dọc theo mộ dung dạ chỉ, mộ dung giật liếc qua một cái Vân Triệt, nhảy một cái bay lên đài cao, ánh mắt âm lãnh quan sát Vân Triệt, ngươi chính là Vân Triệt, là ta. Vừa nhìn thấy mộ dung dạ, Vân Triệt biết ngay chuyện gì, sự tình đường ca mộ dung giật của mộ dung dạ, Tần Vô Ưu vừa mới cùng hắn nói đến quả nhiên thứ củi mục này vừa bị mình đánh, liền phát huy đặc tính của phế vật, đi khóc lóc hô hào ôm đùi. Mặt của hắn là người đánh. Mộ Dung giật một chỉ mộ Dung dạ, ánh mắt một đường âm trầm. Không sai, chính là ta đánh. Vân Triệt cực kỳ thản nhiên thừa nhận. Rất tốt. Mộ Dung giật chậm rãi gật đầu, sau đó bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, thân thể đột ngột vọt tới trước, mang theo một cỗ khí lưu mãnh liệt như gió lốc, tay phải thành chảo, như mỏ ưng chụp vào yết hầu. Vân Triệt, thân thể mộ dung giật vừa có động tác, một thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh sông ra, huyền lực ngoại phóng, một quyền đụng vào bên trên hữu trảo của mộ dung giật, ầm một tiếng, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, kèm theo một tiếng răng rắc, tại nơi hai tay bọn hắn đụng nhau, đài cao bằng nham thạch cao chừng hơn một mét trực tiếp nổ tung, vết rách rộng nửa thước trực tiếp lan ra đến biên giới đài cao, đem toàn bộ đài cao chia làm hai nửa. Một cỗ khí lưu huyền lực từ đối diện vọt tới, khiến thân thể vân triệt nhoáng một cái, suýt nữa té ngửa trong lòng nhất thời âm thầm giật mình, không hổ là đệ tử nội phủ, chỉ là dư âm vậy mà có uy lực kinh người như vậy. Mộ Dung giật do lực phản chấn đáp xuống bên rìa đài cao, thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hằm hằm nhìn người ngăn lại công kích của hắn, trầm giọng nói, "Tư Không Độ, ngươi có ý gì?" Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. "Ta cũng phải hỏi một chút là ngươi có ý gì." Tư Không Độ ngăn ở trước mặt Vân Triệt, mặt mũi ngưng trọng, không nhượng bộ chút nào nói, mộ dung giật nơi này là địa phương trọng yếu khảo hạch tân đệ tử không phải là chỗ để ngươi tùy ý hô to gọi nhỏ đả thương người tùy ý đả thương người mộ dung giật cuồng ngạo cười lạnh một tiếng ta chính là muốn đả thương hắn thì thế nào hắn chỉ hướng mộ dung dạ tức giận nói đường đệ của ta bị thương trên mặt chính là do tên vân triệt ở đằng sau ngươi ra tay hắn đánh đường đệ của ta như vậy ngươi chẳng lẽ kêu ta ngồi yên mặc kệ mau tránh ra không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác nếu không thì đừng trách ta trở mặt trở mặt. Tư Không Độ cười lớn một tiếng, "Ta còn sợ ngươi không trở mặt đây. Chuyện này ta đã quyết định quản. Ngươi nếu là xương cốt ngứa ngáy, liền cứ việc thử xuất thủ một chút xem." Ngươi, Mộ Dung giật giận tím mặt, hai tay nắm chặt lại, cố nhịn không lập tức xuất thủ, bởi vì hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Tư Không Độ. Hắn xếp ở vị trí 73 trên Thiên Huyền bảng, mà Tư Không Độ thì lại xếp ở vị trí 39. Có điều hắn cũng hoàn toàn không sợ Tư Không Độ bởi vì tư không độ mặc dù có thiên phú phi phàm, nhưng sau lưng. Phụ thân bất quá chỉ là một trưởng lão nho nhỏ ở huyền phủ chi nhánh Tân Nguyệt Thành, mà phụ thân của hắn lại chính là Trấn Bắc Đại tướng quân uy Trấn Thương Phong. Tư không độ, ngươi và ta vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, ngươi lần này là muốn quyết tâm cùng ta vạch mặt sao. Mộ dung giật ngươi muốn làm gì, ta không xen vào. Nhưng người này đằng sau ta, gia gia của hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Tại chỗ này bất kể là ai, muốn tìm hắn gây phiền phức trước hết phải qua một cửa này của ta tư không độ nghiêm mặt nói xung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ khó trách tư không độ trước đó đích thân vì vân triệt giải vây hiện tại lại cường ngạnh ngăn ở trước mặt hắn như thế thì ra hắn cùng vân triệt lại còn có dạng sâu xa này vừa vào huyền phủ liền có một cái nội phủ đệ tử làm chỗ dựa những tân đệ tử kia đều đối với vân triệt vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét hừ hay cho một cái ân nhân cứu mạng vậy tổn thương của đường đệ ta làm sao bây giờ chẳng lẽ đường đệ của mộ dung giật ta phải bị người ta đánh oan uổng hay sao mộ dung giật tức giận nói nếu là ân oán giữa đường đệ của ngươi và vân triệt vậy thì để bọn hắn tự giải quyết chứ sao nếu như đường đệ của ngươi bị đánh vậy thì để đường đệ của ngươi tự mình đi báo thù nếu là đệ tử của thương phong huyền phủ chúng ta chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cốt khí cũng không có còn muốn để cho đệ tử nội phủ như ngươi đi ra gây khó dễ cho một cái tân đệ tử lời nói của tư không độ mang theo sự châm chọc ngắn ngủi mấy câu, đem lực chú ý của mọi người chuyển hướng sang mộ dung dạ, phần lớn ánh mắt tràn đầy xem thường và khinh thị. Tư không độ nói không sai, thu hận của mình không tự mình đi báo, ngược lại đi ôm đùi, quả thực khiến cho người ta khinh thường. Mộ dung dạ trực tiếp bị nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, trong lòng đối vân triệt càng hận tới cực điểm. Có tư không độ ngăn ở phía trước vân triệt, mộ dung giật đã đến một loại tình cảnh đâm lao phải theo lao. Nếu như muốn dùng sức mạnh, hắn căn bản không phải là đối thủ của tư không độ, nhưng cứ như vậy mà thôi. Xung quanh vô số đệ tử chứng kiến khiến, cho hắn đường đường là một đệ tử nội phủ mặt mũi để, ở đâu? Hắn tiến về phía trước một bước, cường ngạnh nói ra, đã như vậy. Vậy thì được rồi, từ không độ, ta sẽ cho ngươi cái mặt mũi này, không ra tay với vân triệt. Nhưng sự tình vân triệt đánh đường đệ của ta, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua, nếu không mộ dung dạ ta còn gì là mặt mũi. Ngươi để cho vân triệt ở chỗ này hướng đường đệ của ta mộ dung dạ, nhận sai xin lỗi, đồng thời tự đánh người cái tát, việc này ta sẽ buông tay mặc kệ. Nếu như vậy mà các ngươi còn không biết tốt xấu. Hừ, về sau bên trong nội phủ này, có ta không có ngươi, có ngươi không có ta. Tư không độ nhíu mày, thật ra hắn cũng đã đến tình cảnh, tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù hắn có thể đánh bại mộ dung giật, nhưng chỗ dựa của mộ dung giật rất mạnh mẽ. Bao quát cả thương phong huyền phủ cũng không có bất cứ kẻ nào dám coi thường, nếu như triệt để đắc tội với hắn, bất kể đối với mình hay là vân triệt đều là trăm hại mà không có một lợi nhưng nếu như để cho Vân Triệt hướng mộ dung dạ xin lỗi, lại còn trước mắt bao người tự bạt tai. Chuyện này là một chuyện vô cùng nhục nhã, mà không có nam nhân bình thường nào muốn tiếp nhận. Lúc này, một cánh tay khoác lên vai của hắn, Vân Triệt từ phía sau hắn đi tới trước, đứng ở bên người của hắn, vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói, tư không đại ca, cảm tạo một phen thịnh tình của ngươi. Nhưng nếu đây là sự tình do ta chọc ra, đương nhiên là để ta tự mình tới giải quyết là tốt nhất. Nói xong, không đợi tư không độ đáp lại, hắn đối mặt với mộ dung giật sắc mặt đang tái đi không hề sợ hãi nói mộ dung giật đường đệ mộ dung dạ của ngươi đích thật là ta đánh ngươi muốn vì hắn ra mặt cũng coi như là chuyện thường tình nhưng mà có tư không đại ca của ta ở đây thì ít nhất lúc này ngươi khó mà toại nguyện nếu như ngươi thật sự muốn tự tay giáo huấn ta một trận ta thật ra cũng có thể cho ngươi một cơ hội ngươi cho ta cơ hội ha ha mộ dung giật dường như nghe được chuyện cười hay ho nào đó cực kỳ khinh thường cười như điên ngươi thì tính là cái gì Vân Triệt một chút cũng không cáo, hắn trầm lông mày xuống, híp mắt lại, nhàn nhạt nói ra, ngươi có lá gan cho ta ba tháng thời gian không? Mộ Dung giật, ba tháng sau, ta sẽ chủ động khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó nếu là ta thua, ngươi muốn ta hướng mộ dung dạ xin lỗi cũng được, hay muốn đánh ta đến tàn phế cũng không có vấn đề, ta cũng sẽ tuyệt đối không làm trái. Trong chuyện này bao gồm cả tư không đại ca bất kể ai cũng đều sẽ không ngăn cản. Vân Triệt vừa nói ra lời này, biểu tình của tất cả mọi người chung quanh lập tức trở nên vô cùng là đặc sắc. Cái gì? Hắn nói cái gì? Sau ba tháng khiêu chiến mộ dung giật, ta có nghe lầm hay không? Ngươi không nghe lầm. Vân triệt này điên rồi sao? Hắn đánh bại phong Việt không sai rất là ngư bức nhưng mộ dung giật là nhân vật nào? Hắn chính là người trên thiên huyền bảng, huyền lực đạt tới chân huyền cảnh cấp 9. Vân triệt mới là nhập huyền cảnh cấp 10, kém gần như một cái đại cảnh giới, cái này còn khiêu chiến cái cọng lông. Vân triệt này vừa mới chiến thắng phong Việt xong liền có thể đắc ý tận trời, vô pháp vô thiên sao. Đừng nói một mình hắn, coi như là một trăm hắn cũng không có khả năng là đối thủ của mộ dung giật. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, tự đi tìm chết. Ta đoán cái này nhất định là kế hoãn binh của Vân Triệt. Người nghĩ coi, chỉ cần là một người đầu óc bình thường, sẽ tuyệt đối không bao giờ đưa ra dạng ước đấu này. Vân Triệt rõ ràng là thấy mộ dung giật tìm tới cửa, vì giải quyết vấn đề trước mắt mới cố ý nói như vậy trước tiên đem cục diện bế tắc trước mắt giải trừ, sau đó âm thầm đi tìm Mộ Dung giật chịu nhận lỗi, hoặc là trực tiếp bỏ trốn. cái này là giải thích hoàn mỹ nhất. nghe Vân Triệt nói tư không độ mạnh mẽ cao mày, gấp giọng nói, Vân Triệt, người đang nói cái gì? người điên rồi sao? Mộ Dung giật hắn chính là người trên bảng Thiên Huyền, người đừng nói cùng hắn ước chiến, căn bản ngay cả tư cách giao thủ cũng không có. người đây là tự đem mình bước đến tử lộ hay sao? Vân Triệt lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng mộ dung giật nói, mộ dung giật, ngươi dám hay là không dám? Đương nhiên, nếu như ngươi sợ sau ba tháng bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy răng rơi đầy đất, ngươi cũng hoàn toàn có thể không đáp ứng. Trên thế giới này, am hiểu bỏ mệnh nhất, cũng không chỉ có rùa đen rút đầu nha. Phía dưới mộ dung dạ sắc mặt run rẩy, cố nhịn không cười đến lên tiếng, trong lòng sớm đã vui lật trời. Vân Triệt này quả nhiên chính là người cuồng vọng ngu xuẩn không biết sống chết ban đầu ở tân nguyệt huyền phủ cuồng vọng vô biên vô hạn đến thương phong huyền phủ này vẫn cuồng như vậy thế mà còn cuồng ở trước mặt đường ca của hắn mộ dung giật quả thực là chết cũng không biết chết như thế nào mộ dung giật không cười bởi vì hắn cảm thấy cái tiểu tử trước mắt gọi là vân triệt này hoàn toàn chính là thằng ngu với lại ngu ngốc hắn gặp qua không ít nhưng ngu ngốc đến loại trình độ này đời này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tiểu tử ngươi nghiêm túc mộ dung giật vuốt vuốt cái cằm dùng một loại ánh mắt như nhìn thằng hề mà nhìn vân triệt Hắn đã liên tục xác nhận qua, huyền lực đẳng cấp của Vân Triệt thật sự là nhập huyền cảnh cấp 10 không thể nghi ngờ. Ở bên trong Tân đệ tử, không thể nghi ngờ đây là người nổi bật. Nhưng trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một con trâu trấu lớn hơn chút mà thôi, hắn tùy tiện duỗi hai đầu ngón tay ra liền có thể bóp chết. Vậy mà một con trâu trấu lại chủ động bắt hắn phải khiêu chiến, còn hét lớn thua sẽ như thế nào như thế nào? Thậm chí vì kích động hắn, ngay cả Rùa Đen rút đầu cũng rời ra, chỉ sợ hắn không đáp ứng ta đương nhiên là nghiêm túc. Vân Triệt cười ha hả nói ra, ngược lại là ngươi còn không có đáp lại nha. Ngươi là dám hay là không dám? Ha ha, mộ dung giật rốt cục điên cuồng cười lên tiếng, cười vô cùng khinh miệt, khiêu chiến ta, chỉ có ngươi xứng hay không xứng, không có chuyện ta có dám hay không. Rất hiển nhiên, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nhập huyền cảnh, còn chưa xứng. Có điều, xét thấy ngươi lại có gan chó bằng trời dám đả thương đường đệ của ta, cũng được sau ba tháng, ta sẽ rút ra một hai phút chơi đùa với ngươi tu luyện ở nội phủ rất buồn tẻ, thỉnh thoảng tìm bọ chét châu chấu gì đó chơi đùa thư giãn một chút cũng không tệ. Nhưng ngươi cũng đừng quên lời ngươi mới vừa nói, sau khi thua sẽ mặc ta xử trí, tuyệt đối không để bất cứ ngoại nhân nào nhúng tay. Những lời này, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ ràng đó. Tư không độ, ta nghĩ ngươi cũng nghe rất rõ ràng, có phải không? Mộ dung giật ánh mắt chuyển hướng tư không độ, cười lạnh nói. Tư không độ sắc mặt biến ảo một trận, thấp giọng nói với Vân Triệt, Vân Triệt, Ngươi biết mình đang làm cái gì không? Ngươi bây giờ thu hồi lời nói vừa rồi vẫn còn miễn cưỡng kịp. Nếu như đây là kế hoãn binh của ngươi, vậy thì không cần. Chỉ cần ta còn ở trong huyền phủ này, tuyệt đối sẽ không để mộ dung giật tổn thương đến ngươi. Vân triệt lại lắc đầu mỉm cười, sau đó cất cao giọng nói. Rất tốt, nếu như ngươi đã tiếp nhận vậy không thể lại đổi ý. Sau ba tháng, ngay tại nơi này, đến lúc đó một lần quyết phân thắng bại. Tất cả mọi người ở đây là nhân chứng. Ha ha, ta cũng có thể ra mặt làm nhân chứng, một giọng nói ôn hòa truyền đến từ bên ngoài đoàn người vây xem thanh âm này không lớn nhưng lại dường như có ma lực thần kỳ lấn át huyên náo vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người đám người tách ra hai nam tử trung niên mặc tử bào và thanh y sóng vai đi tới một người trong đó là tần vô ưu còn một người khác có tóc đen dâu đen dáng người thon dài thanh y thanh nhã trên mặt ôn hòa mỉm cười ánh mắt bình tĩnh như một đầm nước tĩnh lặng hắn chỉ tùy ý đứng ở nơi đó vậy mà trên dưới toàn thân lại tự nhiên bộc lộ, ra một cỗ khí chất phiêu giật xuất trần, tiên phong đạo cốt khiến cho người khác lúc nhìn về hắn, nội tâm lại tự nhiên sinh ra một cảm giác kính sợ. Tần, Tần phủ chủ, Tần đạo sư, hai trung niên này vừa xuất hiện, chàng diện lập tức náo động. Bởi vì hai người kia, một người là đạo sư trung phủ Tần vô ưu, mà người mặc thanh y kia không ngờ là thương phong huyền phủ, phó phủ chủ, Tần vô thương. Tư không độ và mộ dung giật đồng thời thu hồi tất cả khí thế trên người, rất cung kính hô, tần phủ chủ, tần đạo sư. Thiên huyền cảnh, khi ánh mắt vân triệt rơi vào trên người tần vô thương, trong tâm hải của hắn truyền đến thanh âm của mặt lị khiến nội tâm của hắn chấn động. Tần vô thương là huynh trưởng thân sinh của tần vô ưu, lớn hơn 12 tuổi so với tần vô ưu, nhưng thiên phú tu luyện của hắn hơn xa tần vô ưu, tại lúc 50 tuổi đã bước chân vào thiên huyền. Đến một cái trình độ cực cao mà vô số huyền giả nằm mơ cũng không dám nghĩ, thọ nguyên cũng gia tăng thật lớn, cho nên nhìn qua còn trẻ tuổi hơn rất nhiều so với tần vô ưu phủ chủ thương phong huyền phủ hành tung phiêu hốt bất định dường như chưa từng hỏi đến sự tình trong phủ có đệ tử trong phủ ba bốn năm vậy mà ngay cả phủ chủ cũng chưa một lần gặp mặt công việc lớn nhỏ trong phủ cơ bản đều là rơi vào trên người phó phủ chủ tần vô thương lúc không có phủ chủ ở đây hắn có tiếng nói và quyền quyết sách cao nhất tần phủ chủ sao ngươi lại tới đây tề đạo sư vội vàng bước nghênh đón mặt mũi tràn đầy ân cần nói Tần vô thương cười ha ha nhưng không có trả lời hắn, ánh mắt nhìn sang Vân Triệt, dò xét trên dưới một phen, nói, Vân Triệt, ngươi mới vừa nói muốn ở ba tháng sau khiêu chiến mộ dung giật, chuyện này đúng là thật. Nếu như chỉ là thuận miệng nói một chút, bây giờ đổi ý cũng còn kịp. Đối với tần vô thương nói thẳng ra tên của mình, Vân Triệt ngược lại cũng không kinh ngạc, gật đầu nói, đương nhiên là thật. Hơn nữa mộ dung giật cũng đã đáp ứng, tần phủ chủ vừa vặn đã ở chỗ này, xin mời tần phủ chủ nhân tiện làm chứng cho chúng ta ở bên trong thương phong huyền phủ này tin chắc là không có ai so với tần phủ chủ có uy tín để làm người chứng kiến hơn những tân đệ tử khác sau khi biết thân phận phủ chủ của tần vô thương đa số lộ ra ánh mắt kính sợ mà vân triệt thần sắc lại là không thay đổi chút nào ánh mắt càng là một mảnh yên tĩnh nói chuyện không kiêu ngạo cũng không tự ti mời tần phủ chủ vừa vặn làm chứng cho chúng ta câu nói này cũng là nói vô cùng tự nhiên dường như đây không phải đang nói chuyện với thương phong hoàng thành phủ chủ mà chỉ là nói với một người qua đường bình thường không thể bình thường hơn phản ứng như vậy khiến trong lòng tần vô thương có chút kinh ngạc cười ha hả gật đầu nói lấy huyền lực nhập huyền cảnh mới cấp khiêu chiến chân huyền cảnh cấp 9, sự tình thú vị như thế ta ở thương phong huyền phủ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được không tệ người trẻ tuổi ngươi rất có đảm lượng cũng rất có quyết đoán nếu như ngươi xác định mình không phải là đang nói đùa ta ngược lại cũng nguyện ý làm cái nhân chứng này mộ dung giật ngươi vừa rồi cũng đã đáp ứng đối với chuyện này ngươi còn có ý kiến gì khác không Tần Vô Thương nói với Mộ Dung Dật. Mộ Dung Dật cười nhẹ một tiếng, cười rất là khinh miệt, hắn cung kính nói, "Bẩm phủ chủ, mặc dù đáp ứng khiêu chiến của một con chuột con rất mất giá trị bản thân, nhưng hắn chuyện hắn đánh đường đệ của ta trước đây, sau đó tư không độ ngăn cản ta vì đường đệ ra mặt, hắn đã tự mình đi tìm tai vạ, ta không có lý do không đáp ứng. Hơn nữa, có phủ chủ tự mình chứng kiến, ta cũng sẽ không sợ hắn đến lúc đó bị đánh như chó rồi lại đổi ý." "Rất tốt." Tần Vô Thương nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười chuyện này liền quyết định như vậy. Ngày ước chiến là 10 giờ sáng 3 tháng sau, địa điểm chính là nơi này. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân có mặt. Vân Triệt, nếu như ngươi thua, khi đó mộ dung giật bất kể giáo huấn ngươi như thế nào, ngươi cũng không được phép phản kháng, càng không được phép để bất cứ kẻ nào ngăn cản. Đây là lời nói do chính miệng người nói, không được đổi ý. Đương nhiên, Vân Triệt không chút do dự đáp ứng. Sau đó trong mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm mộ dung giật nói, vậy nếu như, ta thắng thì sao? ngươi thắng ha 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 mộ dung giật cười phá lên đám người vây xem xung quanh cũng một mảng cười vang một tân đệ tử nhập huyền cảnh khiêu chiến nội phủ mộ dung giật còn muốn thắng đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ mộ dung giật cười ngửa tới ngửa lui cười liên tục hơn nửa ngày muốn đứt hơi mới vừa cười vừa khó khăn nói ta thất bại ha ha ta thất bại ta nếu như thua ta sẽ mặc cho ngươi xử trí Ngươi muốn ta làm gì ta sẽ làm, ha ha. Thế thì không cần. Đối với việc hắn mặt mũi tràn đầy giễu cợt, Vân Triệt cũng cười. Nếu như ngươi thua, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba chuyện là được, là ba chuyện ngươi tuyệt đối không thể cự tuyệt. Ngươi dám không? Dám. Ta có cái gì không dám? Đừng nói ba chuyện, chính là ba 30 mươi chuyện, ba trăm chuyện ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mộ Dung giật ngay cả do dự cũng không có liền trực tiếp nói. Nói tin tưởng Vân Triệt có khả năng thắng hắn, hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ cũng có thể leo cây có điều trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút kỳ quái kỳ quái là phủ chủ tần vô thương làm sao lại bỗng nhiên có hứng thú tới chứng kiến loại sự tình không có chút kích thích này không có chút ý nghĩa nào còn là ước chiến đưa ra từ một kẻ ngu rất tốt tần vô thương lần nữa gật đầu một mặt ôn hòa thương phong huyền phủ những năm này vẫn một mực thật là yên lặng trung quy trung cụ đã không biết bao nhiêu năm qua không có xuất hiện loại khiêu chiến vượt qua một cái đại cảnh giới này ba tháng quả thực là có thể cải biến rất nhiều thứ có lẽ sau ba tháng ngươi thật sự có năng lực cùng mộ dung giật chiến một trận cũng khó nói thật là khiến người ta chờ mong vân triệt ngươi khảo thí huyền lực ở tổ này là hạng nhất chứng minh ngươi có trụ cột rất tốt chiến lực khảo thí ngươi vượt cấp đánh bại phong việt chứng minh ngươi tại vận dụng huyền lực có thiên phú khiến cho người ta kinh diễm bây giờ khiêu chiến mộ dung giật chứng minh ngươi có đảm lượng và quyết đoán khiến cho người ta kinh ngạc mấy điểm này đều lộ rõ ngươi là một đệ tử có tư cách để huyền phủ bồi dưỡng trọng điểm làm phó phủ chủ ta rất muốn nhìn một chút ba tháng sau ngươi lấy cái gì cùng mộ dung giật giao thủ mộ dung giật một mực tu luyện tại nội phủ vì tính công bình trong ba tháng này vân triệt ngày mai ngươi không cần đến đưa tin bắt đầu từ ngày mai trong vòng ba tháng ngươi tuy là đệ tử chính thức của thương phong huyền phủ ta nhưng không thuộc về ba phủ ngoại trung nội nhưng lại hoàn toàn tự do xuất nhập ba phủ đó cũng có thể hưởng thụ hết thầy tài nguyên ở nội phủ cùng nội phủ đệ tử chỗ ở của ngươi cũng bố trí vào trong nội phủ tần vô thương nói ra những lời này ngoại trừ tần vô ưu tất cả mọi người ở đây giật mình đến mức há hốc mồm đến ngay cả vân triệt cũng thất kinh để cho một đệ tử mới vào huyền phủ chỉ có huyền lực nhập huyền cảnh trực tiếp tiến vào nội phủ cũng hưởng thụ hết thảy tài nguyên của nội phủ cái này trong lịch sử tại thương phong huyền phủ quả thực là sự tình chưa từng có càng là sự tình tất cả tân đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ tần vô thương không nhìn phản ứng của mọi người tiếp tục nói ra cứ như vậy ngươi và mộ dung giật sẽ có được điều kiện tu luyện hoàn toàn tương tự, cũng coi như công bằng ở mức độ nhất định. Sau 3 tháng, nếu ngươi thắng, ngươi sẽ thay thế vị trí của mộ dung giật trên thiên huyền bảng, cũng chính thức trở thành đệ tử nội phủ. Nếu ngươi thua, chẳng những rút khỏi nội phủ, hơn nữa sau này dù cho đủ thực lực cả đời cũng không, được trở thành đệ tử nội phủ. Vân triệt an bài như vậy, ngươi có gì dị nghị gì không? Lời nói phía trước của tần vô thương, đối với Vân Triệt không thể nghi ngờ là thiên đại ân huệ, nhưng cuối cùng giải rác vài câu, lại tăng thêm một cái điều kiện cực kỳ tàn khốc. Kể từ đó, một số người không cam lòng đối với việc Vân Triệt trực tiếp tiến vào nội phủ, cũng liền dịu lại. Bởi vì khi 16 tuổi Vân Triệt, đã có thiên phú kinh người đánh bại một đệ tử trung phủ, qua thêm vài năm hoàn toàn có khả năng tiến vào nội phủ. Nhưng nếu như hiện tại lập tức tiến vào nội phủ 3 tháng, về sau lại thua, mấy năm sau cho dù có tư cách tiến vào nội phủ, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, ân hận vì việc đã làm. Vân Triệt nhìn thoáng qua Tần Vô Ưu, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng." Vân Triệt minh bạch, Tần Vô Thương bỗng nhiên lại đến chiếu cố đặc thù đối với hắn, tất nhiên là có quan hệ cùng Tần Vô Ưu, đồng thời tất nhiên cũng có quan hệ cùng Lam Tuyết Nhược. Nhưng có thể để cho Đường Đường một phó phủ chủ tự thân tới vì mình, còn không tiếc đánh vỡ tiền lệ chưa bao giờ có của Huyền phủ để cho mình sớm tiến vào nội phủ. Vân Triệt tin chắc coi như Tần Vô Ưu là thân đệ đệ của Tần Vô Thương, cũng không thể khiến cho Tần Vô Thương làm ra quyết định như vậy chỉ có duy nhất một giải thích chính là Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược đến tột cùng có thân phận và chỗ dựa như thế nào? Điều này, tự hồ có chút không ổn. Hắn một cái nho nhỏ vân triệt, có tư cách gì bước vào nội phủ. Quả thực là tương đương để một đầu chó sù tiến hổ lang chi huyện. Mộ dung giật cao mày nói. Mộ dung giật, ngươi có dị nghị. Tần vô thương nhàn nhạt lừa mộ dung giật một chút, thanh âm bình thản như thường, nhưng ẩn hàm một vòng khiến người ta run sợ uy hiếp. Mộ dung giật trong lòng run lên, vội vàng nói, không. Đệ tử không dám chất vấn tần phủ chủ quyết định. Đệ tử chỉ là, chỉ là lo lắng nội phủ thanh danh bị cái này, chỉ có nhập huyền cảnh tiểu tử làm hỏng. Chuyện này liền quyết định như vậy. Trong ba tháng này, giữa hai người các ngươi không được phép lại có bất kỳ xung đột nào. Được rồi, tiếp tục khảo hạch đi. Tề trưởng lão, khảo hạch chiến lực tổ này do ngươi tự mình ra trận. Tư không độ, lát nữa ngươi mang vân triệt đi nội phủ dạo một vòng đi, thuận tiện giúp hắn an bài một chỗ ở ý tứ của ta, lập tức sẽ truyền âm cho nội phủ bên kia. Nói xong, tần vô thương nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút sau đó chuẩn bị rời đi. Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng nói, tần phủ chủ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Tần vô thương vừa rồi trực tiếp thừa nhận thân phận đệ tử huyền phủ cào Vân Triệt, bây giờ Vân Triệt tự nhiên cũng phải tự xưng là đệ tử. Tần vô thương xoay người lại, nói, chuyện gì? Vân Triệt dùng ánh mắt ra hiệu với Vân Tiểu Phàm bỗng chốc bị phong việt đả thương, nói, Vân Tiểu Phàm ở trong khảo hạch chiến lực, còn chưa kịp biểu hiện, đã bị phong việt ác ý trọng thương, không cách nào có thể tiếp tục khảo hạch chiến lực. Vân Tiểu Phàm năm nay gần 15 tuổi, lại một thân một mình ngàn dặm xa xôi tới đây, nếu bị như vậy chỉ có thể từ bỏ khảo hạch, đối với hắn thực sự quá mức tàn nhẫn và không công bằng. Cho nên đệ tử muốn thỉnh cầu tần phủ chủ sau khi thương thế của Vân Tiểu Phàm bình phục, hãy cho hắn một cơ hội thi lại. Vốn là sau khi trọng thương sắc mặt của Vân Tiểu Phàm như cho tàn đột nhiên ngẩng đầu, cảm kích nhìn Vân Triệt, ánh mắt kịch liệt rung động. Tần Vô Thương nhìn thoáng qua Vân Tiểu Phàm, gật đầu cười, thì ra là thế. Ừm, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng căn cơ không tệ, tương lai ắt có thành tựu. Thương Phong Huyền phủ chúng ta, cũng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một người tài năng nào. Tư không độ, lát nữa ngươi cũng nhân tiện đem Vân Tiểu Phàm đưa đến dược phủ để trị liệu thương thế của hắn. Sau khi thương thế hắn lành lặn không còn vấn đề gì, thì ngươi tự mình đến sát hạch chiến lực của hắn, như thế nào? Tần Vô Ưu cười ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Vân Tiểu Phàm hai con ngươi bên trong đã rưng rưng đầy nước mắt, hắn dãy dụ muốn đứng dậy, nghẹn ngào nói, cám cám ơn tần phủ chủ, tạ ơn tần đạo sư. Vân Đại ca, cám ơn ngươi. Nói xong, tinh thần hắn buông lỏng, triệt để ngất đi. Giờ khắc này, bất kể là nam hay nữ, nhìn về phía Vân Triệt trong ánh mắt đều nhiều hơn một phần kính nể. Tần vô ưu và tần vô thương rời đi. Mộ Dung giật cũng khinh thường nhìn Vân Triệt một chút sau đó mang theo mộ Dung dạ, rời đi vân triệt thì bồng vân tiểu phàm theo ti không độ đưa vân tiểu phàm đến dược phủ sau đó cùng hắn đi về hướng nội phủ ta hoàn toàn không biết ngươi là nghĩ thế nào nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại bình tĩnh như vậy ta thực sự không có cách nào liên hệ ngươi và ngu ngốc đến cùng một chỗ tư không độ dầu dĩ nói có một câu gọi là tìm đường sống trong chỗ chết vân triệt trả lời áp lực lớn cỡ nào thì mới có động lực lớn cỡ đó tìm đường sống trong chỗ chết nhưng ngươi cái này hoàn toàn chính là đơn thuần chịu chết Tư Không Độ lắc đầu nói, người biết ngươi và Mộ Dung Dật tranh lệch như thế nào không? Tranh lệch giữa các ngươi gần như một cái đại cảnh giới đó. Chỉ có ba tháng thời gian, cứ coi như ngươi là đỉnh cấp thiên tài. Ba tháng, tình huống lý tưởng nhất cũng bất quá rút ngắn được khoảng cách hai cấp. Huống chi ba tháng này Mộ Dung Dật và ngươi cũng ở trạng thái tu luyện giống nhau, hắn chẳng những có tài nguyên của nội phủ, còn có cung cấp từ gia tộc khổng lồ, tốc độ tiến bộ sẽ chỉ có nhanh hơn ngươi. Đến lúc đó, ngươi lấy cái gì để đánh nhau với Mộ Dung Dật? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỗ sâu nhất ở nội phủ Thương Phong Huyền Phủ, cách trung phủ một rừng cây nhỏ rậm rạp. Xuyên qua rừng cây, đại môn nội phủ liền hiện ra trước mắt. Che ở cửa và không phải là cánh cổng, mà là một phong ấn trận pháp màu tím đang thong thả xoay tròn. Khi tư không độ đến gần, trận pháp ngừng xoay tròn, sau đó biến mất. Nhưng khi Vân Triệt tiến lên phía trước một bước, trận pháp biến mất bỗng nhiên xuất hiện một lần nữa một lực bài xích không thể kháng cự từ phía trước chuyển đến bức bách vân triệt lui về phía sau một bước cùng lúc đó một âm thanh già nua không biết từ nơi nào chuyển đến tư không độ người ngươi mang tới là vân triệt mà tần phủ chủ nói tư không độ cất cao giọng nói dạ xin từ trưởng lão chấp thuận thông qua tinh một tia huyền lực rất nhỏ bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến điểm vào trên người vân triệt sau khi tiến vào trong cơ thể hắn liền nhanh chóng biến mất sau đó Giọng nói già nua lại vang lên, đây là ấn ký thông hành của nội phủ, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng ấn ký tự động biến mất, vào đi thôi. Chúng ta đi thôi. Tư Không Độ đi trước một bước, bước chân vào trong nội phủ. Điều kiện của nội phủ chỉ có thể dùng thanh tĩnh đơn giản để hình dung. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong tầm mắt ngay cả một người cũng không có, kiến trúc trong đơn giản lộ ra phong cách cổ xưa. Nhưng mà, bước đầu tiên khi Vân Triệt bước vào nơi này, liền rõ ràng cảm giác được khí tức huyền khí nơi này nồng đậm khác thường. Ít nhất còn nồng đậm nhiều hơn phía ngoài gấp đôi. Cảm thấy được sao? Tư không đội nhìn thoáng qua phản ứng của Vân Triệt, giải thích tuy rằng nội phủ nhỏ, nhưng dưới nội phủ lại là một huyền mạch thiên nhiên hiếm thấy. Do đó khiến trong nội phủ có huyền khí nồng đậm. Vừa rồi chúng ta thông qua phòng ấn trận, cũng không đơn thuần che lại cửa vào nội phủ, tác dụng lớn hơn chính là đề phòng huyền khí này tiết ra ngoài. Chính là tòa tháp phía trước kia, Tên là Tụ Huyền Tháp, tổng 10 tầng. Trong tháp thiết lập một trận pháp đặc thù, có thể tụ tập huyền khí trong nội phủ trên phạm vi lớn vào trong đó, do đó khiến huyền khí trong tháp nồng đậm đến mức độ cực kỳ cao, tu luyện trong tháp, tốc độ tất nhiên cũng vượt xa bên ngoài. Theo ngụ ý của Tư Không Độ, Vân Triệt thấy được tòa tháp cao 10 tầng ở chính giữa nội phủ. Người chỉ có 3 tháng, cho nên phải nắm chặt toàn bộ thời gian để tu luyện, từng phút từng giây đều dùng tốt không được lãng phí. Tư Không Độ nghiêm túc nói, tuy rằng hắn biết cho dù liều mạng tu luyện như thế nào, Vân Triệt muốn chiến thắng mộ dung giật ngay từ đầu đã là chuyện không có khả năng, chờ mong duy nhất cũng chỉ có kỳ tích. Ví dụ như trong 3 tháng này mộ dung giật bỗng nhiên sặc nước mà chết, ăn cơm trứng chết, bị xét đánh chết, bị ngã chết, mệt chết đi trên bụng nữ nhân linh tinh gì đó. Vân Triệt nghe mà trong lòng ấm áp, mặt lộ vẻ cảm kích, tư không đại ca, cảm ơn thịnh tình của ngươi. Ha ha, đừng để trong lòng. Tư không độ cười cười, nói, mạng của ta, đều do ra ra ngươi cứu được, không có tiêu liệt gia gia ngươi liền không có tư không độ ta ngày hôm nay mấy năm này ta luôn luôn khát vọng có thể báo đáp đại ân của gia ra, ra ngươi ngươi đến cũng cuối cùng ở trên mức độ nhất định giải quyết xong tâm nguyện của ta ta cho dù làm gì cho ngươi đều cần phải vậy được rồi đi thôi ta dẫn ngươi đi thiên binh các trước thiên binh các thương phong huyền phủ tổng cộng có ba đại binh các theo thứ tự là nhân binh các địa binh các thiên binh các nhân binh các ở ngoại phủ địa binh các ở trung phủ thiên binh các tất nhiên thuộc nội phủ ba binh các này đều là nơi đệ tử tương ứng lựa chọn binh khí trong đó tự nhiên binh khí trong thiên binh các có phẩm cấp cao nhất một gã đệ tử nội phủ bất kỳ đều có thể có một cơ hội lựa chọn vũ khí ở thiên binh các sau khi lựa chọn vũ khí xong liền có thể đến thái huyền điện lựa chọn huyền công huyền kỹ muốn tu luyện mặt khác cũng chỉ có đệ tử nội phủ mới có thể tu hành huyền công chỉ thuộc về thương phong huyền phủ về phần huyền kỹ tự nhiên cũng cao cấp nhất còn có, nội phủ không có đạo sư, tất cả tu luyện đều dựa vào bản thân. Khi nói chuyện, bọn họ đã đến trong thiên binh các. Thiên binh các ở dưới đất, nhưng lại không có vẻ âm u. Liếc mắt nhìn các loại binh khí rực rỡ muôn màu, đao kiếm, thương kích mâu dìu chùy lưỡi dao. Cái gì cần có đều có, đại bộ phận đều lóe ra ánh sáng đẹp đẽ sáng rọi, cũng có một phần ảm đạm không ánh sáng, lặng lặng nằm trong một góc. Vân Triệt mới vừa bước vào, liền cảm nhận được từng luồng hơi thở lạnh như băng đập vào mặt, hơi thở này hoặc nhẹ nhàng hoặc cao quý hoặc sắc bén hoặc bá đạo binh khí có phẩm cấp thấp nhất trong thiên binh các cũng là chân huyền khí đại bộ phận là linh huyền khí vốn còn có một bộ phận địa huyền khí cường đại nhưng đã sớm bị các tiền bối lấy đi thừa lại chỉ có một địa huyền khí nhưng ai lại không muốn lựa chọn ngân gà vân triệt ngươi bình thường dùng vũ khí gì tư không độ hỏi vân triệt trầm mặc vẫn thành thật trả lời ta cũng không am hiểu dùng binh khí khi ở thương vân đại lục tay hắn cần dùng đều là thiên độc châu nắm giữ trong tay vốn không có cách nào nắm giữ binh khí nữa dù sao khi đó thiên độc châu cũng không giống như hiện giờ đã kết hợp với thân thể hắn không tu binh khí tư không độ tỏ vẻ kinh ngạc sau đó lắc đầu nói đã thân là huyền giả không nên bỏ qua tác dụng cực lớn mà binh khí mang đến một món binh khí thuận tay có thể khiến cho năng lực công kích phòng ngự của huyền giả tăng lên trên phạm vi lớn tác dụng này giống như cho nhiều thêm một bàn tay dưới tình huống đối chiến cùng cấp, các điều kiện khác ngang nhau, người không binh khí vốn không có khả năng đánh bại có binh khí. Chỉ có điều ngươi còn trẻ, từ giờ trở đi tu luyện mà nói, cũng một chút không muộn. Vân Triệt gật đầu, rất tán thành lời Tư Không Độ nói. Trước kia bởi vì hắn phải nắm giữ Thiên Độc Châu trong tay nên không tu binh khí, nhưng hiện giờ, đúng là nên tu luyện một loại vũ khí thích hợp với mình. Nếu trước kia ngươi thật sự chưa từng luyện binh khí, ta đề nghị ngươi thử lựa chọn một thanh kiếm. Tư không độ mở miệng nói, kiếm là tôn sư của vạn binh, có thể chém, chặt, đâm, cắt, khoét, gọt, đánh, linh hoạt đa dạng, dễ dàng khống chế, uy lực và lực phòng ngự đều rất cường đại, hơn nữa dễ học dễ luyện. Trước mắt Thiên Huyền Đại Lục, huyền giả sử dụng kiếm làm vũ khí chiếm chừng trên dưới 7 phần. Trừ phi cần có vũ khí riêng mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, của Huyền Công Huyền Kỹ, bằng không tất cả đều lựa chọn kiếm làm vũ khí. Vũ khí của ta cũng là kiếm. Lời này của Tư Không Độ, Vân Triệt cũng đồng ý. Lúc trước, khi ở Phượng Hoàng thí luyện và đối chiến với dòng binh đoàn Hắc Ma, hắn từng dùng kiếm hồ phách lấy ra từ phân tông tiêu tông. Lúc trước hắn chưa từng sử dụng kiếm, nhưng vài lần sử dụng kiếm hồ phách này lại khống chế rất thoải mái. Kiếm linh hoạt đa dạng, có thể tấn công có thể phòng thủ. Hơn nữa dễ học dễ luyện, các vũ khí khác đều không cách nào bằng được. Được, vậy lựa chọn một thanh kiếm đi. Vân Triệt gật đầu. Trong phần lớn vũ khí ở thiên binh các, cũng lấy kiếm có số lượng nhiều nhất, chừng có khoảng mấy trăm. Ánh mắt Vân Triệt cẩn thận đảo qua từng thanh kiếm khí thế khác nhau, sau khi xem xong, trong lòng chỉ có thất vọng. Bởi vì khí thế những thanh kiếm này phóng thích ra, không có một thanh nào có thể so sánh được với thanh kiếm hổ phách mà hắn có được kia. Dù sao, kiếm nơi này đều là chân huyền kiếm và linh huyền kiếm, mà kiếm hổ phách là địa huyền kiếm hàng thật giá thật. Vừa định chuẩn bị đi xem vũ khí khác, bước chân của Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía dưới giá vũ khí. Ở phía dưới giá vũ khí treo đầy các loại thần kiếm, một cự kiếm phủ một tầng cho bụi thật dày yên tĩnh nằm đó, kiếm rộng chừng 30 phân, độ dài kiếm càng sấp xỉ chiều cao của Vân Triệt, mũi kiếm cùn mà dày, chuôi kiếm rộng rãi, vừa thấy liền biết cần hai tay nắm giữ. Cả thể kiếm là vật tối đen, không có bất cứ đường vân sinh đẹp gì, thậm chí không có khí thế phóng ra ngoài, giống như một khối sắt thường yên tĩnh nằm trong cho bụi, giống như đã sớm bị bỏ qua và lãng quên. Nếu không phải Vân Triệt mắt sắc, sẽ không phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Thanh kiếm này là? Vân Triệt ngồi sổm xuống, tò mò hỏi. Tư Không Độ Lịch nhìn thanh kiếm này một cái, thuận miệng nói, "Đây chính là cái mới vừa rồi ta mới nói với ngươi, địa huyền khí cuối cùng lưu lại nơi này, tên là Bá Vương kiếm, là từ ngàn năm trước do một vị mãnh tướng danh xưng Bá Vương sử dụng khi còn sống, hắn từng lấy chuôi kiếm này giết địch vô số, lập được chiến công hiển hách." Sau đó, chuôi kiếm này liền vào trong Thiên binh Các, đã tĩnh lặng rất nhiều năm. Chỉ tiếc, chuôi kiếm địa huyền khí này lại là một thanh trọng kiếm, thân là huyền giả, vốn không có ai tuyển chọn nó. Vì sao? Vân Triệt hỏi. Rất đơn giản, bởi vì nó là trọng kiếm, có thân kiếm thật lớn và sức nặng vĩ đại, mặc dù cũng là kiếm, nhưng hoàn toàn không nhẹ nhàng dễ thay đổi như kiếm, sức nặng này khiến cho người ta chỉ cần khống chế nó thôi đã là một chuyện cực kỳ khó khăn cho dù khống chế, mỗi một lần vung, đều phải hao phí lượng lớn huyền lực. Cồng cành, khó khống chế, tiêu hao lớn, ba điều. Kiện xấu này liền nhất định không có huyền giả nào lựa chọn nó. Ưu thế lớn nhất của nó, chính là một khi đánh chúng, sẽ tạo thành lực sát thương vĩ đại, nhưng thân kiếm cồng cành như thế, tốc độ vung lên vốn không hề nhanh được, muốn chúng địch nhân rất khó. Thêm nữa sau khi vung lên sẽ lộ ra sơ hở rất lớn, khiến đối phương đầy đủ cơ hội lợi dụng. Do đó, đều quyết định nó chỉ thích hợp trên chiến trường nếu khống chế tốt, nó sẽ là vũ khí giết hại mạnh nhất trên chiến trường, nhưng tuyệt đối không thích hợp với huyền giả chúng ta, khi đối mặt với đối thủ, nó chẳng những không thể trở thành trợ lực, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Mặt khác, trọng kiếm cũng là kiếm, nhưng bởi vì đặc tính hoàn toàn khác kiếm bình thường, cho nên huyền kỹ về kiếm đều không thích hợp tu luyện trọng kiếm. Trước mắt Thái Huyền Điện sở hữu 347 loại huyền kỹ về kiếm, nhưng về trọng kiếm lại một cái cũng không có. Lúc tư không độ nói chuyện, Vân Triệt luôn nhìn không chuyển mắt lên thanh bá vương, cự kiếm phủ một tầng cho bụi thật dày này, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh tùy ý vung trọng kiếm này. Lúc này, hắn bỗng nhiên đưa hai tay, đồng thời cầm lên chuôi thanh bá vương cự kiếm, sau đó dùng lực nhấc lên. Bá vương cự kiếm lại không chút nhúc nhích. Trong lòng Vân Triệt nhất thời âm thầm cả kinh. Lại nặng như vậy, hắn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, nháy mắt kéo lên huyền lực toàn thân, chút hết tất cả lực lượng lên hai tay, sau đó gầm to một tiếng. Keng! Trong tiếng kim loại vô cùng nặng nề vạch lên, bá vương trọng kiếm cuối cùng được Vân Triệt nắm lấy chuôi kiếm, dơ lên một chút, quá trình nâng lên cực kỳ gian nan, thong thả. Dùng toàn bộ thời gian hơn 10 hơi thở, Vân Triệt cuối cùng mới nâng chuôi kiếm lên vị trí phần háng, dưới dốc toàn lực, cả khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi nóng. Nặng! Sao có thể nặng như vậy? Chuôi kiếm này rốt cuộc làm bằng chất liệu gì? Chuôi bá vương kiếm này nghe nói là do thiên thạch ngoài trời chế tạo, sức nặng có 3.900 cân, lấy huyền lực của ngươi bây giờ có thể nâng nó lên, đã rất tốt. Tư không độ nói, hử, không phải ngươi có hứng thú với nó chứ. Tà phách, vân triệt thầm gầm nhẹ một tiếng trong lòng, tà phách mở ra, huyền lực toàn thân nháy mắt bạo tăng. Dưới huyền lực bạo tăng, hắn gầm to một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng tăng lên, lập tức nâng mũi kiếm bá vương cự kiếm rời khỏi mặt đất, hoàn toàn nắm hết, giữ ở trước thân. Nhưng mà, động tác này chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi, dưới sức nặng khủng bố kia hắn cũng không cách nào chống đỡ tiếp mũi kiếm đột nhiên trầm xuống ẩm ngã trên đất trong tiếng nổ toàn bộ mặt đất thiên binh các đều rung rung vân triệt vẫn cầm lấy chuôi kiếm như cũ há to miệng thở hổn hển trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn muốn chuôi kiếm này vân triệt là người thường không theo lẽ thường đây là ấn tượng trực quan nhất của tư không độ sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi đã lấy ra được Ví dụ như, hắn một nhập huyền cảnh nhưng thế mà lại muốn khiêu chiến mộ dung giật. Lại ví dụ như, binh khí có trong thiên binh các, hắn lại lựa chọn chuôi vũ khí hắn đã lặp đi lặp lại giải thích, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn nhất. Lời ta mới vừa nói ngươi không nghe lọt sao. Tư không độ bình ổn tức giận, chuôi kiếm này vốn không thích hợp cho huyền giả chúng ta. Khống chế nó khó khăn, chính là hơn khống chế kiếm phổ thông trăm lần. Mặc dù ở trong thiên binh các, phẩm cấp của nó cao nhất, nhưng lựa chọn vũ khí, thứ cần chính là phải thích hợp với bản thân đừng nói nó là địa huyền khí cho dù là thiên huyền khí trong nội phủ cũng vốn không có ai lựa chọn người nói ta đều rõ vân triệt cắn răng chống đỡ sức nặng của bá vương cự kiếm chậm rãi nói nhưng mà ta cảm thấy chuôi kiếm này là vũ khí thích hợp nhất với ta người chỉ nâng nó lên đã gần như dùng hết toàn bộ lực lượng còn khống chế nó như thế nào đó chỉ là do lực lượng của ta không đủ theo huyền lực của ta tăng lên có thể nhẹ nhàng khống chế nó một ngày vân triệt đáp lại nội phủ, thậm chí toàn bộ thương phong huyền phủ, đều không có bất cứ huyền kỹ nào về trọng kiếm, cũng không có bất cứ đạo sư nào biết sử dụng trọng kiếm, nếu ngươi quả thật lựa chọn nó, vậy ngươi tu luyện nó chính xác như thế nào cũng không biết. Từ không độ cao mày, nhẫn nại khuyên can, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ rõ ràng được, bản thân rõ ràng đã nói nhiều lý do như vậy rồi, vân triệt lại trực tiếp đi lựa chọn chuôi trọng kiếm vốn đã sớm bị lãng quên này. Không sao, bản thân ta nghiên cứu và luyện tập cũng là lựa chọn không tệ vân triệt hít sâu một hơi hai tay vừa nhấc thu bá vương cự kiếm vào trong thiên độc châu sau đó vỗ vỗ tay rất thỏa mãn nói tư không đại ca ta đã chọn xong vũ khí rồi bên tu huyền tháp kia ta sẽ tự đi trước mang ta đến bên thái huyền điện đi ngươi tư không độ thật sự rất muốn nói vân triệt quả thật không thể nói lý cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói thôi điều ta nên nói cũng đã nói ngươi cứ vẫn lựa chọn như vậy ta không có quyền can thiệp đi thôi thái huyền điện là nơi Thương Phong Huyền Phủ dùng để cất giữ các loại huyền công huyền kỹ, là chỗ tích lũy nội tình ngàn năm của Thương Phong Huyền Phủ. Thái Huyền Điện nằm ở nội phủ, nhưng thiết kế truyền tống trận đặc thù, từ ngoại phủ, trung phủ, nội phủ đều có thể tiến vào. Nhưng đệ tử ngoại phủ chỉ có thể tiến vào tầng đầu tiên, trung phủ có thể tiến vào tầng đầu tiên và tầng thứ hai, còn đệ tử nội phủ có thể tự do tiến vào ba tầng. Mà số tầng càng cao, phẩm cấp của huyền công huyền kỹ tồn trữ ở đó cũng càng cao thông qua thủ vệ trưởng lão kiểm nghiệm ấn ký, Vân Triệt theo tư không độ đi thẳng đến tầng thứ ba của Thái Huyền Điện. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, khí tức huyền khí thần bí mà nồng đậm sao động, liếc mắt nhìn lại, ngọc thạch hoặc ngọc chế thư quyển ghi lại các loại huyền công huyền kỹ bày đầy tầm mắt. Mỗi hai tháng đệ tử nội phủ có thể đến Thái Huyền Điện một lần, lựa chọn nhiều nhất hai bản huyền công hoặc huyền kỹ, hơn nữa trong vòng một tháng, cho dù lĩnh ngộ thông hay không, nhất định phải trả lại. Tư không độ đi thong thả về trước vài bước, đứng ở trước một chỗ giá ngọc, gia hiệu nói, vân triệt, vận khí của ngươi không tệ, độc môn huyền công thái huyền tâm quyết của thương phong huyền phủ chúng ta còn ở đây, cũng không bị đệ tử nội phủ mượn đọc. ngươi vừa mới vào nội phủ, đầu tiên phải lấy chính là quyền này. tu luyện thái huyền tâm quyết, có thể khiến cho năng lực khống chế huyền lực của ngươi tăng lên trên phạm vi lớn, đến cảnh giới đủ cao, khiêu chiến vượt cấp là chuyện dễ dàng. hơn nữa, đại bộ phận huyền kỹ độc môn của huyền phủ chúng ta, cũng đều cần lấy thái huyền tâm quyết làm cơ sở phát động trừ bỏ thái huyền tâm quyết cần phải chọn ra, ngươi có thể lại đi lựa chọn một quyển huyền kỹ uy lực cũng đủ cường đại. Vân Triệt đi đến bên cạnh tư không độ, cầm lấy bản thái huyền tâm quyết kia, dùng huyền lực thăm dò sơ qua năng lực thuộc tính và nội dung xong, liền buông xuống, lật xem ngọc thạch và ngọc quyển khác. Tư không độ nhíu nhíu mày, cũng không mở miệng. Đối mặt với nhiều huyền công huyền kỹ như vậy, lại chỉ có thể lựa chọn hai cái, đương nhiên chỉ có thể nghiêm cẩn cân nhắc lựa chọn. Hắn nhớ tới bản thân mình khi lần đầu tiên tiến vào nơi này, đã bị kinh ngạc đến ngây người thẫn thờ hồi lâu sau đó ở bên trong chọn lựa suốt cả một ngày trời mới hưng phấn rời đi chỉ có điều hắn tin tưởng sau khi vân triệt cân nhắc nhiều phen nhất định sẽ trở về lựa chọn bản thái huyền tâm quyết kia vân triệt lướt qua từng giá ngọc mỗi lần cấm lấy một phần ngọc quyển cũng chỉ thăm dò ngắn ngủi hai liếc mắt sau đó liền vội vàng buông xuống một cái dài nhất cũng chỉ dừng lại trong tay hắn thời gian chừng năm sáu lần hô hấp cho đến khi nửa canh giờ trôi qua vân triệt vẫn không đưa ra bất cứ lựa chọn nào Vân Triệt, có phải đã chọn đến hoa mắt không? Không sao, chậm rãi tìm. Năm đó sư huynh ngươi là ta đây cũng chọn lựa suốt cả một ngày trời. Tư không độ thật lý giải nói. Vân Triệt gật đầu, đi tới giá ngọc tiếp theo. Mà ở bức tường phía đông gần giá ngọc, khi đi qua, hắn liếc nhìn thấy đặt ở góc tường là một giỏ trúc cao cỡ nửa người. Trong giỏ chất đầy lung tung bừa bộ ngọc quyển nhăn nhăn nhúm nhúm. Thứ này hiển nhiên cũng đều là ngọc quyển huyền kỹ, nhưng hơi thở phóng ra cũng cực kỳ mỏng manh. Tư không đại ca, trong này là gì? Vân Triệt chỉ về phía giò trúc hỏi. Đó là những năm gần đây thương phong huyền phủ thông qua các phương thức, từ các nơi trên đế quốc có được các loại huyền kỹ. Một vài thứ có uy lực không tầm thường sẽ được đặt ở tầng 1 hoặc tầng 2, cũng có một số cực nhỏ được lưu tại tầng 3. Mà một vài huyền kỹ gà rừng dân gian phẩm cấp quá thấp, uy lực phế vật, cho dù đặt ở tầng thứ nhất cũng không có người đi nhìn nhiều một cái. Cho nên khoảng thời gian trước trưởng lão trông coi thái huyền, điện liền chọn lựa ra huyền kỹ dân gian quá mức rác không người hỏi thăm vốn nói muốn ném toàn bộ hoặc tiêu hủy nhưng hình như đã ném ở đó sau đó quên mất hà vân triệt đáp lời sau đó đi thẳng tới giò trúc kia tiện tay cầm lấy một vài ngọc quyển ghi lại huyền kỹ ga rừng dân gian như trong lời tư không độ lật xem cầm lấy một quyển xong rồi buông lại cầm quyển thứ hai sau đó quyển thứ ba quyển thứ tư khi vân triệt nhằm về phía giò trúc tư không độ có dự cảm không tốt lắm bởi vì kết hợp với các hành vi khi trước của Vân Triệt Tư Không Độ đã kết luận, cho dù là chuyện thái quá cỡ nào, người kia đều có thể làm được. Quả nhiên, không khiến Tư Không Độ thất vọng, Vân Triệt lấy ra hai ngọc quyển từ trong giò trúc, nói: được, liền lựa chọn hai bản này. Tư Không Đại Ca, chúng ta đi thôi. Hỏa Diễm trưởng, Hỏa Vân trưởng. khi thấy rõ tên hai loại huyền kỹ này, Tư Không Độ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. hắn rốt cuộc không để ý tới hàm dưỡng, hình tượng chửi ẩm lên, Vân Triệt đầu óc ngươi bị nước vào sao? Ngươi khiêu chiến mộ dung giật, ta không thể làm gì được, ngươi lựa chọn trọng kiếm không ai chọn, ta cũng nhịn. Nhưng ngươi lựa chọn hai bản huyền kỹ ga rừng là có ý gì? Hỏa Diễm Quyền và Hỏa Vân Trưởng. Má nó, vốn chính là hai bản huyền kỹ cấp thấp đến hoàn toàn không thể thấp hơn. Chỉ cần hơi chút hiểu biết về huyền công hệ hỏa, có thể lấy huyền hóa hỏa, cho dù là tiểu hài tử 3 tuổi, đều có thể trong vòng nửa canh giờ luyện được vô cùng thuần thục. Về uy lực càng là cạn bã trong cạn bã, Huyền kỹ như vậy ngươi còn cần tuyển chọn ở trong thái huyền điện. Tùy tiện ra ngoài tìm cửa hàng một thanh huyền tệ liền có thể mua được trên một cân. Vân triệt vội vàng xua tay, cười đáp, tư không đại ca bất giận, ta đây không phải vừa vặn có huyền công hệ hỏa, cho nên liền lựa chọn hai huyền kỹ hệ hỏa, ta cảm thấy được thật thích hợp với ta. Thích hợp em gái ngươi. Tư không độ dùng một ngón tay chỉ về phía sau, nói, tuy rằng nơi này không nhiều huyền kỹ hệ hỏa lắm, nhưng mấy chục bản vẫn phải có. Tai nan huyền viêm, thiên dương chỉ, phần hồn quyền. Ở bên kia, cái nào mà không mạnh hơn gấp trăm lần thứ trong tay ngươi. Nhưng ta cảm thấy hai cái này thích hợp với ta. Bởi vì chúng nó nhìn qua tu luyện thật dễ dàng. Câu trả lời của Vân Triệt khiến tư không độ thiếu chút nữa nghẹn họng ngất đi. Hiện giờ vũ khí và huyền kỹ đều đã chọn xong, phiền tư không đại ca dẫn ta đến chỗ ở đi. Vân Triệt thu hồi hỏa diễm quyền và hỏa vân trưởng, nghiêm túc nói. Khói miệng tư không độ co giật, một chữ cũng không thèm nhiều lời. Như Vân Triệt mong muốn dẫn hắn rời khỏi thái huyền điện, đi thẳng đến chỗ ở đã sắp xếp vì vân triệt chỗ ở thương phong huyền phủ cho đệ tử nội phủ tự nhiên không hẹp hòi khi vân triệt nhìn thấy phòng ở trước mắt trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh căn phòng rộng lớn không ngờ hơn nữa còn kèm theo một tiểu viện lịch sự tao nhã bên trong phòng đầy đủ mọi thứ thiết bị cuộc sống cần có ngay cả đệm chăn cũng là tàm ti tốt nhất diệt thành mỗi một đệ tử nội phủ đều là nhân vật ngay cả thương phong hoàng thất cũng thịnh tình mời tự nhiên sẽ không chậm trễ đây sẽ là chỗ ở của ngươi Ta ở viện thứ 41, ngươi có việc gì, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Mặt khác, huyền gian tụ huyền đan và tu huyền của ngươi đang ở là thứ 101. Trong thân thể ngươi được gieo xuống ấn ký huyền lực tương ứng, chỗ kia cũng chỉ có ngươi có thể tiến vào, ngươi có thể đi vào bất cứ khi nào yên tâm tu luyện. Mặt khác, đừng quên cách mỗi 7 ngày đi huyền đan các nội phủ, lĩnh người viên trung hồi huyền đan, 3 viên tôi cốt đan và 2 viên tiểu hồi thiên đan. Còn có, trong nội phủ này... Nếu gặp phải đệ tử nội phủ, ngàn vạn lần đừng gây nên bất cứ xung đột gì, bởi vì bất cứ người nào ở đây đều là người ngươi không thể trêu vào. Huyền phủ không hạn chế không có bất cứ ước thúc gì với đệ tử nội phủ. Ngươi có thể tự do hành động ở ngoại, chung, nội ba phủ, cũng có thể rời khỏi huyền phủ bất cứ lúc nào. Nếu ngươi bằng lòng lãng phí thời gian tu luyện ở nội phủ, dặn dò xong lời nhắn nhủ nên nói, tư không độ không lưu lại, rời đi thẳng. Hiện giờ hắn bắt đầu khẳng định, vân triệt hoặc đầu óc có vấn đề hoặc là người điên nửa khắc đồng hồ sau tư không độ xuất hiện trước mặt tần vô thương hắn đang ngồi đối diện tần vô ưu nhàn nhã phẩm trà tất cả đều sắp xếp thỏa đáng rồi chứ tần vô thương cười khẽ hỏi vân đệ tử đã bố trí thỏa đáng cho vân triệt nhưng mà sắc mặt tư không độ rối rắm có phần không đành lòng nói ra khỏi miệng nhưng mà cái gì tần vô thương liếc mắt nói ở thiên binh cát hắn lựa chọn thanh bá vương trọng kiếm kia hà Tần vô thương lộ vẻ kinh ngạc, nghi vấn nhìn về phía tần vô ưu, vũ khí tiểu oa tử này am hiểu là trọng kiếm. Không, tần vô ưu lắc đầu, theo đệ được biết, hắn cũng không am hiểu sử dụng bất cứ vũ khí nào. Về phần tại sao lại lựa chọn thanh trọng kiếm kia, đây cũng có phần kỳ quái. Nhưng mà lấy hiểu biết của đệ về hắn, hắn quả quyết không phải kiểu người lỗ mãng đơn thuần coi trọng bá vương, cự kiếm có phẩm cấp cao nhất. Đúng rồi, tư không độ, hắn lựa chọn huyền công và huyền kỹ là hai loại nào hắn không lựa chọn huyền công tư không độ hít một hơi thật sâu mới thẳng đầu chân mày lên nói mà lựa chọn hai bản huyền kỹ theo thứ tự là hỏa diễm quyền và hỏa vân trưởng phụt nước trà trong miệng tần vô thương và tần vô ưu đồng thời phun ra văng hết lên trên mặt đối phương chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio nội phủ thật yên tĩnh vân triệt tiến vào nội phủ gần nửa ngày như trước không nhìn thấy dù một đệ tử nội phủ lúc này đại bộ phận bọn họ đều tu luyện trong tụ huyền tháp Vân Triệt đứng ở trong tiểu viện, tìm được một vị trí bằng phẳng, hít sâu một hơi, khởi động huyền lực, triệu hồi bá vương cự kiếm từ trong thiên độc châu ra. Bá vương cự kiếm vào tay, sức nặng của gần 4.000 cân khiến Vân Triệt cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn như cũ bị rơi vào trên người trầm xuống, suýt chút nữa rời tay. Hắn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, nhưng không cách nào nhấc cả cự kiếm lên. Nửa thân kiếm phía dưới nặng nề nện trên nền đất cứng rắn, chìm vào thật sâu bên trong. Tả phách, tà phách mở ra, huyền lực toàn thân vân triệt, lần này gầm nhẹ một tiếng, cầm nắm toàn bộ bá vương cự kiếm lên, nhưng chẳng qua chỉ kiên trì được thời gian mấy hơi, nửa thân kiếm phía dưới lại nặng nề nện về trên mặt đất, nếu không phải vân triệt cắn răng chống đỡ, ngay cả chuôi kiếm cũng phải rời tay. Phu, thu hồi bá vương cự kiếm, vân triệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi nóng trên trán, thấp giọng lẩm bẩm, một ngày nào đó, ta nhất định có thể khống chế ngươi. Tại sao ngươi lại chọn lựa chuôi trọng kiếm này? chỉ bởi vì phẩm cấp nó cao. Giọng mặt lị, thình lình vang lên trong đầu óc hắn. Đương nhiên không phải. Vân Triệt lắc lắc đầu, thành thật nói, trước khi ta tiến vào thiên binh cát, cũng định lựa chọn một thanh kiếm, một thanh kiếm nhẹ mà tuyệt đại đa số huyền giả đều dùng. Nhưng mà, khi ta tới gần trọng kiếm này, ta bỗng nhiên có một cảm giác kỳ diệu, ta cảm thấy nó, dường như thích hợp với ta hơn. Vì sao? Mặt lị hỏi. Nàng rất ít hỏi đến cùng chuyện gì, nhưng dường như, nàng rất có hứng thú với việc tại sao vân triệt lại lựa chọn chuôi trọng kiếm này bởi vì đây là một thanh kiếm thủ hộ vân triệt hơi ngẩng đầu chậm rãi nói mạt lỵ tư không độ nói không sai trọng kiếm là một vũ khí không thích hợp với bất cứ huyền giả nào nó chỉ thích hợp với chiến trường nếu ta là một huyền giả thuần túy ta cũng sẽ không lựa chọn chuôi trọng kiếm này nhưng mà ta không phải ta cũng từng điên cuồng truy đuổi lực lượng kể cả hiện giờ cũng vậy ta sở dĩ vội vàng khiêu chiến mộ dung giật cũng vì để cho mình đủ lực áp bách, chính là mục đích theo đuổi lực lượng của ta, tâm tính đều hoàn toàn không giống quá khứ. Bởi vì ta đã trải qua những việc mà một vài người khác cả đời cũng khó có khả năng trải qua, chính là tử vong, cùng với chết mà hoàn hồn. Thiên Huyền Đại Lục Sở dĩ được gọi là Thiên Huyền Đại Lục, vì tu huyền là chủ yếu trên mảnh đại lục này, thậm chí là chủ yếu của cả thế giới này. Độ cao của huyền lực đại biểu cho địa vị và danh vọng ở thế giới này. Thiên Huyền Đại Lục có vô số huyền giả, cuộc đời của bọn họ, thời gian nhiều nhất đều dùng để truy cầu huyền lực rất cao, nhưng mà trong bọn họ, một phần rất lớn, đến chết cũng không biết mục đích mình truy đuổi lực lượng là gì, chỉ là truy đuổi đơn giản, đơn thuần muốn được độ cao rất cao. Nhưng mà ta không giống với bọn họ, ta hiện giờ rất rõ ràng mục đích truy đuổi lực lượng của ta là gì. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng chậm chạp nói, ta muốn bảo vệ tốt cho tất cả người quan trọng đối với ta. Đã từng Ta cho rằng chỉ cần có lòng, chỉ cần đối xử và làm bạn thật tốt, liền có thể khiến cho người quan trọng bên cạnh mình an toàn và hạnh phúc. Nhưng lần lượt mất đi, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ở nơi thế giới cá lớn nuốt cá bé. Lực lượng làm chủ này, muốn cho bọn họ an toàn, nhất định phải khiến mình cường đại lên, cường đại đến khiến cho mọi người ngưỡng vọng, khiến cho mọi người không dám ức hiếp, như vậy, mới có thể làm đến thủ hộ chân chính, mới sẽ không lại mất đi. Mặt lị, kiếm nhẹ thích hợp với huyền giả, nó dễ dàng khống chế, dễ dàng tinh thông chẳng những nhẹ nhàng hơn nữa biến hóa ngàn vạn quá khứ tương lai vẫn luôn là vũ khí hoàn mỹ nhất nhưng mà nếu bàn về thủ hộ nó vĩnh viễn không có khả năng so sánh được với trọng kiếm kiếm nhẹ vung lên có thể bảo vệ được ba người năm người mà trọng kiếm vung lên thiên quân chớ gần chỉ cần che chở người cần bảo vệ ở phía sau trừ phi đỡ được trọng kiếm của ta bước qua thi thể của ta bằng không đừng mong tổn hại đến bọn họ hơn nữa đối với thích hợp với huyền giả hay không mà nói lời tư không độ nói ta không hoàn toàn tán thành. Không có ai lựa chọn trọng kiếm, là vì khống chế trọng kiếm khó khăn, là vì khống chế trọng kiếm trăm ngàn lần. Quen thuộc trọng kiếm phải cần thời gian, gấp kiếm nhẹ trăm ngàn lần. Nhưng mà, nếu như có một ngày, có thể vung trọng kiếm nhẹ nhàng giống như kiếm nhẹ. Như vậy, trên đời này, còn có cái gì có thể ngăn cản oai của trọng kiếm? Vân Triệt nói từng chữ vang vang. Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy trọng kiếm, trong đầu tưởng tượng đến chính là hình ảnh như vậy. Chính là, Hắn sâu sắc biết rằng để làm được đến một điểm này sẽ là gian nan cỡ nào, phải cần thời gian sẽ dài bao lâu. Đều là 20 năm, một người sử dụng kiếm nhẹ trở thành kiếm đạo tông sư, mà một người khác lựa chọn trọng kiếm, có lẽ thời gian vẻn vẹn 20 năm này mới miễn cưỡng làm được là tự do khống chế, mà thời gian 20 năm này, có lẽ ngay cả tu vi huyền lực cũng bị liên lụy, giao chiến với đối thủ cùng cấp cũng khó có phần thắng, bị người cùng hèn mọn. Cho nên, Huyền Giả sẽ chọn lựa trọng kiếm, ít như Phượng Mao Lân Giáp. Nhưng Vân Triệt lại cứ làm như vậy, có lẽ còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là trong tiềm thức của hắn không muốn làm ra lựa chọn giống như tuyệt đại đa số huyền giả. Sau khi Vân Triệt nói xong, Mặt lị thật lâu không đáp lại. Ngay khi Vân Triệt lại thử chuẩn bị nâng bá vương cự kiếm, giọng Mặt lị mới xa thẳm truyền ra, "Lý do lựa chọn trọng kiếm của ngươi, với ca ca, giống nhau như đúc." Vân Triệt ngừng động tác, thấp giọng nói, "Ca ca của ngươi, hắn cũng từng dùng trọng kiếm?" giọng mặt lị tràn đầy sầu não vân triệt gần như có thể tưởng tượng đến ánh mắt ửng đỏ lúc này của nàng bởi vì hai chữ ca ca này là mềm mại ấm áp nhất trong lòng nàng cũng là đau đớn khắc cốt nhất lúc ban đầu vũ khí ca ca dùng cũng là kiếm nhẹ sau này hắn buông kiếm nhẹ xuống cầm trọng kiếm lên bởi vì ca ca nói trọng kiếm là kiếm giết hại kiếm bá đạo càng là kiếm thủ hộ hắn muốn lấy trọng kiếm bảo vệ ta bảo vệ mẫu thân bảo vệ quê hương vì luyện tập trọng kiếm Kaka mạo hiểm nguy hiểm vĩ đại tu luyện sách cấm kỵ đại đạo phù đồ quyết, sau đó lại trải qua trăm ngàn cây đắng, tìm được nơi thiên lang tinh thần lưu lại, chiếm được thiên lang ngục thần điển. Sau này Kaka lấy nghị lực cực lớn tu toàn bộ đại đạo phù đồ quyết và thiên lang ngục thần điển đến đại thành, nâng trọng kiếm lên trên chiến trường, một kiếm chém ra, vạn quân chớ gần. Khi đó, ta thích xem nhất chính là hình ảnh Kaka vung trọng kiếm ở trên chiến trường, để cho ta và mẫu thân có cảm giác an toàn và ỷ lại không cách nào hình dung được. Giống như chỉ cần ca ca ở đó, cho dù trời sập xuống, cũng một chút không phải sợ hãi, bởi vì ca ca sẽ dùng trọng kiếm của hắn, vĩnh viễn bảo vệ chúng ta ở phía sau. Giọng mặt lị càng lúc càng thấp, đến cuối cùng, đã mang theo run run rõ ràng. Bởi vì ca ca của nàng, cuối cùng vẫn chết. Theo sự miêu tả của nàng, có thể biết được ca ca của nàng là một người vô cùng cường đại, có lẽ cường đại đến một cảnh giới mà vân triệt hoàn toàn không cách nào lý giải được. Mặt lị cũng không nói ca ca của nàng rốt cuộc chết như thế nào vân triệt cũng vốn không dám hỏi bởi vì đó chính là một đoạn ký ức thê thảm nhất sâu trong tâm linh của nàng vì bảo vệ mà buông bỏ kiếm nhẹ cầm lên trọng kiếm ca ca của ngươi nhất định là người thật vĩ đại vân triệt cảm thán nói nếu có thể ta thật sự muốn kết giao với hắn một phen mạt lị thật lâu không nói gì giống như đang ổn định tâm tình của mình sau một hồi lâu nàng bình tĩnh mở miệng ngươi về sau thật sự muốn lựa chọn luôn luôn sử dụng trọng kiếm sao nếu như ta đã lựa chọn thì đương nhiên sẽ không thay đổi và hối hận. Vân Triệt không hề do dự nói, hơn nữa ta có huyết mạch tà thần trong người, ở ngang cấp, ta có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại, khống chế trọng kiếm, với ta mà nói càng tương đối dễ dàng hơn cường giả khác. Được. Mặt lị lên tiếng trả lời, sau tạm dừng ngắn ngủi, bình thản nói, như vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi tu luyện đại đạo phù đồ quyết. Đại đạo phù đồ quyết, ngươi vừa mới nói, là thứ mà ca ca ngươi tu luyện. Trong lòng vân triệt kinh ngạc, không sai chính là sách cấm kỵ mà kakata vì khống chế trọng kiếm đã tu luyện mạt lị lạnh lùng nói sở dĩ gọi nó là sách cấm kỵ là vì nó giống với tà thần quyết trên người ngươi đều là huyền công của thần thuộc về chân thần thượng cổ đến từ chân thần thượng cổ tên là hoang thần chỗ khác chính là tà thần quyết tồn tại trong huyết mạch không cần tu luyện còn đại đạo phù đồ quyết cũng ảnh hưởng đến huyết mạch kinh mạch cơ bắp da lông nhưng lại không hề có chút liên quan nào tới huyền mạch thậm chí huyền lực giống ta thần quyết, huyền công của thần. Vân Triệt chấn động trong lòng, cường đại của tà thần quyết không cần nói, trước mắt hắn chỉ có thể mở ra cửa thứ nhất, liền có thể ở trạng thái nhập huyền cảnh cấp 10 trọng thương phong việt chân huyền, cảnh cấp 3. Còn đại đạo phù đồ quyết cũng là huyền công của thần, uy lực kia chẳng phải không hề kém gì ta thần quyết sao? Chân thần thượng cổ mất mạng, tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà đại đạo phù đồ quyết được lưu truyền xuống, nhưng cũng đã trở thành tồn tại cấm kỵ bởi vì nó là huyền công của thần, là người thường vốn không cách nào tu luyện. Rất nhiều năm qua, đại đạo phù đồ quyết qua tay rất nhiều người, không đếm được bao nhiêu tuyệt thế cao thủ ý vào huyền lực của mình lên đến tột đỉnh, cho nên cưỡng ép tu luyện đại đạo phù đồ quyết, nhưng kết quả, không ai không phải nổ tan xác mà chết. Lực của thần, sao thân thể người thường có khả năng thừa nhận được? Vân triệt, cho đến về sau, đại đạo phù đồ quyết may danh ẩn tích trên đời, truyền thuyết về nó, cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến một ngày, Kaka trong lúc vô tình chiếm được nó ở chỗ thần bí nguy hiểm. Mà sau khi Kaka được đến đại đạo phù đồ quyết này, cũng là một bí mật chưa từng bị kẻ khác phát hiện, trên thế giới này, chỉ có Kaka và ta biết, ngay cả phụ thân và mẫu thân, đều không, biết. Mặt lị nói không sai, đại đạo phù đồ quyết này là bí mật của hai người Kaka và nàng, trừ hai người bọn họ ra, không một ai biết được đại đạo phù đồ quyết lại một lần nữa hiện thế. Sau khi Kaka mặt lị chết đi, đại đạo phù đồ quyết liền chỉ tồn tại trong nội tâm mặt lị nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tu luyện đại đạo phù đồ quyết, càng không nghĩ tới muốn giao nó cho ai, thậm chí chưa bao giờ chuẩn bị nói cho người khác biết, mà khiến đại đạo phù đồ quyết trở thành tưởng niệm vĩnh hằng về ca của nàng lắng động sâu, trong linh hồn của nàng. Nhưng mà, từ trên người vân triệt, mặt lị hết lần này đến lần khác nhìn thấy được dáng vẻ của Kaka, Thậm chí, tìm được một cảm giác như ca ca vậy. Lần đầu tiên, chính là ở hang động của Viêm Long. Hắn vì cứu nàng, không tiếc chảy một nửa máu trên người, trong ý thức mơ hồ của nàng khi tỉnh lại nàng cho rằng nàng thấy được ca ca mà khi vân triệt lựa chọn trọng kiếm cũng nói ra lý do trong đó nội tâm của nàng giống như có thứ gì đó nặng nề đánh vào run run thật lâu nàng biết tại sao nàng lại khát vọng muốn dạy vân triệt tu luyện cấm kỵ đại đạo phù đồ quyết này như vậy bởi vì nàng muốn từ trên người vân triệt nhìn thấy được hình dáng năm đó ca ca vùng trọng kiếm cũng như dệt một cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng nếu người bình thường không tu luyện được đại đạo phù đồ quyết trên thế giới này lại không có sự tồn tại của thần, vì sao ca ca của ngươi có thể tu luyện thành công?" Vân Triệt nói xen vào. Bởi vì, hắn cũng như ngươi, kế thừa lực lượng của một vị thần thượng cổ. Chân thần thượng cổ kia tên là Thiên Lang Tinh Thần. Trong huyền mạch và huyết mạch có ấn ký của chân thần, do đó có thể thừa nhận lực lượng của Đại Đạo Phù Đồ Quyết. Chẳng qua, Đại Đạo Phù Đồ Quyết có tổng cộng 12 tầng, ca ca chỉ có thể luyện tới tầng thứ 6 đã là cực hạn, lại tiếp tục luyện lên sẽ nổ tan xác mà chết giống như những người trước kia ngông cuồng tu luyện. Mà ngươi, thừa nhận lấy huyết mạch tà thần, giống với ca ca, đủ để tu luyện đại đạo phù đồ quyết tới cảnh giới tầng 6. Bây giờ ngươi chỉ cần tu luyện đại đạo phù đồ quyết tới cảnh giới tầng thứ nhất là có thể thoải mái khống chế chuôi trọng kiếm này. Lời mặt lỵ nói, câu này đến câu kia đều khiến Vân Triệt giật mình. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, có phần không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói, cảnh giới tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết có thể khiến cho ta khống chế chuôi bá vương trọng kiếm này. Chuôi bá vương trọng kiếm này không phải trọng kiếm bình thường, sức nặng có khoảng 3900 cân. Mà lời nói tiếp theo của Mặt Lệ khiến Vân Triệt kinh hãi đến thiếu chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ. Hừ, ta đương nhiên biết sức nặng của chuôi trọng kiếm này." Mặt Lệ lạnh lùng nói, "Nhưng mà, nếu như ngươi luyện thành tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết, dưới trạng thái huyền lực không hề gia tăng, có thể thêm vào 3000 cân lực cánh tay." cảnh giới tầng thứ hai có thể gia tăng 8.000 cân lực cánh tay, cảnh giới tầng thứ ba có thể gia tăng 2 vạn cân lực cánh tay. Ngươi chỉ cần tầng thứ nhất đã đủ. Nếu như đến tầng thứ hai, chuôi trọng kiếm này ở trong tay ngươi, khống chế nó liền không hề khác kiếm nhẹ ở trong tay huyền giả phổ thông khác. Hơn nữa, cho dù trọng kiếm không ra, chỉ bằng lực cánh tay ngươi thêm vào, không ra tà phách, trong cùng cấp, vốn không có ai là đối thủ của ngươi. Tà phách phụ trợ, cũng đủ để đánh bại đối thủ vượt qua ngươi nửa đại cảnh giới nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha